Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 634, một khó khăn trước mắt, anh lên trước tôi yểm hộ. Vương Tử Quân nhận được tin tức Trình Tự Học đã quay về thành phố La Nam vì mẹ già 90 tuổi ở nhà phải nhập viện đúng lúc đi đến ngoài cửa nhà Thạch Kiên Quân. Khu nhà thường ủy tỉnh ủy có vẻ đặc biệt yên ắng trong màn đêm, thế nhưng từng chiếc xe với những tấm biển số làm cho đám quan viên trong tỉnh Sơn Nam phải kính sợ đậu ngoài sân từng căn nhà càng làm cho người ta cảm thấy hoàn cảnh không gian cực kỳ thần bí. Trời muốn mưa mà cô gái cũng muốn lấy chồng, cứ đi thôi. Đây là lời nói của Vương Tử Quân với Kim Điền Lạc, hắn nói xong thì tắt điện thoại, sau đó dùng tay gõ cửa căn biệt thự hai tầng trước mặt. Một cô gái hơn 20 tuổi khẽ mở cửa, sau đó nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi dùng giọng nghi hoặc hỏi. Anh đến có chuyện gì? Tôi muốn gặp mặt Chủ tịch Thạch. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô gái xuất hiện trong mắt Vương Tử Quân với bộ dạng xinh đẹp mà mờ ảo không kém. Nhưng trong mắt cô gái này lại có mang theo một cái nhìn kiêu ngạo, nàng dùng ánh mắt tùy ý nhìn Vương Tử Quân, sau khi đánh giá sơ lược thì nói. Nếu như có chuyện gì thì ngày mai đến gặp anh Thạch ở phòng làm việc đi. Vương Tử Quân không có thời gian nói nhiều với cô gái này, hắn thản nhiên nói. Tôi có hẹn với Chủ tịch Thạch. Cô gái đi ra mở cửa chợt sững sờ, nàng không ngờ tên thanh niên mạo muội gõ cửa lại có ước hẹn trước với người anh quyền cao chức trọng của mình. Nàng chố mắt một lát, sau đó mới nói. Anh là ai, có hẹn với anh tôi sao? Vương Tử Quân nói tiếp. Có thể nói một tiếng với Chủ tịch Thạch, là Vương Tử Quân thành phố La Nam đến. Cô gái có chút do dự, sau đó nàng mở cửa nói. Mời anh vào. Lúc này trong phòng khách nhà Thạch Kiên Quân cũng không yên ắng, có vài người đang ngồi đó nói chuyện. Vương Tử Quân có quen biết vài người, cũng không nhận ra vài người trong nhóm này. Một người đàn ông ngồi bên ngoài thấy Vương Tử Quân đi vào thì cười nói. Bí thư Vương, vài ngày không gặp, mời anh đến đây ngồi. Vương Tử Quân nghe tiếng chào hỏi như vậy mới nhận ra đối phương chính là Phó Cục trưởng Lưu Cục Công an tỉnh. Hắn cười cười với Phó Cục trưởng Lưu, sau đó đi về phía một chiếc ghế salon đặt một góc. Các vị, có lẽ không cần tôi giới thiệu về vị huynh đệ này thì mọi người đã biết rõ ràng rồi. Nhưng lúc này tôi cũng phải long trọng giới thiệu với mọi người, đây chính là cán bộ cấp giám đốc sở trẻ tuổi nhất của tỉnh Sơn Nam chúng ta, là Bí thư Thị ủy thành phố La Nam, đồng chí Vương Tử Quân. Phó Cục trưởng Lưu Trầm Cương kéo tay Vương Tử Quân rồi dùng giọng nhiệt tình giới thiệu với mọi người. Những người khác nghe thấy Lưu Trầm Cương giới thiệu đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân căn bản không từng có quan hệ với những người này, thế nhưng hắn có thể căn cứ vào ánh mắt của đám người để nhận ra vài vấn đề, đó chính là bọn họ cũng căn bản không xa lạ gì mình. Bí thư Vương, đây là giám đốc Lưu của công ty sắt thép Thành Phát, là thần tài giàu có nhất trong đám người chúng tôi. Nếu ngài có gì cần ở phương diện phát triển kinh tế, như vậy cứ tìm anh ấy hóa duyên là được. Lưu Trầm Cương có vẻ rất quen thuộc giám đốc Lưu, hắn vừa giới thiệu vừa vui đùa nói. Tôi là Lưu Minh Cơ, Bí thư Vương, ngài cũng đừng nghe anh Lưu nói hưu nói vượt, nếu muốn có tiền thì phải tìm đến trưởng phòng Lý mới đúng. Lưu Minh Cơ có dáng người hơi mập, hắn vừa đứng lên bắt tay với Vương Tử Quân vừa dùng giọng nịnh nọt giới thiệu một người đàn ông gầy gò ngồi ở bên cạnh mình. Trưởng phòng Lý cười cười khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, trên trán mơ hồ bùng ra khí thế ngạo nghễ. Vị này chính là trưởng phòng tài chính Lý Chiêu Nam. Lưu Trầm Cương là người biết thời biết thế. Hắn nhanh chóng giới thiệu Lý Chiêu Nam cho Vương Tử Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Tử Quân bắt tay với Lý Chiêu Nam, hắn thầm nghĩ, quả nhiên có tiền thì người ta sẽ tụ tập quanh mình, bây giờ các địa phương đều tranh thủ tài chính để đẩy mạnh phát triển, thế cho nên người quản lý tiền sẽ là đối tượng để mọi người nịnh nọt. Lưu Trầm Cương nói vài câu giới thiệu đám người ngồi trong phòng một lượt. Nhìn vào phản ứng của mọi người thì thấy rõ bọn họ đều là khách quen ở nhà Thạch Kiên Quân, nói chuyện cũng rất tùy tiện. Khi Lưu Trầm Cương giới thiệu người cuối cùng cho Vương Tử Quân thì tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền xuống. Giám đốc Sở Nội vụ Triệu Đức Trúc đi xuống trước, đi theo phía sau chính là Chủ tịch Thạch Kiên Quân với một bộ đồ ngủ trên người. Mọi người thấy Thạch Kiên Quân thì đều đứng lên, Thạch Kiên Quân chỉ khẽ phất tay, sau đó nói với Triệu Đức Trúc. Sau này nếu thành phố Đông Bộ có chỉ thị thay đổi nhân sự thì anh cứ nhanh chóng suy xét, thích hợp thì thả lỏng cho địa phương, để bọn họ có thể thực hiện ngay lập tức. Triệu Đức Trúc liên tục gật đầu, khi hai người đi xuống cầu thang, Thạch Kiên Quân nhìn Vương Tử Quân, hắn khẽ cười rồi thản nhiên nói. Tử Quân, cậu đến đây. Chủ tịch Thạch. Vương Tử Quân cũng cười cười với Thạch Kiên Quân, sau đó mở miệng chào hỏi.
Đi thôi, theo tôi lên phòng làm việc. Thạch Kiên Quân nói rồi lại cười cười nói với nhóm người Lưu Trầm Cương. Các anh ngồi chơi một chút, chút nữa sẽ sắp xếp vài món, mọi người tụ tập nói vài câu vui vẻ. Vương Tử Quân nhìn Thạch Kiên Quân đi lên lầu mà cũng nhanh chóng theo sau. Đám người Lưu Trầm Cương và Lý Chiêu Nam nhìn Vương Tử Quân đi lên lầu, trong mắt lóe lên chút hâm mộ. Bí thư Vương thật sự là rất có thể diện. Không biết có phải là cố ý hay không mà Lưu Minh Cơ dùng giọng cảm khái nói. Những người khác nghe được lời nói âm trầm của Lưu Minh Cơ thì không ai lên tiếng, giống như ai cũng đang bận rộn chuyện của mình, thế nhưng ánh mắt bọn họ lại lóe lên cái nhìn khác thường. Những người khác đến nhà Thạch Kiên Quân chủ yếu là vì muốn báo cáo công tác, vẫn luôn coi trọng thứ tự trước sau, tất nhiên sẽ rất lưu tâm đối với một người đến sau và phá vỡ quy củ. Vương Tử Quân cũng không có thời gian phán đoán ý nghĩ của đám người bên dưới phòng khách, hắn chỉ cùng đi theo Thạch Kiên Quân vào trong một gian phòng trên lầu. Phòng làm việc của Thạch Kiên Quân rộng hơn 20 mét vuông, có một giá sách rất lớn đặt đủ loại sách vở. Thạch Kiên Quân cũng không ngồi xuống sau bàn làm việc, hắn tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế salon ở bên cạnh bàn trà. Tử Quân, trở thành lãnh đạo đứng đầu một thành phố có phải cảm giác khác với trước đó không? Thạch Kiên Quân nâng ấm trà lên rót hai ly, sau đó mở miệng hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói. Chủ tịch Thạch, nếu nói không giống thì cũng thật sự có một chút. Nhưng ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để điều chỉnh tâm tính, sẽ nhanh chóng tiến vào vị trí công tác của mình. Tử Quân, tôi hoàn toàn tin tưởng những lời của cậu, thành phố La Nam chiếm 1/10 bản đồ tỉnh Sơn Nam, thế nhưng phương diện kinh tế lại chưa được 2%. Nếu muốn cân đối sự phát triển của tỉnh Sơn Nam, như vậy thành phố La Nam chính là một mắt xích cực kỳ quan trọng, thế cho nên trọng trách trên vai cậu là không nhẹ chút nào. Thạch Kiên Quân giống như đang nói về việc nhà. Hắn mở miệng nói ra tình huống tụt hậu của thành phố La Nam với Vương Tử Quân. Chương 634-2, khó khăn trước mắt, anh lên trước tôi yểm hộ. Chủ tịch Thạch, đối với thành phố La Nam vào lúc này thì quan trọng nhất chính là phát triển kinh tế, nhưng thành phố La Nam có địa vực đặc biệt, nếu muốn nhanh chóng phát triển thì điều cần thiết nhất chính là phương diện giao thông. Vương Tử Quân nói đến đây thì cầm bật lửa châm thuốc cho Thạch Kiên Quân, lại nói tiếp. Đặc biệt là tuyến giao thông đường sắt càng là động mạch chủ của thành phố La Nam, hy vọng lãnh đạo tỉnh có thể cho ra một chính sách nghiêng trọng điểm với thành phố La Nam chúng tôi ở phương diện này. Thạch Kiên Quân đã sớm hiểu rõ mục đích Vương Tử Quân đến chỗ mình, lúc này Vương Tử Quân nói ra càng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Vẻ mặt Thạch Kiên Quân căn bản không chút biến đổi, hắn vẫn dùng giọng thản nhiên tự đắc nói. Tử Quân, tôi hiểu cậu đến đây với mục đích gì? Bản thân tôi cũng có khuynh hướng muốn hạng mục đường sắt Mân Cô quá cảnh ở thành phố La Nam. Vương Tử Quân không nói gì, hắn biết rõ Thạch Kiên Quân sẽ tiếp tục lên tiếng, điều hắn muốn làm chính là chờ câu nói sau đó của Chủ tịch Thạch. Sau đó hắn sẽ căn cứ vào góc độ của thành phố La Nam để tiến hành thuyết phục Thạch Kiên Quân một lần. Tử Quân, trong tỉnh cũng có quyền đề nghị với hạng mục đường sắt, thế nhưng quyền quyết định lại nằm trong tay người ta. Hơn nữa bàn tay đều là thịt. Tôi là chủ tịch tỉnh chẳng những là lãnh đạo của thành phố La Nam, còn là chủ tịch tỉnh của thành phố Đông Bộ, nếu nặng bên này nhẹ bên kia thì rõ ràng là không ổn. Vương Tử Quân chờ Thạch Kiên Quân nói cho hết lời, lúc này mới cười nói. Chủ tịch Thạch, tôi hiểu ý của ngài, nhưng với ánh mắt của ngài thì sẽ không phải không thấy lần này đường sắt thay đổi tuyến đường rõ ràng cạnh tranh không chính đáng. Lãnh đạo tỉnh nếu ngồi nhìn sự kiện một thành phố khác đào góc tường của thành phố anh em, như vậy cũng sẽ không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác thất vọng và đau khổ. Vương Tử Quân nói làm cho khóe miệng của Thạch Kiên Quân có hơi run lên. Hắn ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy Vương Tử Quân nhìn mình, thật sự là trốn không được, thế là trong lòng bùng lên lửa giận vô danh. Con bà nó anh nói cái gì? Muốn uy hiếp tôi sao? Tử Quân, tôi có thể nhìn ra vấn đề này, Bí thư Nhất Phong cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, mà các thành phố trong tỉnh cũng ngầm hiểu vấn đề. Nhưng có một số việc có nhiều nhân tố khó thể nắm bắt, nó đã tồn tại thì có lý do của nó, cho dù cậu biết thì có thể làm được gì chứ. Căn bản là không có chứng cứ gì. Thạch Kiên Quân mới hút được nửa điếu thì dụi đầu thuốc xuống gạt tàn, hắn nói tiếp. Cậu không có chứng cứ nói thành phố Đông Bộ đã đào góc tường thành phố La Nam nhà mình, tỉnh cũng không có chứng cứ gì, dù là nhìn vào góc độ nào thì các cậu cũng không có biện pháp gì để nói thành phố Đông Bộ người ta nhúng tay vào hạng mục này. Như vậy thì rõ ràng là nói lời thừa, những lời như vậy sao có sức thuyết phục cho được. Chủ tịch Thạch, ý của ngài là cứ quyết định như vậy. Vương Tử Quân dùng ánh mắt không chút sợ hãi nhìn Thạch Kiên Quân, sau đó dùng giọng chậm rãi nói ra từng chữ một.
không tính như vậy thì còn tính thế nào? Thạch Kiên Quân thật sự có tâm tình rất phức tạp với Vương Tử Quân. Dù hai người bọn họ có quan hệ thượng hạ cấp, thế nhưng thực tế thì quan hệ hợp tác lại rất nhiều. Vì thế khi đối mặt với Vương Tử Quân thì Thạch Kiên Quân căn bản không thể nào lấy phương pháp đối phó với Lý Quý Niên và Trình Tự Học ra sử dụng cho được. Hắn nghĩ đến đây mà chỉ có thể cười cười nói. Không tính như vậy thì còn biết tính làm sao? Nếu như cậu có thể kéo quy hoạch đường sắt vào tay thành phố La Nam, như vậy tỉnh sẽ tuyệt đối không cản trở. Thạch Kiên Quân nói ra câu nói sau cùng rõ ràng là không có thành ý, Vương Tử Quân đến nơi này muốn lãnh đạo tỉnh nói vài lời trợ giúp, thế nhưng hắn lại căn bản đá vấn đề đi như đá bóng. Vương Tử Quân nhìn vào mặt Thạch Kiên Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Chủ tịch Thạch, chúng tôi sẽ thử sức một lần. 10 phút sau Thạch Kiên Quân nhìn Vương Tử Quân đi xuống lầu. Sau khi hai người bàn xong vấn đề, bọn họ sẽ không tiếp tục nói về hạng mục đường sắt Mân Cô, nhưng hai người đều hiểu, không đề cập đến cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Đụng đầu vào tường cũng tốt, sau đó mới hiểu có một số việc mà chính mình có cố gắng cũng không thay đổi được. Vương Tử Quân vuốt ve cầu thang, hắn thầm lẩm bẩm. Thạch Kiên Quân vốn còn phải gặp mặt vài người khác, nhưng bây giờ nhìn Vương Tử Quân bỏ đi thì thật sự mất hết hứng thú. Hắn nhìn Khúc Y Hòa rồi cười nói. Anh cùng mọi người ăn tối đi, tôi đi nghỉ ngơi trước. Quan lớn đè chết người, những lời này thật sự là chân lý có thể dùng ở mọi nơi mọi chỗ. Đám người Liêu Trầm Cương chờ nửa ngày dưới phòng khách, thế nhưng Thạch Kiên Quân chỉ cần nói một câu thì coi như xong, không gặp là không gặp. Vương Tử Quân rời khỏi nhà Thạch Kiên Quân, hắn ngồi lên xe của mình, gió khẽ thổi lên, trong đầu hắn luôn vang vọng những lời đối thoại với Thạch Kiên Quân. Lãnh đạo tỉnh sẽ không cải biến ý nghĩ. Càng không cho mình bất kỳ trợ giúp nào. Hèn gì Trình Tự Học và Lý Quý Niên đến gặp lãnh đạo tỉnh thì một người cáo bệnh nằm viện, một người quay về nhà chăm sóc mẹ già, xem ra tâm tình của bọn họ đã chết lặng rồi. Loại chuyện này tuy không cần người nào phụ trách, thế nhưng lọt vào tai người khác sẽ biến thành không hay, cũng khó chịu được. Nếu thật sự truy cứu trách nhiệm, như vậy Vương Tử Quân là bí thư thị ủy căn bản khó tránh được. Nếu như uy tín của Vương Tử Quân còn chưa được mở rộng đắc bị đánh nát, đó sẽ là kết quả căn bản không có gì vui sướng. Dù hắn có lòng tự tin với uy vọng của mình, thế nhưng sự việc này vẫn giống như mắc nghẹn nơi cuống họng, sinh ra cảm giác cực kỳ khó chịu. Dựa vào cái gì mà ông đây phải chịu tiếng xấu thay cho người khác? Chưa đến thời điểm cuối cùng thì đừng nói là ai thắng ai thau. Hắn nghĩ đến lời nói của Thạch Kiên Quân, hắn nhìn ánh đèn bên ngoài, thầm hạ quyết tâm. Sớm muộn gì cũng phải giải quyết, như vậy thì vung tay cho xong. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu qua cửa kính thủy tinh vào trong phòng ở khu thường trú của thành phố La Nam ở tỉnh thành, Vương Tử Quân thức dậy rồi đi làm vệ sinh cơ thể, sau đó nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sau khi hắn nói một câu mời vào, chủ nhiệm Lưu Xã Quân đẩy cửa đi vào. Bí thư Vương, hôm qua anh ngủ nghỉ thế nào? Có tốt không? Lưu Xã Quân cung kính đứng bên cạnh với bộ dạng bất cứ khi nào cũng có thể nghe lời phân phó của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi khẽ nói. Chủ tịch Hà đã thức dậy chưa? Chủ tịch Hà vừa mới thức dậy. Lưu Xã Quân là một vị chủ nhiệm khu thường trú cực kỳ thích hợp, sau khi nghe thấy Vương Tử Quân hỏi thì trả lời mà căn bản không cần nghĩ ngợi gì. À, vậy thì cậu mời chủ tịch Hà đến phòng làm việc của tôi một chuyến, nói rằng tôi mời anh ấy dùng điểm tâm. Vương Tử Quân khoát tay áo cho Lưu Xã Quân đi làm. Chương 634-3, khó khăn trước mắt, anh lên trước tôi yểm hộ. Hơn 10 phút sau Hà Khởi Duệ đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hai nhân viên mặc sườn xám bưng bữa sáng nóng hổi vào phòng. Chẳng những có bánh bao, sủi cảo, sữa, còn có hai tô cháo lớn. Chủ tịch Hà, tôi cũng không muốn ăn điểm tâm một mình, tê hế cho nên gọi anh đến ăn cùng cho vui. Vương Tử Quân để cho Hà Khởi Duệ ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó cười hì hì nói. Hà Khởi Duệ biết rõ Vương Tử Quân gọi mình đến tuyệt đối không đơn giản chỉ là cùng ăn điểm tâm. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì hắn nở nụ cười nói. Bí thư Vương, ngài thật sự là quá đúng lúc, tôi cũng đang định đi ăn điểm tâm. Sau khi Lưu Xã Quân ân cần múc cháo vào chén, Vương Tử Quân cầm bánh bao lên cắn một miếng, sau đó nói với Hà Khởi Duệ. Chủ tịch Hà, anh nếm thử món bánh bao này xem, hương vị rất ngon. Hà Khởi Duệ cũng cầm bánh bao lên ăn một miếng, sau đó nói. Bí thư Vương, món bánh bao này thật sự rất ngon. Cho dù là cửa hàng làm bánh bao ngon nhất thành phố La Nam cũng không hơn được thế này. Hai người Vương Tử Quân và Hà Khởi Duệ vừa ăn bánh bao vừa ăn cháo,
Hà Khởi Duệ tuy cười tươi vui vẻ nhưng lại mang theo vài phần lo lắng. Trình Tự Học đã đi, Lý Quý Niên cũng đã đi, hai người kia đi thì Hà Khởi Duệ biết sự việc chạy lên tỉnh vì hạng mục đường sắt Mân Cô xem như đã thất bại. Hai vị lãnh đạo kia không muốn sự việc rơi lên người mình, thế cho nên một vị chạy vào nằm viện, một người chạy về chăm lo mẹ già, trực tiếp đẩy trách nhiệm cho kẻ khác. Sau này nếu có người nhắc đến chuyện này, tất nhiên hai vị lãnh đạo kia sẽ căn bản có thể nói rõ nó không liên quan đến mình. Hà Khởi Duệ cũng tin Vương Tử Quân có thể nhìn rõ trò mèo của hai người Trình Tự Học và Lý Quý Niên. Với tình cảnh của Vương Tử Quân vào lúc hiện tại, lựa chọn tốt nhất chính là đẩy sự việc này ra, tuy vẫn bị mắng nhưng ít nhất cũng có người chịu tội thay. Chính mình rất có thể sẽ là người chịu tội thay. Khi Lưu Xá Quân đến mời mình dùng điểm tâm với Vương Tử Quân, Hà Khởi Duệ đã dự liệu được điều này, thế nhưng trong lòng lại căn bản không tìm được lý do từ chối. Lúc này dù có giả bệnh cũng đã muộn. Trong đầu Hà Khởi Duệ lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là không nhịn được phải cảm khái một câu. Hắn biết rõ giả bệnh là biện pháp tốt, thế nhưng bây giờ mình muốn giả bệnh cũng xem như quá chậm rồi. Chủ tịch Hà, đối với hạng mục đường sắt Mân Cô, anh cảm thấy bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào cho phải? Khi Hà Khởi Duệ đang suy nghĩ rối loạn thì Vương Tử Quân đột nhiên đặt chén xuống rồi trầm giọng hỏi. Bí thư Vương, sự kiện thay đổi tuyến đường của đường sắt Mân Cô, tôi thấy chúng ta căn bản sẽ không có được sự trợ giúp nào từ tỉnh ủy. Tôi nghe ý tứ của lãnh đạo tỉnh, cảm thấy sự việc lần này căn bản khó thể nào được thực hiện theo phương án trước đó. Hà Khởi Duệ nói đến đây thì dừng lại, hắn biết rõ mình nói thêm thì sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm. Nếu Vương Tử Quân biết thời BS thế đem chuyện này giao cho mình, chỉ sợ mình sẽ biến thành kẻ không may nhất thành phố La Nam. Vương Tử Quân cười cười, hắn trầm giọng nói. Hạng mục đường sắt Mân Cô có liên quan đến tương lai phát triển của thành phố La Nam chúng ta, chính là một hạng mục quan trọng nhất trong khoảng thời gian này của thành phố chúng ta. Bây giờ phát sinh vấn đề ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần còn hy vọng, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục cố gắng hết mình. Vẻ mặt Hà Khởi Duệ chợt trở nên trắng bệch, thầm nghĩ lần này xem như mình khó thể tránh né được gì nữa rồi. Hà Khởi Duệ nhớ rõ khi mình còn trẻ từng xem qua một bộ phim, nhân vật phản diện trong phim dùng giọng trầm thấp nói với cấp dưới như thế này. Anh à, Quốc Dân Đảng đã đến thời khắc nguy hiểm, anh là một phần tử của Quốc Dân Đảng, chúng ta phải trung thành báo quốc, tuyệt đối không thể để mất đất được. Khi viên cấp dưới đang cảm động đến mức ngây người, vị thủ trưởng đã đặt tất cả gánh nặng lên vai thuộc hạ, còn chính mình thì đi ra phía sau. Lúc này Hà Khởi Duệ thấy mình giống như tên cấp dưới kia. Lúc này Bí Thư Vương giống như vị lãnh đạo đang bố trí nhiệm vụ cho mình. Tôi thật sự giúp đỡ anh. Trong đầu Hà Khởi Duệ chợt xuất hiện câu nói mà nhân vật thuộc hạ trong phim đã từng lên tiếng. Chủ tịch Hà, anh hiểu rõ tầm quan trọng của hạng mục đường sắt Mân Cô hơn so với tôi, anh là cán bộ lão thành của thành phố La Nam, anh càng biết rõ hạng mục này có tác dụng thế nào cho sự phát triển của thành phố La Nam. Vương Tử Quân nói từng câu từng chữ đánh vào lòng Hà Khởi Duệ. Lúc này Hà Khởi Duệ cũng xem như hiểu Vương Tử Quân muốn nói gì. 5-6 triệu quần chúng thành phố La Nam đều kỳ vọng vào hạng mục này, tất cả đều rơi lên người anh. Chủ tịch Khởi Duệ, anh nhất định không nên phụ lòng kỳ vọng của đảng ủy và nhân dân với mình được. Hà Khởi Duệ thầm cảm thấy sự việc phát sinh giống như những gì mình đang nghĩ, hắn thầm mắng chửi chó má. Nhưng Hà Khởi Duệ mắng thì có được lợi ích gì? Vương Tử Quân là bí thư thành phố La Nam, lời nói của hắn là mệnh lệnh. Chính mình có thể trực tiếp kháng lệnh để làm theo ý mình sao? Nếu nói như vậy thì chỉ sợ chính mình sẽ là người đầu tiên bị phê bình vì hạng mục này. Khi Hà Khởi Duệ chuẩn bị lên tiếng, chuẩn bị nuốt cục xương vào họng thì chợt nghe Vương Tử Quân khẽ nói. Tuyến tỉnh tỏ vẻ giúp đỡ thành phố La Nam chúng ta, tuy Bí Thư Nhất Phong và Chủ tịch Thạch vì một vài nguyên nhân mà không bày tỏ thái độ một cách rõ ràng, thế nhưng vẫn tỏ vẻ giúp đỡ. Chỉ cần chúng ta thuyết phục cục đường sắt, như vậy tất cả sẽ không còn là vấn đề. Hà Khởi Duệ lúc này càng thêm bội phục vị bí thư trẻ tuổi này, Vương Tử Quân cực kỳ trầm ổn và lão thành, tuy tuổi trẻ nhưng làm việc căn bản là không ai bằng, một lòng hoàn thành công tác, điều này làm người ta nhìn vào căn bản không thấy chút vấn đề nào. Thái độ của Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân là thế nào chẳng lẽ hắn không biết? Bây giờ Bí Thư Vương mở miệng sao lại biến thành giúp đỡ thành phố La Nam? Lúc này Hà Khởi Duệ chợt nghĩ, với sự lớn gan và năng lực ứng biến của Vương Tử Quân, hơn nữa lại trầm ổn và lão luyện như vậy, quả thật sẽ là một nhân vật chính trị không bao giờ ngã đổ, nào giống như một cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi hung hăng phấn chấn. Có sự giúp đỡ của lãnh đạo cấp tỉnh, có sự phối hợp của ban ngành trong thành phố La Nam,
Hà Khởi Duệ anh không làm tốt công tác kéo hạng mục đường sắt Mân Cô, căn bản sẽ là một kẻ vô năng. Nếu một sự việc như vậy rơi lên đầu Vương Tử Quân sẽ chẳng là vấn đề, nhưng chuyển sang cho một vị phó chủ tịch thường vụ thành phố như Hà Khởi Duệ thì rõ ràng là dê thế tội. Quá cao tay, Hà Khởi Duệ hắn thật sự coi thường vị bí thư thị ủy này, hắn vốn cho rằng bí thư chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm của mình, không ngờ lại phối hợp với đám người Trình Tự Học và Lý Quý Niên để bỏ chạy, trực tiếp ném hết tất cả tội lỗi lên người mình. Chương 634-4, khó khăn trước mắt, anh lên trước tôi yểm hộ. Nếu đó là sự thật thì xem như Hà Khởi Duệ là một bức tường bị mọi người cùng nhau hợp sức đẩy ngã, dù hắn có quan hệ không tệ với Lý Quý Niên và Trình Tự Học, thế nhưng vì bảo vệ bản thân, đám người kia chỉ sợ sẽ càng đẩy mạnh lên người mình. Bí thư Vương, chuyện này tôi. Đầu óc của Hà Khởi Duệ xoay chuyển rất nhanh, khi hắn nghĩ đến kết quả cuối cùng, phản ứng đầu tiên chính là đẩy sự việc này ra xa, dù thế nào thì hắn cũng không muốn nói liên quan đến mình. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Tôi hiểu tâm tư của Chủ tịch Hà công tác nhiều năm ở thành phố La Nam, có thể nói là một cán bộ lãnh đạo nhiệt huyết, đã cống hiến tất cả cho thành phố La Nam. Vì sự phát triển của thành phố La Nam mà anh không sợ tiếp nhận nhiệm vụ gian khổ, tôi hiểu rất rõ những điều này. Hà Khởi Duệ muốn nói ra lời chống đối thế nhưng tất cả nhanh chóng bị nuốt xuống bụng và biến mất không còn tăm hơi. Lúc này hắn đưa mắt nhìn Bí Thư Vương, hắn thấy đối phương còn rất trẻ. Thế nhưng lại giống như cảm thấy sau lưng Bí Thư Vương có mọc một cái đuôi. Đúng là ác ma, cắt bỏ tất cả đường lui của mình, lại công khai chụp mũ lên đầu mình. Nếu Hà Khởi Duệ không tiếp nhận nhiệm vụ này, như vậy đừng hòng tiếp tục công tác ở thành phố La Nam, hắn tiếp nhận nhiệm vụ thì sẽ bị người ta đâm đao vào cột sống. Hà Khởi Duệ hắn lăn lộn quan trường nhiều năm, thế nhưng bây giờ lại cực kỳ khổ sở vì một chiêu thức quá hay của Bí Thư Vương. Không còn đường lui nữa rồi. Hà Khởi Duệ thầm nghĩ co đầu cũng bị một đao, duỗi đầu cũng bị một đao, con bà nó, lần này ông nhận hết. Chủ tịch Hà, anh thu thập vài thứ đi, chiều nay tôi và anh về thủ đô một chuyến. Chúng ta sẽ trải chuốt lại quan hệ với ban ngành cục đường sắt, tranh thủ kéo hạng mục đường sắt Mân Cô về thành phố La Nam. Cái gì, cùng nhau về thủ đô? Hà Đông Kỳ chợt cảm thấy kinh hoàng, giống như cảm thấy lỗ tai của mình có vấn đề. Chính mình không nghe lầm đấy chứ. Cùng nhau về thủ đô, không phải là tự mình về thủ đô sao? Tuy đều là về thủ đô nhưng sự khác biệt của nó là rất lớn, nếu như Hà Khởi Duệ tự mình về thủ đô chạy hạng mục, như vậy tất cả cờ lê sẽ đánh xuống đầu hắn. Nếu Bí Thư Vương cùng về thủ đô, như vậy trách nhiệm chủ yếu là của Bí Thư Thị ủy La Nam, chính là Bí Thư Vương trẻ tuổi này. Bí Thư Vương, ngài nói, khi nào thì đi? Vì quá kích động nên Hà Khởi Duệ thiếu chút nữa phạm vào một sai lầm giác ngộ làm cho chính bản thân phải xấu hổ, nhưng đầu óc của hắn cũng rất nhanh nhạy, hắn nhanh chóng chữa lời. Vương Tử Quân nhìn Hà Khởi Duệ giống như hồn nhiên không phát hiện ra lời nói vừa rồi có chút sai lầm nào, hắn nói. 2 giờ chiều nay, Vương Tử Quân nói đến đây thì quay sang Lưu Xã Quân. Tôi nhớ hình như 2 giờ chiều có chuyến bay từ thành phố Sơn Viên về thủ đô thì phải. Đúng vậy Bí Thư Vương. 2 giờ chiều có một chuyến. Lưu Xã Quân nghe hai người Vương Tử Quân đối thoại mà trán vã đầy mồ hôi. Hắn là một người đứng xem, hắn thấy rõ tất cả những gì đang diễn ra, và hiểu rõ ý nghĩa của nó. Chủ tịch Trình và Chủ tịch Lý đã bỏ đi, điều này càng làm cho hắn ý thức được lãnh đạo thành phố sẽ nhanh chóng tỏ thái độ ở sự kiện hạng mục đường sắt Mân Cô. Tuyến đường sắt đổi địa phương quá cảnh, đây là sự thật mà Lưu Xã Quân cảm thấy căn bản khó thể nào thay đổi được. Dưới tình huống này lãnh đạo căn bản sẽ không thể nào suy xét đến phương diện kéo hạng mục về vì khả năng không lớn, chỉ nên suy xét làm sao cho chính mình có thể toàn thân đi ra ngoài mà thôi. Khi Chủ tịch Lý rời khỏi khu thường trú thì Lưu Xã Quân có tiến chân lãnh đạo đến tận xe, tuy Chủ tịch Lý không thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng tinh thần lại cực kỳ tốt. Nhưng một vị chủ tịch với tinh thần như vậy bây giờ lại đang nằm dưỡng bệnh trong Bệnh viện Nhân dân Sơn Viên. Bị bệnh, chiều này tất nhiên là không tệ. Thể hiện đầy đủ tính cách của Chủ tịch Lý, đó là lùi một bước trời cao biển rộng, rụt đầu lại mọi thứ sẽ hài hòa. Khi đó dù anh có Hà Khắc thế nào cũng căn bản không thể nào ném trách nhiệm lên người của Chủ tịch Lý Quý Niên, dù sao thì người ta cũng sinh bệnh, chẳng lẽ anh còn không quan tâm đến sức khỏe của người ta, cố ý ép người ta phải chết mới chịu sao? Chủ tịch Trình rút lui với lý do mẹ già bệnh nặng, tất nhiên đây là lý do rất chính đáng, mẹ bệnh thì phải về chăm sóc, chăm sự chữ hiếu đặt lên hàng đầu. Trên sự kiện này dù ai nói gì cũng không quá ảnh hưởng đến Chủ tịch Trình. Lưu Xã Quân cảm thấy lúc này người rút lui tiếp theo nên là Vương Tử Quân,
dù sao thì vị bí thư này chưa có chỗ dựa quá ổn, nếu phát sinh ảnh hưởng không tốt sẽ là đả kích cực mạnh đến uy tín của lãnh đạo. Đặc biệt là vào thời điểm hiện tại thì bí thư Vương càng cần giữ vững uy tín của mình. Khi Vương Tử Quân mời Chủ tịch Hà dùng cơm thì Lưu Xã Quân căn bản đã có một vài suy đoán, khi hắn thấy Hà Khởi Duệ căn bản không húp tô súp mình thích, lại thất thần ăn cháo, hắn càng kiên định ý nghĩ của mình. Vương Tử Quân bắt đầu nói chuyện với Hà Khởi Duệ càng làm cho Lưu Xã Quân thêm khẳng định điều này, sau khi nghe rõ ràng thì hắn càng thêm kiên định quyết tâm dựa vào bí thư Vương của mình. Tráng sĩ có thể chặt đứt tay để cứu cơ thể, có thể chơi trò mặt đen tim sắt, đây chính là những yết quyết quan trọng để sống sót trong quan trường. Bí thư Vương còn trẻ mà đã nắm được yếu quyết như vậy, nó sẽ là một chìa khóa đảm bảo cho người ta có tương lai tươi sáng. Lưu Xã Quân nếu đi theo một lãnh đạo như vậy thì sẽ tuyệt đối có hy vọng phát triển mạnh mẽ. Khi hắn nghĩ Hà Khởi Duệ sẽ bị Vương Tử Quân ép đến thủ đô để phối hợp với cục đường sắt, đúng lúc này hắn lại bị một lời nói của Vương Tử Quân làm cho sợ hãi ngây người. Bí thư Vương cũng đi sao? Có lầm không vậy? Có thể nói chỉ sau nháy mắt thì hình tượng một vị bí thư mặt đen tim sắt trong lòng Lưu Xã Quân chợt sụp đổ. Có lầm không vậy? Tuy Lưu Xã Quân nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại không dám nói nửa câu, dù sao lúc này chỉ có hai người ở đây, chỉ cần hắn mở miệng thì sẽ bị sấm sét phủ xuống đầu. Bầu không khí trong phòng có chút quái dị, Hà Khởi Duệ ăn bánh bao với bộ dạng rất máy móc, thế nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ cảm khái. Dù sao thì hắn thấy sự kiện này vốn không nên phát sinh, nhưng sự thật lại xuất hiện sờ sờ trước mắt. Bí thư Vương, chúng ta có nên làm tốt vài chuẩn bị gì không? Đầu óc Hà Khởi Duệ vận chuyển rất nhanh, hắn cố gắng nặn ra nụ cười khẽ hỏi Vương Tử Quân. Chuẩn bị một ít đặc sản, sau đó chúng ta nhất định phải dùng đúng chỗ. Vương Tử Quân cười cười với Hà Khởi Duệ rồi khẽ nói. Trong khu văn phòng thị ủy Đông Bộ, Nguyễn Chấn Nhạc đang tươi cười nhìn vị phó chủ tịch Thường Thứ Dân vừa mới điều đến từ thành phố Tam Hồ, hắn dùng giọng điệu ôn hòa nói. Chủ tịch Thứ Dân, Cục trưởng Liễu có thỏa mãn với sự chuẩn bị của thành phố Đông Bộ không? Chương 634, năm, khó khăn trước mắt, anh lên trước tôi yểm hộ. Thường Thứ Dân là một cán bộ đến từ vùng đất bên ngoài, hắn không có chút căn cơ ở thành phố Đông Bộ, vì thế muốn công tác tốt thì hắn được người quen giới thiệu và lao vào trong lòng của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc. Cũng vì có sự giúp đỡ của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, hắn trở thành một vị lãnh đạo quan trọng trong khối chính quyền thành phố Đông Bộ. Thường Thứ Dân có cảm giác kiêng kỵ từ tận đáy lòng với Nguyễn Chấn Nhạc, vì thế sau khi Nguyễn Chấn Nhạc đặt câu hỏi thì hắn trả lời cực kỳ cẩn thận. Bí thư Nguyễn, đoàn khảo sát của Cục trưởng Liễu đã chuẩn bị lên đường khảo sát thành phố Đông Bộ chúng ta, đã cho ra những lời khẳng định cực kỳ đầy đủ, còn nói hạng mục đường sắt Mân Cô sẽ căn bản quá cảnh ở thành phố Đông Bộ, mọi người cứ yên tâm là được. Dù mới đến thành phố Đông Bộ, thế nhưng vị phó chủ tịch nắm giao thông lại có chuẩn bị cực kỳ chi tiết, đã có không ít chuẩn bị. Bây giờ hạng mục đường sắt Mân Cô tuy đã đánh tiếng quá cảnh sang thành phố Đông Bộ, thế nhưng dù sao thì cũng phải tốn nhiều thời gian khảo sát, căn bản là khó chuẩn bị. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn nghiệm thu trước đó, căn bản sẽ chẳng được thông qua, xem như toàn quân bị diệt. Nhưng tổ điều tra của Cục trưởng Liễu lại giống như không thấy những khó khăn như vậy, bọn họ cho ra lời khích lệ với thành phố Đông Bộ. Rốt cuộc vì sao lại như vậy? Thường Thứ Dân tất nhiên sẽ hiểu rất rõ ràng. Thường Thứ Dân là người làm công tác chuẩn bị, hắn hiểu rõ và càng quyết đoán dựa lên người Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn thấy làm quan có 3 phần may mắn, 5 phần hậu trường, 7 phần vận tác. Hắn là người có may mắn, nếu không sẽ chẳng thể bò từ cơ sở lên vị trí phó chủ tịch thành phố. Còn nói đến phương diện vận tác, tuy hắn cảm thấy mình căn bản không phải là tốt 100%, thế nhưng cũng xem như khá mạnh. Bây giờ cái hăn thiếu nhất chính là hậu trường. Càng lên cao đường càng hẹp, đi càng vất vả, càng cần có người bảo bọc che chở. Không biết có bao nhiêu cán bộ bình thường giống như Thường Thứ Dân hy vọng tìm được một người có thể che chở bảo bọc và đề bạt mình. Bí thư Nguyễn Chấn Nhạc bây giờ chính là cây đại thụ có thể che mưa che gió và giúp Thường Thứ Dân leo lên cao. Bây giờ bí thư Nguyễn Chấn Nhạc đang chiến đấu với đám quan viên ở thành phố Đông Bộ, càng làm cho hắn cảm thấy cơ hội của mình kéo đến. Giúp đỡ nhau lúc khốn khó dù sao càng được người ta nhớ kỹ hơn là dệt hoa trên gấm, bây giờ chính là lúc bí thư Nguyễn Chấn Nhạc cần người giúp đỡ, là lúc thế đơn lực bạc, cần người đi đầu, chính Thường Thứ Dân đứng ra là vừa đẹp. Nếu để cho bí thư Nguyễn Chấn Nhạc đứng vững gót chân, như vậy người tìm đến nương tựa sẽ càng nhiều, chính mình là phó chủ tịch cũng căn bản không được người ta chú ý. Nguyễn Chấn Nhạc cười cười nói, chủ tịch Thứ Dân làm rất tốt, nhưng anh cũng không được buông lỏng. Nhất định phải chiêu đãi Cục trưởng Liễu sao cho tốt,
để cho bọn họ cảm nhận được lòng nhiệt tình của thị ủy Đông Bộ. Thường thì ai cũng nói đến đảng ủy chính quyền thành phố Đông Bộ, nhưng Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không nhắc đến khối chính quyền thành phố, đây không phải là bí thư Nguyễn nói sai, chính là lãnh đạo căn bản cố ý không nhắc đến. Thường Thứ Dân hiểu ý nghĩa như vậy, vì thế hắn cũng không hỏi lại. Hắn báo cáo vài phần công tác cho Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó khẽ nói. Bí thư Nguyễn, hôm nay có người bên khối chính quyền của chúng tôi mở miệng nói gở, nói ngài tranh thủ hạng mục đường sắt Mân Cô về thành phố Đông Bộ với thủ đoạn có chút. Thường Thứ Dân tuy không nói hết lời nhưng ánh mắt đủ để người ta hiểu ra vấn đề, Nguyễn Chấn Nhạc lại nở nụ cười không chút cố kỵ. Có phải là thủ đoạn rất ti tiện không? Bí thư Nguyễn, tôi cảm thấy bọn họ không ăn nho cứ nói nho chua, ngài vừa đến thành phố Đông Bộ và làm ra một việc lớn, bọn họ rõ ràng sẽ đố kỵ. Tuy ngài sẽ không quan tâm đến những lời đố kỵ của đám tiểu nhân, thế nhưng tôi cảm thấy chúng ta nên tiến hành phê bình giáo dục, không cho một số người tùy ý nói bậy được. Thường Thứ Dân nói đến chữ một số người thì khẽ nhấn mạnh một chút. Nguyễn Chấn Nhạc vẫn nở nụ cười không chút biến đổi, trong lòng thầm cười lạnh. Hắn sao không đoán ra được chút tâm tư của Thường Thứ Dân, người này sở dĩ đi theo mình vì muốn bỏ lên trên, bây giờ đang tố cáo với mình, chính là mượn tay mình để gỡ bớt vài tảng đá trước mắt. Nguyễn Chấn Nhạc cũng không nổi giận với tâm tư của Thường Thứ Dân, đặc biệt là hắn còn tỏ ra vui sướng. Hắn hiểu trên thế gian này không có trường hợp nào đột nhiên nhảy ra trung thành với mình, người ta đi theo anh vì anh có chỗ tốt ném cho họ, ít nhất cũng tạo điều kiện cho người ta tiến lên cao. Thường Thứ Dân lợi dụng chính mình, mà chính mình cũng lợi dụng đối phương. Bây giờ trong tay Nguyễn Chấn Nhạc có một cây đao có thể uy hiếp được người khác. Hắn nhìn Thường Thứ Dân rồi cười cười nói. Thứ Dân nói rất đúng, thật sự có một số người nên dạy bảo giáo dục lại, thế nhưng có một số việc mà chúng ta nên chậm rãi một chút, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, anh nói xem có đúng không? Bí thư Nguyễn nói đúng, nóng vội không ăn hết đậu hũ nóng. Thường Thứ Dân rất thỏa mãn với thái độ của Thường Thứ Dân. Hắn mới vào thành phố Đông Bộ, hắn cũng không thể tiến lên vị trí thường ủy thị ủy ngay được, thế nhưng hắn cần chuẩn bị sẵn, dọn đường cho mình tiến lên. Đúng rồi, Bí thư Nguyễn. Vừa rồi tôi nghe bạn ở trên tỉnh nói, thành phố La Nam cũng không thả lỏng với hạng mục đường sắt Mân Cô, không những bí thư Vương Tử Quân đến thành phố Sơn Viên, ngay cả trình tự học của Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đi theo. Thường Thứ Dân uống một hớp nước rồi nói sang chuyện khác. Nguyễn Chấn Nhạc vung tay lên nói. Kẻ thất bại luôn có quyền lợi vùng vẫy, Chủ tịch Thường cũng nên có tâm tư tha thứ cho những người như vậy. Bí thư Nguyễn nói rất đúng, bây giờ Cục trưởng Liễu đã đến, trên cơ bản là đại cục đã định. Dù bọn họ có vùng vẫy thế nào cũng như không. Thường Thứ Dân nói rồi điện thoại chợt vang lên. Thường Thứ Dân nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, hắn vốn có tâm tư cúp máy nhưng lại có chút do dự. Khi hắn chuẩn bị đưa tay ấn nút tắt máy thì chợt nghe thấy Nguyễn Chấn Nhạc nói. Chủ tịch Thứ Dân, anh cứ tiếp điện thoại đi, ở chỗ tôi anh còn khách khí làm gì. Lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc thật sự làm cho Thường Thứ Dân cảm thấy rất vui, hắn khẽ nghe máy, bên trong vang lên âm thanh quen thuộc. Sau khi nói hai câu đơn giản với đối phương, Thường Thứ Dân chợt dùng giọng hưng phấn nói. Bí thư Nguyễn, vừa rồi có đồng chí khu thường trú ở tỉnh thành gọi điện thoại đến nói Chủ tịch Lý Quý Niên của thành phố La Nam đã nhập viện vì huyết áp không ổn, Chủ tịch trình tự học của Hội đồng Nhân dân thành phố La Nam cũng phải về nhà chăm sóc mẹ già bị bệnh. Thủ đoạn nhỏ nhặt thế này trong quan trường căn bản không gạt được Thường Thứ Dân, hắn biết rõ đó chỉ là cái cớ. Hai người kia bỏ đi đại biểu cho tình huống đám lãnh đạo thành phố La Nam đã mất lòng tin với hạng mục đường sắt Mân Cô. Đối thủ đau khổ thì đại biểu cho sự thắng lợi của mình. Chủ tịch Thứ Dân, Vương Tử Quân bên kia có phản ứng gì? Nguyễn Chấn Nhạc chợt nở nụ cười nhạt, những sự việc thế này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút hưng phấn. Nghe nói Vương Tử Quân sẽ về thủ đô tranh thủ, nhưng tôi cảm thấy anh ta đi như vậy căn bản là không có lý trí. Thường Thứ Dân có chút trầm ngâm sau đó nói ra cái nhìn của mình với hành động của Vương Tử Quân. Tuy Thường Thứ Dân không có thù hận với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn lại mơ hồ thấy rõ bí thư Nguyễn Chấn Nhạc có địch ý với Vương Tử Quân. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc che giấu rất tốt, thế nhưng vẫn lơ đãng để lộ ra ngoài. Một ngày không có hai mặt trời, nước không có hai vua, trong tỉnh cũng không nên có hai cán bộ trẻ tuổi vĩ đại. Thường Thứ Dân thầm cảm khái một tiếng, hắn biết mình căn bản không có lựa chọn. Thế cho nên không bằng tỏ thái độ sớm một chút cho xong. Nguyễn Chấn Nhạc cười cười mà không nói gì thêm, thế nhưng hai hàng chân mày lại tràn đầy tự tin. Chương 635, một chạy bộ khó hơn lên trời.
Đoàn người Vương Tử Quân ngồi trên máy bay chưa đến 2 giờ thì đến nơi, khi xuống máy bay vẫn là ánh nắng gay gắt, khí trời nóng bức, căn bản không có chút cảm giác mát mẻ. Kim Điền Lạc đi đằng trước, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía con đường dành cho khách quý. Khi một chiếc Audi màu đen chạy đến thì gương mặt mới lộ ra nụ cười nhạt. Nhưng nụ cười trên mặt Kim Điền Lạc còn chưa kịp lan rộng thì đã được thay thế bằng sương lạnh, vì người đi xuống chiếc xe kia cũng không phải đến vì bọn họ. Lúc này một tên cán bộ hơn 30 tuổi bước xuống xe, hắn nhanh chóng đi về phía đoàn người, sau đó nói với những người đi ở giữa. Chủ tịch Triệu, mời ngài đi bên này. Kim Điền Lạc cũng xem như biết một chút về địa vị của những người kia, tuy không phải cùng một tỉnh thế nhưng dù sao thì cũng ngồi nói chuyện vài câu. Hắn biết Chủ tịch Triệu chính là một vị phó chủ tịch thường vụ của thành phố thuộc tỉnh hàng xóm. Bây giờ nhân viên ở khu thường trú thủ đô của thành phố tỉnh hàng xóm đã lái xe đến sân bay đón lãnh đạo, thế nhưng người của khu thường trú thành phố La Nam còn chưa đến. Điều này làm cho Kim Điền Lạc là lãnh đạo chủ quản khu thường trú thủ đô cảm thấy như bị mèo cào, cực kỳ mất mặt. Đây là lần đầu tiên Bí Thư Vương đến thủ đô chạy hạng mục, nhóm người của mình lại không cung cấp cho lãnh đạo được một hoàn cảnh tốt đẹp, nói về khí phái thì còn kém cả một vị phó chủ tịch thường vụ của thành phố khác, như vậy thật sự quá kém. Bí Thư Vương, chúng ta vừa vặn tiện đường, không bằng cùng đi nhé. Vị chủ tịch Triệu kia rất tôn kính một bí thư thị ủy như Vương Tử Quân, thế nên hắn cũng không lập tức đi về phía xe, mà nói ra lời mời với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói. Chủ tịch Triệu, ngài hãy đi trước đi, xe của chúng tôi sắp đến rồi. Sau này sắp xếp xong thì chúng ta sẽ cùng uống vài ly. Chủ tịch Triệu cũng là người tinh thông đối nhân xử thế, hắn cũng không ép buộc mà cười cười nói. Bí thư Vương, chúng ta quyết định thế nhé, có cơ hội sẽ nhanh chóng liên lạc. Khi đoàn người chủ tịch Triệu đi về phía hai chiếc xe của mình, Kim Điền Lạc chợt cảm thấy gương mặt mình nóng bỏng, cũng là thành phố cấp tỉnh, thế nhưng bên mình lại rơi vào tình huống thật sự xấu hổ. Grum, grum. Những tiếng xe hơi trầm thấp truyền đến từ nơi không xa, Kim Điền Lạc vốn còn tưởng rằng đó là tiếng xe của người ta đang khởi động, hắn nhìn thấy nhóm chủ tịch Triệu còn chưa lên xe, thế là chợt thấy không phải là như vậy. Khi hắn còn đang tỏ ra cực kỳ kinh ngạc thì một chiếc xe hơi chạy đến từ bên trái. Kim Điền Lạc vì chạy hạng mục, đặc biệt là hạng mục đường sắt Mân Cô mà liên tục bay tới bay lui, thế cho nên cũng coi như hiểu rõ những con đường trong sân bay. Trong ký ức của hắn thì con đường kia hầu như chưa từng mở ra, chiếc xe phía bên kia rõ ràng đi trên con đường chuyên dụng. Kim Điền Lạc nhìn chiếc xe hơi kia mà không đoán được nó là nhãn hiệu gì, chỉ biết có biển số quân đội. Điều này làm cho hắn có chút sợ hãi. Thầm nghĩ chẳng lẽ có đại nhân vật thần bí nào đó cùng đi một chuyến bay với mình sao? Chủ tịch Triệu nhìn thấy chiếc xe hơi kia đầu tiên là sững sờ, sau đó vung tay lên với tên cán bộ trẻ tuổi đến nghênh đón mình, tỏ ý cho xe kia đi trước. Chủ tịch Triệu không phải là người tầm thường, tốc độ phản ứng rất nhanh, vừa thấy tình huống này thì đã nghĩ ngay đến những ảnh hưởng có thể xảy ra. Vương Tử Quân đứng bên cạnh Kim Điền Lạc, khi thấy chiếc xe kia thì có hơi sững sờ, nhưng khi xuyên thấu qua cửa kính thấy được người cầm lái. Thế là không khỏi nở nụ cười. Xe hơi dừng lại bên cạnh Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc mặc một bộ trang phục trắng bước xuống xe từ vị trí lái. Lúc này nàng vấn mái tóc ra sau đầu, bộ dạng lười biếng nhưng không nhếch nhác, ngược lại thì môi hồng răng trắng, mặt mày như vẽ. Sao em lại đến đây? Tiểu Bảo đâu? Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc rồi khẽ hỏi. Nhớ anh quá, Tiểu Bảo ngủ rồi, ông nội ở nhà, nhìn cháu mãi mà không chán, cũng không có chuyện gì. Mạc Tiểu Bắc vừa nói vừa kéo cửa xe cho Vương Tử Quân. Kim Điền Lạc ngây người nhìn những gì vừa diễn ra, đám người Hà Khởi Duệ lại càng không kịp phản ứng. Khi Vương Tử Quân được mời lên xe thì bọn họ mới biết đây là xe đến đón Bí Thư Vương. Mà người phụ nữ xinh đẹp làm cho người ta không dám nhìn thẳng này chính là vợ của Bí Thư Vương. Tuy tất cả mọi người nơi đây đều không phải không là hạng người giỏi ăn nói, thế nhưng nhìn chiếc xe kia mà không khỏi ngậm chặt miệng lại. Bí Thư Vương. Lát nữa xe của khu thường trú sẽ đến, chúng tôi sẽ ở đây chờ bọn họ cũng được. Hà Khởi Duệ là người có phản ứng đầu tiên, hắn biết nhóm mình không thích hợp làm kỳ đà cản mũi, thế nên trầm giọng lên tiếng với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không khiêm tốn, hắn cười cười nói. Vậy thì cứ xử lý theo lời Chủ tịch Hà, mọi người ngồi máy bay cũng xem như mệt mỏi rồi, sau khi quay về nên nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Vài phút sau đám người Kim Điền Lạc cuối cùng cũng gặp đoàn người khu thường trú thành phố La Nam ở thủ đô. Chủ nhiệm khu thường trú nhiệt tình tiếp nhận cặp sách trên tay Kim Điền Lạc,
Tất nhiên Kim Điền Lạc cũng không quên chừng mắt nhìn đối phương, sau đó mới cất bước đi về phía trước. Thư ký trưởng mất hứng làm cho đám người khu thường trú thành phố La Nam ở thủ đô cảm thấy khó hiểu, nhưng ngay sau đó bọn họ phục vụ càng thêm cẩn thận hơn. Khi trên xe của Vương Tử Quân chỉ có hai người, thế là hắn mới thu vào vẻ nghiêm túc lúc vừa rồi. Hắn vuốt tóc Mạc Tiểu Bắc, sau đó nở nụ cười nói. Vợ, không phải anh nói không cần vợ ra đón tiếp sao? Em không những không nghe, còn chạy cả chiếc xe của ông đến đón anh. Xe của Mạc Lão Gia Tử chính là loại xe mà nhà máy đặc biệt sản xuất với số lượng có hạn, nhưng mỗi một chiếc xe đều được công khai, đều đại biểu cho lực ảnh hưởng cực lớn. Bây giờ dù là Mạc Lão Gia Tử ra khỏi nhà thì bình thường cũng ít ngồi chiếc xe này. Mạc Tiểu Bắc gần đây là người an phận, thế nhưng hôm nay lại chạy xe của Mạc Lão Gia Tử đến đón mình, điều này làm cho hắn thật sự cảm thấy khó thể tưởng được. Em thấy chiếc xe này trước nên chạy nó đi luôn, hơn nữa chạy chiếc xe này thì tỷ lệ kẹt xe cũng nhỏ hơn những chiếc khác. Mạc Tiểu Bắc dùng giọng tùy ý đáp. Vương Tử Quân đối mặt với câu trả lời của Mạc Tiểu Bắc cũng chỉ có thể cười cười mà thôi. Sau đó hắn nói sang chuyện khác, nói đến chuyện của Tiểu Bảo. Hắn nghe những câu chuyện vui liên quan đến đứa con Tiểu Bảo của mình trong những ngày qua, thế là thỉnh thoảng lại bị chọc cười ha ha. Đúng rồi, lúc em đi thì con đã ngủ được bao lâu rồi? Vương Tử Quân nhìn một hàng xe dài phía trước rồi dùng giọng tùy ý nói. Đã được 2 giờ. Mạc Tiểu Bắc vừa dừng xe vừa nói. Chương 635, 2, chạy bộ khó hơn lên trời. Vương Tử Quân cũng là người làm bố có kinh nghiệm vào kiếp trước, lúc này nghe Mạc Tiểu Bắc nói con đã ngủ được 2 giờ, thế là thầm nghĩ có chuyện không hay xảy ra. Con đã ngủ hơn 2 giờ, Mạc Tiểu Bắc lại chạy ra đón mình mất 1 giờ, bây giờ xem như đã 3 giờ, giấc ngủ trưa của trẻ nhỏ ban ngày chỉ là. Khi Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc xuất hiện trong sân nhà Mạc Lão Gia Tử, đúng lúc thấy Mạc Lão Gia Tử đang cầm một cái chuông nhỏ. Đang thoát ẩn thoát hiện để dụ dỗ một đứa bé đang khóc oe oe được nhân viên phục vụ ôm vào trong lòng. Bốn phía còn có vài ông lão với độ tuổi tương đồng Mạc Lão Gia Tử, đang liên tục mở miệng bình phẩm đứa bé từ đầu đến chân. Tiểu Bắc, hai đứa đã quay về rồi, ông của cháu đã bị chắt làm cho dã rời ra rồi. Một ông lão 70-80 tuổi thấy Mạc Tiểu Bắc thì lớn tiếng trêu ghẹo. Lão lãnh đạo là một nhà cầm quân tài giỏi, thế nhưng thật sự không có cách với chắt của mình. Hi hi. Muốn trách cũng phải trách thủ trưởng mà thôi, tôi đã nói rồi, ba đứa cháu ở nhà đều do tôi ấm bổng thế nhưng anh ấy vẫn lo lắng, dù thế nào cũng không chịu giao cho tôi. Anh giữ cháu, thôi thôi, người nào không biết ba đứa cháu nhà anh đều do nhân viên chăm giữ. Đoàn trưởng Mạc cam lòng giao cháu của mình cho anh sao? Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc nghe được những lời nghị luận của các ông lão, sau đó nhanh chóng tiên lên ôm con đang khóc lớn vào lòng. Đứa bé đang khóc thấy Mạc Tiểu Bắc thì mới yên tĩnh lại. Tiểu Bắc, Tử Quân, cuối cùng thì hai đứa cũng về. Mạc Lão Gia Tử đặt cái chuông nhỏ xuống, sau đó vung tay lên với những ông lão ở chung quanh. Đều đi, đi thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành, đi thôi, chúng ta làm việc chính sự. Khi những ông lão bỏ đi thì bầu không khí trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Vương Tử Quân nhìn đứa bé đang bú sữa say sưa, thế là nhịn không được phải dùng tay véo véo lên mặt vài cái. Nhưng bàn tay của Vương Tử Quân còn chưa đặt lên mặt con thì đã bị Mạc Tiểu Bắc đẩy ra, nàng dùng giọng nũng nịu oán trách nói. Anh đã là bố rồi, sao lại trêu chọc con như vậy? Vương Tử Quân cười cười không nói gì, nhưng lúc này trong lòng hắn lại ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Đúng rồi, hôm nay vì sao nhà ông lại có nhiều người như vậy? Vương Tử Quân thấy con đã bú no, lúc này đang mỹ mãn nhắm mắt ngủ, thế là khẽ hỏi Mạc Tiểu Bắc. Hôm nay là thời điểm ông tụ tập chiến hữu, bọn họ hẹn một tháng tụ hội một lần. Mạc Tiểu Bắc khẽ vỗ lên người con mình một cái, lúc này trên người nàng chỉ còn lại một nửa phần lạnh lẽo như trước khi kết hôn mà thôi. Vương Tử Quân giúp đỡ Mạc Tiểu Bắc cẩn thận đặt con lên giường, lúc này mới dang rộng tay ôm Mạc Tiểu Bắc vào lòng. Mạc Tiểu Bắc khẽ đỏ mặt, thế nhưng nàng không phản kháng, để tùy ý cho hắn ôm lấy mình. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc lặng lặng trong thế giới của hai người, không. Phải là thế giới của ba người, thế nhưng con đang ngủ còn hai người bọn họ làm bố mẹ lại đang tận hưởng cảm giác được ở bên nhau. Thật hy vọng mỗi ngày đều được như vậy. Mạc Tiểu Bắc ghé vào trong lòng Vương Tử Quân rồi dùng giọng cảm khái nói. Vương Tử Quân dùng hai tay ôm chặt Mạc Tiểu Bắc trong lòng, hắn hôn lên tóc nàng rồi cười cười nói. Điều này cũng rất dễ, chỉ cần em tình nguyện, anh sẽ lập tức cho người chuyển em đến thành phố La Nam, hai người chúng ta không phải sẽ ở cùng một chỗ sao?
Mạc Tiểu Bắc nghe lời đề nghị của Vương Tử Quân thì có chút chủ trừ, rõ ràng lời đề nghị của hắn làm cho nàng rất động tâm. Đi đến thành phố La Nam ở cùng với chồng, đây là một lựa chọn tốt, nhưng sự nghiệp của mình thì sao? Mạc Tiểu Bắc nên chọn thế nào bây giờ? Vương Tử Quân cũng không muốn mở miệng khuyên khi thấy bộ dạng do dự của Mạc Tiểu Bắc. Tiểu Bắc không phải là một người nội trợ đơn thuần, dù hắn rất muốn chấm dứt cuộc sống hai người hai nơi như thế này, mỗi ngày đi làm về muốn được hưởng hạnh phúc nhân gian. Thế nhưng hắn không muốn can thiệp vào sự lựa chọn của Tiểu Bắc, yêu nàng chính là tôn trọng lựa chọn của nàng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó có người nói. Cậu, ông cụ mời ngài đi qua. Mạc Tiểu Bắc đang ghé sát vào lòng Vương Tử Quân, nàng nghe thấy như vậy thì nhảy dựng lên. Lúc này nàng giống như một con nai con sợ hãi, gương mặt đỏ lên thật sự chói lọi. Vương Tử Quân khẽ xoa mũi của Mạc Tiểu Bắc, hắn đứng lên đi theo nhân viên công tác về phía tiền viện. Hắn thấy ngoài tiền viện đã sắp đặt một bàn tiệc rượu, Mạc Lão Gia Tử đang ngồi uống rượu với vài ông lão khác. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Mạc Lão Gia Tử cho hắn ngồi bên cạnh, sau đó chỉ vào một ông lão dáng người không cao nhưng quắc thước nói. Tử Quân, đây là ông Lỗ, anh ấy nói muốn gặp vị bí thư thị ủy thành phố quê mình. Lỗ Lão Gia Tử nghe được những lời như vậy thì cười lên ha hả nói. Tử Quân, ông của cậu thật sự rất biết cách nói dối, cậu ngồi xuống đi. Hai chúng ta trò chuyện một chút. Vương Tử Quân không ngờ trong nhóm bạn bè của Mạc Lão Gia Tử còn có người quê ở thành phố La Nam. Hắn không khỏi nghĩ đến tình huống xem sách sử địa phương La Nam, tuy thành phố La Nam rất nghèo nhưng lại là vùng giải phóng cũ rất nổi tiếng, không những có nhiều sự kiện lịch sử, còn cho ra không ít anh hùng. Lúc này tuy mưa gió đã tan, đại đa số những người như vậy cũng mai danh ẩn tích, thế nhưng vẫn có không ít anh hùng còn sống. Lỗ Lão Gia Tử có lẽ cũng là một nhân vật anh hùng của thành phố La Nam, nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không nghĩ quá nhiều, càng không cố gắng nhớ những điều này, thế cho nên cũng không thể nào nhớ rõ tên của ông Lão là gì. Lỗ Lão Gia Tử cũng không hỏi nhiều lắm, chủ yếu là hỏi về hiện trạng cuộc sống và kinh tế của thành phố La Nam, đặc biệt là hỏi địa phương nghèo đói năm xưa đã đạt đến tình huống cơm no áo ấm chưa. Vương Tử Quân thật sự chưa thâm nhập xuống bên dưới để xem xét tình huống này. Thế cho nên Lỗ Lão Gia Tử hỏi và hắn cảm thấy có chút hổ thẹn, dù liên tục mở miệng lên tiếng thế nhưng trong lòng thầm cảm thấy trách nhiệm của mình là khá lớn. Làm quan phải tạo phúc cho một phương, dù không thể đẩy thành phố La Nam tiến lên con đường phát triển cao tốc, thế nhưng ít nhất cũng phải hoàn thành vài chuyện tốt cho 5 triệu dân thành phố. Hắn là một bí thư thị ủy, tất nhiên phải cố gắng thay đổi tình trạng lạc hậu nghèo khó của thành phố La Nam. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy. Thế là Vương Tử Quân chậm rãi thu hồi hào khí của mình, hắn trầm giọng nói với Lỗ Lão Gia Tử. Ông Lỗ, thành phố La Nam bây giờ thật sự rất nghèo, nhưng có tư tưởng thì có thể tìm đường phát triển, cháu tin không bao lâu nữa nhân dân thành phố La Nam sẽ vứt bỏ hai chữ nghèo khó ra ngoài. Chương 635, 3 chạy bộ khó hơn lên trời. Tôi thật sự chờ đợi tin tức tốt của cậu. Lỗ Lão Gia Tử rất vui vẻ với thái độ của Vương Tử Quân, lão vỗ vỗ vai của Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Có gì khó khăn cứ đến tìm tôi, cũng còn vài ông lão của thành phố La Nam sống đến bây giờ, có thể làm vài việc tốt cho thành phố quê hương thì chúng tôi cảm thấy rất vui sướng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn mở miệng nói nhất định sẽ đến nhờ cậy. Tiệc rượu của Mạc Lão Gia Tử cũng không mở quá lâu, dù sao thì mọi người cũng đã lớn tuổi, dù uống rượu nhưng mỗi người đều có mức độ của riêng mình, quá lắm là ba ly nhỏ mà thôi. Vương Tử Quân định cùng dùng cơm tối với Mạc Tiểu Bắc và Mạc Lão Gia Tử. Thế nhưng khi chuẩn bị dùng cơm tối thì Hà Khởi Duệ gọi điện thoại đến. Thì ra hôm nay vừa đến khách sạn thì hắn đã liên hệ với người bạn làm trong cục đường sắt của mình, người bạn kia đồng ý giúp hắn liên lạc, sau khi liên hệ thì cho ra bữa tiệc rượu tối nay. Bí thư Vương, hôm nay bạn học của tôi phụ trách mời cục trưởng Khương phụ trách tuyến đường sắt Mân Cô. Anh xem có thể cùng đến dùng bữa cơm với cục trưởng Khương được không? Sau tình huống hai bên trò chuyện ở thành phố Sơn Viên vào buổi sáng thì Hà Khởi Duệ cảm thấy mình có chút thân cận với Vương Tử Quân, dù sao thì Bí Thư Vương cũng không ép hắn vào chỗ chết, lại chủ động ôm việc lên người mình. Đối với những sự việc có liên quan đến công tác như thế này thì Vương Tử Quân thật sự không từ chối, hắn gật đầu đồng ý, sau đó giải thích với Mạc Lão Gia Tử và Mạc Tiểu Bắc. Hắn đi ra khỏi nhà, bắt xe đi đến Thủy Thượng Nhân Gia. Thủy Thượng Nhân Gia là khách sạn 5 sao. Khi Vương Tử Quân đi đến đây thì Hà Khởi Duệ và Kim Điền Lạc đã chờ sẵn, theo sát bọn họ còn có chủ nhiệm khu thường trú thành phố La Nam ở thủ đô là Hỗ Khánh Điền. Hỗ Khánh Điền hơn 40 tuổi, nhìn qua thấy rõ bộ dạng thông minh tháo vát.
Lần này hắn xem như đã mất mặt ở phương diện đến nghênh đón nhóm lãnh đạo Vương Tử Quân, nếu như lúc này không tìm về thể diện, chỉ sợ vị trí chủ nhiệm khu thường trú thủ đô của hắn cũng sẽ không giữ được lâu. Bí thư Vương, ngày hôm nay chúng ta đến đúng lúc, nếu như chậm một ngày, chỉ sợ cục trưởng Khương sẽ đi ra ngoài kiểm tra khảo sát. Hà Khởi Duệ bắt tay với Vương Tử Quân, sau đó khẽ mở miệng báo cáo với Bí thư Vương. Hà Khởi Duệ thật sự có chút kiêu ngạo vì người bạn học là một trưởng phòng trong cục đường sắt, dù sao khi mọi người không tìm được bất kỳ phương án nào thì chính mình có thể mời người, điều này đã nói rõ quan hệ của hắn. Vương Tử Quân cười cười nói. Chủ tịch Hà, hôm nay chúng ta nhất định phải chiêu đãi cục trưởng Khương cho tốt, đồng thời còn phải xem xét thật kỹ tâm ý của cục trưởng Khương, để xem hạng mục đường sắt Mân Cô rốt cuộc xuất hiện vấn đề ở chỗ nào. Bí thư Vương cứ yên tâm, dù hôm nay chúng tôi có say chết cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Hà Khởi Duệ nói, đúng lúc này điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại trên màn hình điện thoại, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, là bạn học của tôi. Vương Tử Quân khoát tay cho Hà Khởi Duệ tiếp điện thoại. Hà Khởi Duệ bấm nút nghe, hắn cố ý lên giọng nói. Anh Trương, các anh đã đến chưa? Chúng tôi đã chờ ở khách sạn một lúc lâu rồi. Bên kia không biết nói những gì, thế nhưng hai bên nói 2 phút mới cúp điện thoại. Hà Khởi Duệ đặt điện thoại vào túi áo, sau đó cười nói. Bí thư Vương, bạn của tôi nói bọn họ đã xuất phát, 20 phút sau sẽ đến. 20 phút sau sẽ đến. Vương Tử Quân cười khổ một tiếng, những năm nay phần lớn chạy hạng mục đều phải chạy trên bộ, chính mình nóng lòng chạy đến vẫn bị đối phương ép phải chờ ở đây. Vương Tử Quân có chút bất đắc dĩ, hắn cười cười nói. Vậy thì chúng ta sẽ chờ, 10 phút sau chúng ta đi xuống nghênh đón cục trưởng Khương. Trong đại sảnh khách sạn, Hà Khởi Duệ liên tục nhìn đồng hồ trên cổ tay, mỗi lần kim phút di động thì giống như có thứ gì đó đang bóp chặt lòng hắn. Vì sao còn chưa đến? Từ khi Bí thư Vương xuống đây đến bây giờ đã là nửa giờ, thế nhưng còn chưa thấy được hình ảnh của cục trưởng Khương. Bí thư Vương, bên kia kẹt xe. Hà Khởi Duệ gọi điện thoại rồi dùng giọng xin lỗi nói. Vương Tử Quân gật đầu cười, hắn từ nhà của Mạc Lão Gia Tử đi đến hầu như cùng đường với cục trưởng Khương, có kẹt xe hay không thì hắn hiểu rất rõ. Dù trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng hắn thật sự không nói nên lời. Vương Tử Quân cảm thấy không vì cái gì khác, chỉ cần Chủ tịch Hà không tỏ ra khó chịu, hắn cũng căn bản là một lãnh đạo có sức ẩn nhẫn rất cao. Anh Tử Quân, ngài sao lại đến chỗ này? Khi Vương Tử Quân châm một điếu thuốc thì chợt nghe thấy có người chào hỏi. Vương Tử Quân quay đầu lại nhìn, thì ra là em họ Giang Thiếu Ung của Mạc Tiểu Bắc. Tiểu tử này là con của một dì trong nhà Mạc Tiểu Bắc, dù là em họ nhưng quan hệ có hơi xa. Nhưng dù là khi Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc kết hôn, hay khi sinh con, thái độ của nhà Giang Thiếu Ung thật sự rất ân cần. Khi thấy người quen thì Vương Tử Quân khẽ bấm điếu thuốc trong tay, hắn khẽ nói. À, chờ một người khách, cậu cũng đến đây dùng cơm sao? Đúng vậy, anh Tử Quân. Em và bạn đến chỗ này thương lượng vài chuyện. Giang Thiếu Ung nhìn Vương Tử Quân đứng yên bất động, hắn cười cười rồi vẫy tay ra phía sau nói. Đến đây ra mắt anh của anh. Một cô gái mặc váy đen đeo kính râm bước đến trong tay Giang Thiếu Ung. Cô gái này có dáng người cao gầy, tuy không nhìn rõ mặt nhưng toàn thân vẫn bừng bừng khí chất hấp dẫn. Văn Văn, đến ra mắt anh của anh. Giang Thiếu Ung chỉ vào Vương Tử Quân rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Chào anh. Cô gái có chút sững sốt, sau đó nàng khẽ mở miệng chào hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Chào em, này cậu Giang, cậu cứ đi chơi đi, tôi ở đây chờ người. Vâng, anh Tử Quân. Giang Thiếu Ung không dám phản bác lời nói của Vương Tử Quân, hắn kéo tay cô gái kia đi về phía cầu thang. Bí thư Vương, cậu em họ của anh đang làm gì vậy? Nếu như tôi nhớ không lầm thì cô gái Văn Văn kia là một ngôi sao nổi tiếng. Cô gái này tên gì nhỉ? À, đúng rồi, là La Thi Văn. Kim Điền Lạc đứng bên cạnh Vương Tử Quân chợt cười hì hì hỏi. Kim Điền Lạc không nói thì Vương Tử Quân cũng không nghĩ ra sự việc như vậy, lúc này nghe thấy Kim Điền Lạc nói thì hắn mới sinh ra chút ấn tượng. Những ngày về thủ đô chăm vợ đẻ, Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc thật sự không ít lần xem phim truyền hình. Cậu ấy sao? Làm ăn kinh doanh mà thôi. Vương Tử Quân cũng không nói gì thêm về Giang Thiếu Ung. Hắn chỉ thuận miệng lên tiếng. Khi đồng hồ trong khách sạn chỉ vào con số 7 giờ thì một chiếc xe hơi chậm rãi chạy đến, Hà Khởi Duệ thấy người xuống xe thì giống như phát hiện ra tân đại lục, hắn lớn tiếng nói.
Bí thư Vương, bọn họ đến rồi. Chương 635, 4, chạy bộ khó hơn lên trời. Bạn học cũ, trên đường phát sinh kẹt xe, ha ha, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Nhóm Vương Tử Quân tiến ra nghênh đón, một người đàn ông trung niên đeo mắt kính cười nói với Hà Khởi Duệ. Hà Khởi Duệ tuy ấm ức đến mức muốn chửi chó má, thế nhưng ngoài miệng hắn vẫn cười ha hả nói. Giao thông ở thủ đô vốn nổi tiếng khó đi, nói ra thì cũng là lỗi của chúng tôi vì chọn khách sạn không chu toàn, lần sau sẽ chọn một khách sạn cấp bậc cao và ở gần hơn. Hà Khởi Duệ vừa nói với người đàn ông trung niên mập mạp đi đầu. Chào Cục trưởng Khương, chúng ta đã nhiều ngày không gặp. Hà Khởi Duệ vừa nói vừa chỉ vào Vương Tử Quân. Cục trưởng Khương, đây là bí thư Vương của thành phố chúng tôi. Vương Tử Quân đến thủ đô dù sao cũng là cầu người, vì thế hắn đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Sau khi Hà Khởi Duệ giới thiệu thì hắn vội vàng duỗi tay ra nói. Cục trưởng Khương, tôi là Vương Tử Quân của thành phố La Nam, rất vui khi được gặp mặt anh. Cục trưởng Khương nở nụ cười với Vương Tử Quân, sau đó miễn cưỡng đưa bàn tay được bảo dưỡng cực tốt của mình ra nhàn nhạt bắt tay Vương Tử Quân, ngay sau đó nhanh chóng buông tay. Khi đi vào phòng thì Cục trưởng Khương ngồi xuống vị trí chủ vị mà không cần nhường ai, sau khi nhân viên phục vụ đến rót nước thì dùng giọng không chút đếm xỉa nói. Phòng tốt nhất ở khách sạn Thủy Thượng Nhân Gia hình như là đại sảnh Thái Liên thì phải. Tuy một câu nói kia không có vấn đề gì cả, thế nhưng dù là nhóm Vương Tử Quân hay bạn học của Hà Khởi Duệ đều hiểu đây là Cục trưởng Trương chú ý đến phương diện phòng ốc, cho rằng nhóm người Vương Tử Quân mở tiệc chiêu đãi mình với cấp bậc thấp. Hà Khởi Duệ có chút sững sốt, sau đó mới nhanh chóng nói. Chúng tôi vốn đặt đại sảnh Thái Liên, thế nhưng hôm nay xuống máy bay có hơi chậm nên không đặt được phòng theo dự định. Sau này nếu Cục trưởng Khương có thời gian chúng tôi sẽ đến Hoàng Kinh Phạn Điếm mời Cục trưởng Khương một bữa tiệc vui vẻ. Ha ha ha, Chủ tịch Hà, anh nói như vậy thì tôi cũng có hơi ngại. Cục trưởng Khương đưa tay lên sờ đầu của mình, hắn khẽ lười biếng dựa lưng ra phía sau nói. Hà Khởi Duệ thật sự có chút mất kiên nhẫn với tính cách lọc xương trong trứng gà của Cục trưởng Khương, thế nhưng lúc này hắn đến cầu người, hắn chỉ có thể mỉm cười xin lỗi, sau đó lên tiếng phụ họa. Cục trưởng Khương có thể đến dùng cơm là vinh hạnh cho chúng tôi rồi, vì thế chỉ có thể xem Cục trưởng Khương có rảnh hay không mà thôi. Cục trưởng Khương đưa tay sờ đầu, sau đó nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi lớn tuổi hơn cậu, thế cho nên gọi một tiếng cậu, cậu cũng không quá chú ý đấy chứ. Cục trưởng Khương gọi tôi là cậu thì thật sự là vinh hạnh, mong rằng sau này Cục trưởng Khương sẽ quan tâm nhiều hơn. Vương Tử Quân cười với Cục trưởng Khương rồi dùng giọng nhiệt tình nói. Cậu còn trẻ như vậy mà đã là bí thư thị ủy, thật sự làm cho chúng tôi cảm thấy xấu hổ. Cậu xem, tôi đã là người tóc bạc trắng cả rồi, thế mà lúc này mới đồng cấp với cậu, thật sự cảm thấy không bằng. Cục trưởng Khương nói đến đây thì lại đưa tay sờ tóc của mình. Vương Tử Quân cười cười nói. Cục trưởng Khương, cấp bậc của ngài và tôi là không giống nhau, độ nặng và quyền uy cũng khác nhau. Tôi chỉ là người trông nom một thành phố La Nam như bàn tay, còn ngài thì khác. Ngài đứng trên độ cao cả nước, không phải là cách xa vạn dặm, căn bản là không thể nào so sánh được. Ha ha ha, Bí thư Vương, không gặp cậu thì tôi còn tưởng rằng cậu là một người cá tính quật cường, không ngờ lại ẩn giấu khôi hài như vậy. Cục trưởng Khương chỉ tay vào Vương Tử Quân rồi mở miệng nói. Vương Tử Quân cười cười, sau đó bắt chuyện với Cục trưởng Khương. Cục trưởng Khương này tên là Khương Mộ Đông, năm nay 50 tuổi, xem như là một người có thực quyền trong cục đường sắt. Người này nói chuyện không nhanh không chậm, thế nhưng lại nói gần nói xa, làm cho người ta sinh ra cảm giác ngạo nghễ cao cao tại thượng. Không chỉ là nhóm người Hà Khởi Duệ, trong mắt Khương Mộ Đông thì dù là một bí thư thị ủy như Vương Tử Quân cũng chỉ là một kẻ đến cầu cạnh mình mà thôi. Lúc mới bắt đầu thì Cục trưởng Khương còn gọi một tiếng cậu Vương, nhưng sau khi uống vài ly thì bắt đầu gọi là Tiểu Vương. Cục trưởng Khương, thành phố La Nam chúng tôi thật sự hy vọng đã lâu với hạng mục đường sắt Mân Cô. Kính mong anh trợ giúp nhiều hơn, vài triệu quần chúng thành phố La Nam sẽ rất biết ơn ngài, sẽ nhớ kỹ công ơn của ngài. Vương Tử Quân uống vài ly rượu, sau đó tự mình cầm lấy chai rượu rót vào ly cho Khương Mộ Đông. Khương Mộ Đông nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, cái mông của hắn như dính liền với ghế. Tiểu Vương, tôi hoàn toàn hiểu rõ tâm tình của các cậu, thế nhưng sự việc này thật sự không dễ làm. Cậu cũng biết bây giờ tất cả các địa phương trong nước đều biết đường sắt có tác động lớn đối với sự phát triển kinh tế, dù có tăng nhiều thế nào cũng không thể đủ được, không thể nào thỏa mãn được tất cả các nơi. Cậu nói xem có đúng không?
Đúng vậy, vì thế mới phải làm phiền cục trưởng Khương, mong anh nghĩ biện pháp cho thành phố La Nam chúng tôi một cơ hội, thành phố La Nam có thông tuyến đường xe lửa hay không đều nhờ vào ngài. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên dùng giọng chân thành nói. Khương Mộ Đông lại đưa tay sờ đầu, sau đó hắn cười tủm tỉm nói. Tiểu Vương, cậu nói những lời này thật sự đúng trọng điểm, nếu như chúng ta không thân cận, chỉ sợ cậu cũng không đến tìm anh đây có phải không? Tất nhiên rồi, tất cả đều kính nhờ ngài. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên đưa đến trước mặt Khương Mộ Đông, tỏ ý muốn mời rượu. Khương Mộ Đông khoát tay chặn lại nói. Tiểu Vương, rượu mời cũng không thể như vậy, tôi nói cho cậu biết, tôi uống rượu có quy tắc của mình. Đó chính là người muốn mời phải uống trước ba ly với có tư cách, nếu không thì đừng trách tôi không nể tình. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng Khương Mộ Đông dựa lưng lên ghế, trong lòng có chút căm tức. Hắn biết rõ tư thái của Khương Mộ Đông rõ ràng muốn ép mình. Những chuyện này Vương Tử Quân cũng từng nghe nói qua khá nhiều lần, có một người nắm thực quyền rất thích lên núi kiếm ăn xuống sông kiếm nước, anh không phải tìm sự trợ giúp của tôi sao? Như vậy thì tốt rồi, còn phải xem anh có biểu hiện thế nào cái đã. Vương Tử Quân đối mặt với tư thái của Khương Mộ Đông thì gương mặt có hơi run rẩy, thế nhưng hắn vẫn nâng ly rượu lên nói. Cục trưởng Khương, nếu anh đã nói như vậy, tôi sẽ uống ba ly trước. Vương Tử Quân có tửu lượng không cao, sau nhiều lần rèn luyện thì có tăng tiến đôi chút, thế nhưng còn phải tiếp tục tu luyện. Lúc này hắn uống một lượt ba ly, chợt cảm thấy trong bụng giống như bùng lên sóng dữ, cồn cào khó chịu. Tiểu Vương, như vậy cũng đủ sảng khoái, anh đây cũng không làm cho cậu thất vọng, mời cậu một ly. Khương Mộ Đông nói rồi nâng ly lên với Vương Tử Quân, chờ Vương Tử Quân cùng ly với mình. Vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn tươi cười. Hắn nâng ly rượu khẽ cùng với cục trưởng Khương, sau đó hắn uống một hơi cạn ly. Lúc này hắn thấy Khương Mộ Đông đưa ly lên nhấp một ngụm, sau đó đặt ly xuống. Chương 635, năm chạy bộ khó hơn lên trời. Cục trưởng Khương, mong anh chỉ giáo cho chúng tôi biết được vài vấn đề về hạng mục đường sắt Mân Cô quá cảnh trong thành phố La Nam được chứ? Vương Tử Quân vừa cầm chai rượu rót đầy ly cho Khương Mộ Đông vừa cười nói. Khương Mộ Đông lại đưa tay sờ đầu. Lúc này mới chậm rãi nói. Tiểu Vương, tôi cảm thấy cậu thông minh tài trí, có thể nói là nhận biết rõ tình thế. Không ngờ cậu thông minh một đời mà nhất thời hồ đồ, cậu không nhìn rõ sự việc sao. Đường sắt Mân Cô đã được tuyến trên quyết định rồi, hôm nay chúng ta trò chuyện vui vẻ với nhau, anh cũng khuyên cậu một câu, đó là bỏ đi. Cậu cũng đừng phí công vô ích nữa, nên sớm quay đầu, không nên gắng gượng làm gì cho mệt. Khương Mộ Đông lên tiếng làm cho bầu không khí trong phòng chợt cô đọng lại. Bất kỳ ai ở đây cũng thấy Khương Mộ Đông là kẻ đáng giận, sự việc không thành thì đừng đến, bây giờ người ta dùng rượu ngon và thức ăn ngon cung phụng anh như đấng cứu thế, cuối cùng anh lại cho ra một kết luận như vậy. Anh không phải đang đùa giỡn với người ta như con khỉ sao? Khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Khương Mộ Đông, lúc này Khương Mộ Đông cũng nhìn Vương Tử Quân, hắn cũng không sợ tên bí thư trẻ tuổi này. Gần đây có nhiều người tìm đến cầu cạnh bên hắn, đừng nói là bí thư thị ủy, dù là phó chủ tịch tỉnh hay phó bí thư tỉnh ủy là lãnh đạo một phương thì hắn cũng chẳng phải chưa từng gặp bao giờ. Một bí thư thị ủy thì cho là gì? Ở dưới hoành thành thì dù anh là con rồng cũng phải cúi đầu, mãnh hổ cũng phải nằm xuống. Quyền lợi nằm trong tay tôi nói không thể làm cho anh sẽ thành công sao? Hơn nữa Khương Mộ Đông có lý do để tin đám quan viên này đang rất nôn nóng. Vì kẻ nào cũng coi trọng thành tích trong nhiệm kỳ của mình, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành từng hạng mục. Tất nhiên muốn hoàn thành các hạng mục thì phải cầu cạnh, chính hắn mới là người nắm quyền quyết định tất cả. Nói trắng ra thì dù lãnh đạo có nói sự việc không thành công thì lần sau anh cũng phải đến hầu hạ cho tốt, lần này không được thì lần sau lại phải cố gắng. Trong đầu Khương Mộ Đông lóe lên những ý nghĩ như vậy, thế là trên gương mặt như cười như không có thêm vài phần đắc ý. Vương Tử Quân tuy hận không thể tát vài cái lên mặt đối phương, thế nhưng bây giờ hắn dù sao cũng là bí thư thị ủy La Nam, không phải côn đồ đầu đường xó chợ. Sau khi cố gắng áp chế cảm giác khó chịu, hắn khôi phục lại bộ dạng ung dung bình tĩnh như ngày thường. Khương Mộ Đông đã biểu hiện thái độ rõ ràng, mình cũng không cần phải bấu víu lấy đối phương. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị gọi người đưa món chính lên, chấm dứt bữa tiệc chiêu đãi thì tiếng gõ cửa vang lên. Cửa phòng mở ra. Giang Thiếu Ung cầm theo một chai rượu Mao Đài đi đến. Hắn nhìn khắp bốn phía rồi cười nói. Anh Tử Quân, đã lâu không cùng anh uống vài ly, lúc này tôi đến mời anh vài ly. Giang Thiếu Ung vừa nói vừa đi về phía Vương Tử Quân, sau lưng hắn chính là cô gái La Thi Văn.
nhưng bây giờ Lâm Trạch Viễn đã lấy kính râm ra, gương mặt xinh đẹp gợi cảm, mọi hành vi đều rất mê người. Nàng giống như một chai rượu lâu năm được lấy ra mở niêm phong, mùi hương bùng ra bốn phía, chỉ cần đứng yên cũng đủ sinh ra cảm giác say lòng người, càng trói lọi dưới ánh đèn. Vương Tử Quân nhìn Giang Thiếu Ung đến mời rượu, hắn đứng lên cười nói. Thiếu Ung, hai chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội uống rượu, thế này đi, hôm nay cùng ly là được rồi. Giang Thiếu Ung vẫn kiên trì mời Vương Tử Quân ba ly, hắn từ miệng trưởng bối trong nhà mà biết được vị anh họ này chính là một ngôi sao chính trị tươi sáng, tương lai vô hạn, nếu làm tốt quan hệ với người này thì sẽ có trợ giúp rất lớn cho địa vị của mình trong gia tộc. Thế nên sau khi rót đầy ly cho Vương Tử Quân, càng để cho La Thi Văn mời Vương Tử Quân một ly. Sau khi La Thi Văn đi vào trong phòng thì ánh mắt Khương Mộ Đông không rời khỏi thân hình nóng bỏng đầy đặn của nàng, hắn chú tâm quan sát thậm chí còn nhờ ánh đèn mà thấy được từng sợi lông tơ đang rung động trên gáy trắng nõn của La Thi Văn. Một mùi hương nhàn nhạt phóng xạ ra bốn phía, giống như mùi hoa lan trong sơn ốc càng làm cho người ta cảm thấy cô gái kia thánh khiết, quyến rũ. Khi Giang Thiếu Ung mời rượu Vương Tử Quân xong, lúc này Khương Mộ Đông mới lưu luyến thu hồi ánh mắt của mình. Chào lãnh đạo, tôi mời ngài một ly. Giang Thiếu Ung phát hiện ánh mắt của tham lam của Khương Mộ Đông có chút không đúng, thế nhưng hắn cũng không phát tác, cũng không phải vì cấp bậc của đối phương, chẳng qua hắn ngại vì đối phương là khách của anh Tử Quân. Khương Mộ Đông vốn cũng vì Giang Thiếu Ung không mời rượu mình trước mà có chút mất mặt, bây giờ thấy đối phương mời rượu mình, thế là muốn biểu hiện một chút trước mặt mỹ nhân. Hắn vung tay đặt lên trên ly rượu rồi nói. Tiểu tử, rót rượu cũng phải có quy củ, nếu không sẽ bị phạt. Giang Thiếu Ung là người quen thói hoành hành, lúc này thấy Khương Mộ Đông che ly rượu lại thì nhanh chóng đỏ mặt tía tai. Nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế cơn giận, hắn khẽ nói. Tôi mời anh một ly, mọi người cùng ở thủ đô, sau này còn nhiều cơ hội uống rượu. Khi thấy Giang Thiếu Ung không chịu thua thì Khương Mộ Đông càng có chút đắc ý. Hắn thật sự không quen nhìn một tên côn đồ có một cô gái xinh đẹp đi theo như vậy, gần đây gái đẹp là gì? Chính là kết quả của người đàn ông thành công mới đúng. Uống rượu cũng được, thế nhưng cậu rót thì tự mình uống, nếu muốn tôi uống, hãy để vị tiểu thư này cùng uống với tôi. Câu nói này ra khỏi miệng Khương Mộ Đông thì không những vẻ mặt Giang Thiếu Ung biến đổi, ngay cả vẻ mặt Vương Tử Quân cũng trở nên khó chịu. Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của Giang Thiếu Ung rồi trầm giọng nói. Thiếu Ung, cục trưởng Khương uống nhiều quá, cậu đừng quan tâm. Bí thư Vương, cậu nói như vậy là không đúng, anh Na Phô có uống nhiều rượu. Thế nào, không uống sao? Khương Mộ Đông bị bộ dạng ung dung bình thản của Vương Tử Quân chọc giận, hắn chợt đứng lên vung vẩy ly rượu trong tay rồi dùng giọng trách cứ nói. Nếu đã xé toang thể diện thì đơn giản nhất là hai bên ly tán, đối với đám người dù làm thế nào cũng không tác động được thì không thèm quan tâm sẽ có lực tác động còn hơn đánh trả. Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì gương mặt trở nên lạnh lẽo, hắn khẽ vung tay lên nói. Thiếu Ung, cậu đưa bạn về trước đi, chờ tôi kết thúc chuyện này sẽ mời cậu đi uống rượu. Khương Mộ Đông nghe được lời của Vương Tử Quân thì chợt cảm thấy mình bị sỉ nhục, hắn đặt mạnh ly rượu trên tay xuống bàn, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói. Bí thư Vương, xem ra sau này chúng ta không có cơ hội hợp tác với nhau. Vương Tử Quân nở nụ cười không cho là đúng, hắn vung tay lên với Kim Điền Lạc nói. Thư ký trưởng Kim, tính tiền rồi đi thôi. Chương 636, một gặp sóng cao 3.000 mét, tự tin đời người 200 năm. Anh Tử Quân, anh xem việc này, tôi. Sau khi Khương Mộ Đông được hai người đồng bạn đưa đi, Giang Thiếu Ung lúc này tỉnh rượu hơn phân nửa. Lúc này hắn mới ý thức được vừa rồi mình đã làm gì, hiểu rõ những ảnh hưởng của mình đối với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt xin lỗi của Giang Thiếu Ung, hắn khoát tay áo nói. Cái này không liên quan đến cậu, Khương Mộ Đông kia thật sự cần ăn đòn. Không phải chuyện của ngài bị tôi quấy nhiễu sao? Giang Thiếu Ung không phải là người ngu, hắn tất nhiên nghe và hiểu Vương Tử Quân đang có việc cần nhờ Khương Mộ Đông, bây giờ mình can thiệp vào làm cho sự việc trở nên rối tinh rối mù. Vương Tử Quân nhìn gương mặt Giang Thiếu Ung, hắn cười cười nói. Không có chuyện gì, tôi còn có nhiều biện pháp khác. Vương Tử Quân nói đến đây thì tươi cười tiếp tục. Nói thật, Thiếu Ung, vừa rồi những lời của cậu thật sự có ích, tên kia vừa rồi ngồi đây cố ý làm ra vẻ, ra sức khước từ. Còn bà nó, tôi cảm thấy rất phiền, cậu xuất hiện xem như làm giảm đi những thứ kia. Giang Thiếu Ung nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn cũng nở nụ cười cảm kích, sau đó mới dùng giọng do dự nói. Anh Tử Quân,
chuyện này tôi không gây ra phiền toái gì cho ngài đấy chứ. Không có gì, cậu cứ bận rộn đi. Vương Tử Quân khoát tay chặn lại nói tiếp. La Thi Văn dù tốt thế nhưng nếu muốn kết hôn thì phải tìm một người đồng cam cộng khổ mới được. Giang Thiếu Ung chợt ngẩn ngơ, không ngờ người anh rể này còn có thể nói vài câu tri kỷ với mình, điều này thật sự là khó có được. Lúc này hắn không khỏi sinh ra vài phần thân cận. Anh Tử Quân, em nhớ kỹ. Giang Thiếu Ung nặng nề gật đầu, sau đó lại dùng giọng do dự nói. Anh Tử Quân, có cần em đi tìm cậu, nói với cậu về chuyện này, để cậu ra mặt giải quyết. Vương Tử Quân vỗ vỗ lên vai Giang Thiếu Ung, sau đó thản nhiên nói. Không có gì, cậu không cần chen vào, tôi có thể xử lý được. Giang Thiếu Ung đi, Vương Tử Quân nhìn hình bóng của đối phương mà thở dài một hơi. Tuy Giang Thiếu Ung đến làm cho sự việc kết thúc nhanh hơn, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận vì Giang Thiếu Ung xuất hiện mà tạo nên khá nhiều chướng ngại cho hạng mục đường sắt Mân Cô lần này. Bí thư Vương, Kim Điền Lạc đi đến nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó khẽ chào hỏi. Nếu xét từ góc độ của Kim Điền Lạc, hắn tất nhiên biết rõ sự kiện hôm nay có ý nghĩa gì, hầu như đã chính thức xóa bỏ tất cả hy vọng của phía bên mình. Vương Tử Quân nhìn về phía Kim Điền Lạc, sau đó khẽ cười nói. Chủ tịch Hà đâu? Kim Điền Lạc sững sốt một chút, sau đó mới nói. Chủ tịch Hà vừa rồi gọi điện thoại nói rằng đang ở ngoài xe. Chúng ta đi thôi. Vương Tử Quân nói rồi đi ra phía cổng quán ăn, hắn nhìn thoáng qua vài chiếc xe ở cổng. Sau đó đi về phía một chiếc. Lúc này Hà Khởi Duệ đang buồn bực hút thuốc, sự việc hôm nay chỉ có thể dùng một câu để miêu tả, đó chính là bát giới soi gương. Tuy cục trưởng Khương thật sự có chút quá phận, thế nhưng em họ của Bí Thư Vương cũng thật sự quá quấy rối. Vừa rồi bạn học gọi điện thoại đến thật sự làm cho hắn hết đường chối cãi. Nghĩ đến người bạn học không chờ mình giải thích mà hổn hển cắt điện thoại, trong lòng Hà Khởi Duệ rất không thoải mái. Hắn biết rõ sau này chỉ sợ khó thể nhờ người bạn giúp mình làm được gì nữa. Chủ tịch Hà, sự việc hôm nay, cậu em của tôi có chút lỗ mãng. Âm thanh của Vương Tử Quân vang lên trong xe, âm thanh này đánh thức Hà Khởi Duệ đang trầm ngâm. Hà Khởi Duệ nhìn vẻ mặt với nụ cười bình tĩnh của Vương Tử Quân, tuy trong lòng tức giận nhưng lại không thể phát tác, hắn lên tiếng chặn lại. Bí thư Vương, chuyện này cũng không ai hy vọng phát sinh, hơn nữa họ Khương kia cũng căn bản không có thành ý gì. Vương Tử Quân ném cho Hà Khởi Duệ một điếu thuốc, sau đó cười nói. Cục trưởng Khương kia thì không có vấn đề, thế nhưng lại gây khó khăn cho bạn học của cậu. Hà Khởi Duệ cũng biết sự việc gây khó khăn cho bạn học của mình, thế nhưng bây giờ chuyện này đã xảy ra, nói cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Bí thư Vương, sự việc này phát sinh, xem ra hạng mục đường sắt Mân Cô thật sự đã khó thể vãn hồi được nữa. Vương Tử Quân tuy không muốn bỏ qua như vậy thế nhưng cũng không mở miệng, hắn chờ Hà Khởi Duệ tiếp tục lên tiếng. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy bây giờ quan trọng nhất chính là phong tỏa sự kiện hôm nay. Bây giờ tất cả mọi người đều muốn đẩy trách nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ với hạng mục đường sắt Mân Cô, nếu như sự việc hôm nay lan truyền ra ngoài, ngược lại sẽ làm cho những người hữu tâm lợi dụng thời cơ, bọn họ sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu ngài. Hà Khởi Duệ lên tiếng tuy không lớn nhưng âm thanh lại có chút âm trầm. Vương Tử Quân rất đồng ý với Hà Khởi Duệ, chỉ là chuyện tốt không ra khỏi cửa nhưng chuyện xấu truyền đi ngàn dặm, những thứ này càng giữ bí mật, càng cố gắng không rơi vào tình huống biến hay thành dở. Dù sao đến Thủy Thượng Nhân ra ngoài nhóm Vương Tử Quân còn có vài người của khu thường trú thủ đô, hơn nữa mình vừa mới đến thành phố La Nam, còn chưa quen thuộc cuộc sống ở chỗ này, trong đám người kia có mấy kẻ giữ bí mật, điều này chỉ có trời mới biết được. Nhưng Vương Tử Quân vẫn tiếp nhận ý tốt của Chủ tịch Hà. Điều này tôi hiểu, Chủ tịch Hà, sự việc còn chưa đến thời điểm có kết quả cuối cùng, tất cả đều có thể xảy ra. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc rồi thản nhiên nói. Còn chưa đến thời điểm cho ra kết quả cuối cùng sao? Khi nào mới xem như có kết quả cuối cùng? Hà Khởi Duệ nhìn gương mặt đầy tự tin của Vương Tử Quân, thầm nghĩ xem ra vị bí thư này vẫn còn trẻ, chưa lăn lộn dưới bùn, đâm đầu vào bể máu lần nào. Đây không phải là sĩ diện khổ thân sao? Đến lúc này còn chưa chịu nhận thua nữa à? Khi xe đến khu thường trú của thành phố La Nam ở thủ đô, Kim Điền Lạc không ngồi cùng xe với Vương Tử Quân, lúc này hắn đi đến trước mặt Vương Tử Quân và trầm ngâm một lát rồi chú ý nói. Bí thư Vương, chuyện này có nên cường điệu kỷ luật một chút không? Vương Tử Quân nhìn Kim Điền Lạc,
hắn cũng không nói lời nào. Kim Điền Lạc nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, trong lòng hiểu ra vấn đề. Hắn cũng không khỏi thầm nghĩ, mình làm thư ký trưởng nhiều năm, kinh nghiệm đầy đủ, nhìn thấy lãnh đạo không biểu hiện gì thì biết đó cũng là một loại thái độ, nhưng anh phải đoán sao cho thật chuẩn mới được. Chương 636-2, gặp sóng cao 3.000 mét, tự tin đời người 200 năm. Trở lại nhà của Mạc Lão Gia Tử, lúc này Mạc Lão Gia Tử đã đi ngủ, Tiểu Bảo mập mạp đang nắm chặt bàn tay ngủ rất say. Mạc Tiểu Bắc đang nằm trên giường xem tạp chí, thấy Vương Tử Quân quay về thì khẽ lên tiếng, sau đó hạ thấp âm thanh nói. Vất vả lắm mới ru con ngủ được, anh cũng đừng đánh thức con dậy. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn người phụ nữ có đôi mắt như sao, hắn nhịn không được vươn tay ôm nàng vào lòng. Nhưng khi hắn định ra tay thì lại bị Mạc Tiểu Bắc khẽ cản lại. Bố đang ở bên ngoài, nói là có chuyện cần bàn với anh. Mạc Đông Viễn có chuyện cần bàn với mình. Vương Tử Quân chợt sững sờ, tuy Mạc Đông Tường là bố vợ, nhưng bố vợ lại công tác trong quân ngũ, trước nay ít khi bàn chuyện với mình. Hôm nay đột nhiên lại muốn bàn luận với mình, không phải là mặt trời mọc phía tây sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân lưu luyến nói vài câu tâm tình với Mạc Tiểu Bắc, sau đó hắn mới cười ha hả đi về phía phòng khách hậu viện. Mạc Đông Tường bình thường cũng không ở trong nhà Mạc Lão Gia Tử, nhưng hôm nay vì Vương Tử Quân mà ở lại. Sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng khách thì thấy Mạc Đông Tường đang ngồi uống rượu bên bàn trà. Bố! Vương Tử Quân đi vào cửa thì khẽ lên tiếng chào hỏi Mạc Đông Tường. Mạc Đông Tường đặt ly rượu trong tay xuống, sau đó mới cười nói. Ngồi đi, uống với bố vài ly. Trên mặt bàn đặt 4 chén dĩa, một dĩa lạc luộc, một dĩa bò xào và 2 món nhắm rượu khác. Bên cạnh chai rượu hơn 50 năm là 2 chiếc ly thủy tinh. Rõ ràng Mạc Đông Tường đã chuẩn bị sẵn để nói chuyện với Vương Tử Quân. Sau khi giúp Mạc Đông Tường rót đầy rượu, Vương Tử Quân nâng ly lên mời bố vợ một ly. Hai người buông ly rượu, phòng khách làm cho người ta sinh ra cảm giác quạnh quẽ. Vương Tử Quân biết rõ Mạc Đông Tường chờ mình lúc này sẽ không phải chỉ vì uống vài ly rượu, rõ ràng là ông có chuyện cần bàn với mình. Tử Quân, hai chúng ta đã lâu rồi chưa từng cùng nhau uống rượu thì phải. Mạc Đông Tường dùng ánh mắt lợi hại nhìn Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Không phải là đã lâu chưa uống với nhau, rõ ràng là chưa từng uống với nhau mới phải. Vương Tử Quân nghĩ như vậy, thế nhưng hắn cũng không nói như vậy, hắn cười ha hả nói. Bố, thật sự đã lâu chưa uống thế này, nguyên nhân cũng vì con công tác ở tỉnh Sơn Nam cách xa thủ đô, thế cho nên 10 ngày nửa tháng cũng khó về được một lần. Mạc Đông Tường lại nâng ly lên uống một ngụm rồi nói. Nam Nhi Chí ở bốn phương, nếu cậu cứ mãi ở nhà uống rượu với tôi, chỉ sợ tôi đã đuổi cậu đi rồi. Nụ cười có thể cắt đứt sự ngăn cách, Vương Tử Quân nhìn nụ cười của Mạc Đông Tường, hắn cũng cười theo. Khi hắn lẳng lặng rót đầy ly cho Mạc Đông Tường, lúc này Mạc Đông Tường gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Tử Quân, nói thật, lúc đầu khi Tiểu Bắc lựa chọn cậu thì tôi cũng không hài lòng. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị gắp thức ăn thì Mạc Đông Tường lên tiếng. Điều này làm cho hắn thật sự giật mình, đôi đũa trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Vương Tử Quân trước kia có thể nhìn thấy rõ tâm tư này của Mạc Đông Tường, dù nói hai bên khá thân thiết, thế nhưng khoảng cách mơ hồ vẫn không thể ném đi đâu được, vừa lạnh nhạt vừa lạ lẫm. Nhưng hắn thật sự không ngờ bố vợ mình lại mạnh mẽ như vậy, khi cháu ngoại vừa mới ra đời thì lại nói với mình những lời thẳng thắn như vậy. Tôi cảm thấy con gái của Mạc Đông Tường này phải gả cho một người đàn ông vĩ đại. Vương Tử Quân không biết trả lời thế nào, cũng may Mạc Đông Tường cũng không định bắt hắn trả lời. Mạc Đông Tường nói đến đây thì nâng ly rượu lên uống cạn, khi lão đặt ly rượu xuống, Vương Tử Quân cảm thấy trong phòng xuất hiện một khí thế hào hùng. Bây giờ có nhiều tiêu chuẩn để đánh giá đàn ông, nhưng trong mắt tôi thì đàn ông tốt chỉ có một, chính là những người biết cầm súng tham gia chiến trận bảo vệ quê hương. Trong mắt tôi chỉ có đàn ông nhảy đổ máu chảy mồ hôi không rơi nước mắt. Rơi ra rất thịt không cảm thấy đau đớn mới thật sự là cứng rắn mạnh mẽ. Vương Tử Quân nghe những lời bình phẩm của bố vợ, hắn thầm nghĩ, thì ra trong mắt bố vợ thì mình không tính là một tên đàn ông tốt. Dù Vương Tử Quân có chút không phục, thế nhưng hắn vẫn có chút tán thưởng quan điểm khác người của bố vợ mình. Dù sao Mạc Đông Tường cũng là một người lính, quân nhân bây giờ luôn có quan điểm như vậy, bọn họ chỉ tán thưởng đồng loại của mình mà thôi. Lúc đầu tôi không đồng ý hôn sự của hai đứa. Thế nhưng Tiểu Bắc không biết làm sao lại nhận được cái gật đầu của ông cụ, nếu không thì hai đứa căn bản khó thể nào tác hợp lại được. Mạc Đông Tường không chút kiêng kỵ cảm nhận của Vương Tử Quân, lão dùng giọng chi tiết nói.
Vương Tử Quân lúc này cảm thấy có chút xấu hổ, hắn trầm ngâm giây lát, hắn định mở miệng lên tiếng nhưng thật sự không biết nên nói ra từ điểm nào. Cậu thật sự rất tốt, đặc biệt là trong quan trường. Cậu là người hiểu lúc nào nên nói, lúc nào chỉ làm không nói, thật sự rất có thiên phú làm quan. Dù những ảnh hưởng của gia đình khó thể nào chối cãi được trên con đường làm quan của cậu, thế nhưng tôi không thể không thừa nhận tiến bộ của cậu, tương lai của cậu do chính cậu tìm ra. Mạc Đông Tường uống một ngụm rượu rồi cười nói. Nhưng có một số việc không phải cứ có thiên phú là xong, đặc biệt là trong quan trường, cậu còn cần rất nhiều thứ. Tôi sở dĩ có thể phát triển trong quân ngũ, cũng vì biết mình không thích ứng với vài thứ ngoài quan trường. Mạc Đông Tường nói, Vương Tử Quân cũng không trực tiếp cho ra câu hỏi, hắn biết Mạc Đông Tường căn bản sẽ nói rõ ràng mục đích của cuộc nói chuyện này mà thôi. Một chai rượu hầu như đổ tất cả vào bụng Mạc Đông Tường, thế nhưng Vương Tử Quân cũng uống 1/3, vẫn cảm thấy trong bụng cồn cào nóng như lửa. Nhưng hắn là người hôm nay tham gia 2 tiệc rượu, bây giờ không hiểu vì sao lại chẳng có chút men say. Tuy Mạc Đông Tường đã đi nhưng lời nói vẫn vang vọng trong lòng Vương Tử Quân. Thực tế Mạc Đông Tường nói cũng không nhiều, thế nhưng những câu chữ được phát ra lại làm cho Vương Tử Quân vô cùng mơ màng. Kế hoạch, một kế hoạch liên quan đến vài ông lão của Mạc gia, Thạch gia, một kế hoạch đã được vạch ra cả vài chục năm. Kế hoạch này vốn không liên quan đến Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân lại phát hiện mình rơi vào bên trong. Chỉ có một người phát triển đến đỉnh điểm quyền lực, đây là một câu nói của Mạc Đông Tường. Nhưng câu nói này lại là một tảng đá đập về phía Vương Tử Quân. Trong lời nói của Mạc Đông Tường có mang theo áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Vài ông lão trong gia tộc đã có lựa chọn, mà lựa chọn này cũng không thay đổi. Chính Vương Tử Quân tuy phát triển rất tốt, thế nhưng muốn mượn nhờ lực lượng của Mạc gia, như vậy sau này phải là một người phụ trợ ở bên cạnh, là một chiếc lá xanh ở bên cạnh hoa hồng. Chương 636-3, gặp sóng cao 3.000 mét, tự tin đời người 200 năm. Vương Tử Quân biết rõ Hoa Hồng là ai, thế nhưng hắn thật sự không phục khi phải là lá xanh, càng không muốn làm lá xanh, vì thế hắn phải chống lại. Đối diện con sóng 3.000 mét, tự tin đời người 200 năm. Vương Tử Quân khẽ lẩm bẩm một câu, sau đó có chút khổ sở, vì câu thơ này chính là câu trả lời của hắn với Mạc Đông Tường, là thái độ của bản thân. Thái độ này đã chính thức quyết định sau này Mạc gia sẽ không có giúp đỡ gì lớn với Vương Tử Quân. Càng đại biểu sau này mình chỉ có thể tự đi trên con đường của mình, Mạc gia không còn là chỗ dựa cho mình nữa. Mạc Đông Tường rời đi, trên mặt còn mang theo vài phần khen ngợi. Thế nhưng biểu hiện khen ngợi như vậy chỉ là một thái độ, Mạc Đông Tường tuy đã bắt đầu thay thế Mạc lão gia tử thành người có chức vụ cao nhất trong Mạc gia, thế nhưng Mạc gia cũng không phải của một mình lão cho ra quyết định phải suy xét lợi ích của rất nhiều người. Khi Vương Tử Quân quay về phòng thì phát hiện Mạc Tiểu Bắc vẫn lẳng lặng chờ mình. Khi thấy hắn uống rượu thì nàng khẽ nói. Bố tìm anh vì chuyện gì? Vương Tử Quân cười cười nói. Không có gì, chỉ là nói vài việc vặt mà thôi. Vương Tử Quân véo véo má của Mạc Tiểu Bắc, sau đó hắn kéo nàng vào lòng mình. Hắn cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng, thế là trong lòng có chút run rẩy, dần dần càng thêm kiên định. Không có các người thì tôi vẫn phát triển rất tốt. Dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sáng. Vương Tử Quân dùng cơm sáng với Mạc lão gia tử và có biểu hiện cực kỳ bình thường. Mạc lão gia tử cũng trò chuyện vui vẻ, hồn nhiên như không biết tối qua Mạc Đông Tường nói chuyện với Vương Tử Quân. Tất cả giống như chưa từng phát sinh, thế nhưng thực tế nó đã xảy ra. Vương Tử Quân ăn điểm tâm xong thì ôm lấy con trai vuốt ve một lúc lâu, cuối cùng Mạc Tiểu Bắc trở đến khu thường trú của thành phố La Nam. Bí thư Vương. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến, nhân viên công tác nhiệt tình chào hỏi. Sau đó thông báo cho chủ nhiệm Hỗ Khánh Điền. Khi Hỗ Khánh Điền và Kim Điền Lạc đi đến, Vương Tử Quân tổ chức một hội nghị tạm thời trong khu thường trú. Chủ đề của hội nghị chính là hạng mục đường sắt Mân Cô, trong hội nghị Vương Tử Quân nói đến tác dụng trọng điểm của hạng mục, chỉ còn hy vọng thì nhất định phải cố gắng. Nhưng lúc này dù là nhóm người Hà Khởi Duệ hay Hỗ Khánh Điền đều căn bản không có nửa phần tin tưởng, bọn họ đều biết rõ những gì xảy ra hôm qua. Biết rõ bây giờ mình có chạy nát chân thì sự việc cũng xem như là công dã tràng. Nhưng Vương Tử Quân mở miệng thì bọn họ cũng không dám phản đối. Sau khi nói vài câu thương lượng, Hà Khởi Duệ cùng Vương Tử Quân ngồi xe đến cục đường sắt. Anh tìm ai? Còn chưa đến cổng chính thì Vương Tử Quân đã bị cản lại, sau khi mất rất nhiều sức lực giải thích thì nhóm người bên hắn mới được vào cửa. Nhưng khi bọn họ nói với nhân viên tiếp đãi ý nghĩ của mình, lại nhận được câu trả lời hôm nay lãnh đạo bận việc. Căn bản không có thời gian.
Vương Tử Quân nhìn nụ cười khinh thường của tên cán bộ trẻ tuổi, hắn khẽ nói. Đồng chí, làm phiền anh nói cho lãnh đạo một vài lời, nói chúng tôi có chuyện quan trọng cần phản ánh với lãnh đạo. Chuyện quan trọng, hi hi, người muốn gặp lãnh đạo đều nói mình có chuyện quan trọng, chuyện của anh quan trọng nhưng của người khác cũng không phải không quan trọng. Anh nên đợi một chút đi, khi lãnh đạo có thời gian thì tôi sẽ báo cho anh. Tên cán bộ trẻ tuổi nói, giọng điệu có vài phần qua loa. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của tên cán bộ trẻ, hắn chợt hiểu bây giờ dù mình nói gì cũng không thể dùng được, biết rõ con đường chỉ có một phần ngàn hy vọng bây giờ cũng không thể gắng gượng được nữa. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đi ra thì thấy một người đàn ông trung niên hơn 50 từ trên lầu đi xuống, người đi đường thấy người đàn ông này thì nhanh chóng trở nên cung kính, cũng có người mở miệng cung kính chào hỏi. Bộ trưởng Chu, nghe người ta mở miệng chào hỏi thì vẻ mặt Vương Tử Quân khẽ động. Hắn lập tức tiến lên nghênh đón Bộ trưởng Chu. Vương Tử Quân cắn răng tiến lên, khi Bộ trưởng Chu còn chưa lên xe thì hắn đã lớn tiếng nói. Chào Bộ trưởng Chu, tôi là Bí thư Vương Tử Quân của thành phố La Nam tỉnh Sơn Nam, tôi có việc cần báo cáo với ngài. Vương Tử Quân nói làm cho Bộ trưởng Chu định lên xe chợt sững sờ, sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, dừng tiến độ lên xe rồi cười cười nói. Cậu là Bí thư Thị ủy thành phố La Nam. Còn trẻ như vậy mà đã là bí thư thị ủy, thật sự là trẻ tuổi tài cao, nhưng lúc này tôi có việc cần phải đi ngay. Bộ trưởng Chu vừa nói vừa quay sang mở miệng với một người đàn ông trung niên ở sau lưng. Chủ nhiệm Hà, anh tiếp đãi bí thư Vương cho tôi, tiếp nhận lời phản ánh của cậu ấy, đợi tôi về sẽ xem xét xử lý. Người đàn ông trung niên kia đi đến khẽ nói. Bộ trưởng Chu cứ yên tâm, tôi sẽ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tử Quân nhìn Bộ trưởng Chu ngồi lên chiếc Audi chậm rãi cất bánh, hắn chợt cảm thấy lần này chỉ sợ là không có hy vọng gì. Thế nhưng chủ nhiệm Hà rất khách khí, đưa hắn đến một gian phòng khách, cho người pha trà rót nước, sau đó bắt đầu nói chuyện. Khi Vương Tử Quân nhắc đến sự việc liên quan đến hạng mục đường sắt Mân Cô, chợt có người đẩy cửa phòng, Khương Mộ Đông đi vào với vẻ mặt âm trầm. Hắn vừa vào cửa đã dùng giọng có vài phần khoa trương nói. Ôi, còn tưởng là ai? Thì ra là bí thư Vương của thành phố La Nam. Vương Tử Quân thấy Khương Mộ Đông thì trong lòng thầm lạnh lẽo, hắn cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Khương Mộ Đông. Chủ nhiệm Hà cũng thật sự không ngờ với sự xuất hiện của cục trưởng Khương Mộ Đông, nhưng bọn họ là người cùng đơn vị, hơn nữa quan hệ giữa hai bên lại rất tốt. Vì vậy sau khi Khương Mộ Đông đi vào thì hắn tùy ý nói. Cục trưởng Khương có quen biết với bí thư Vương, như vậy thì quá tốt rồi. Đúng vậy. Không những quen thuộc, còn là rất quen thuộc. Anh Hà, chuyện này anh cứ giao cho tôi, nếu Bộ trưởng Chu có hỏi, tôi sẽ giải thích cho anh ấy. Khương Mộ Đông vỗ vỗ vai chủ nhiệm Hà rồi trầm giọng nói. Chủ nhiệm Hà cũng không có tâm tư quan tâm đến những chuyện thế này, bây giờ nghe được Khương Mộ Đông nói như vậy thì lập tức cười cười nói. Cục trưởng Khương cứ xử lý đi, tôi còn có việc bận. Bí thư Vương, tôi cũng không giúp anh được. Vương Tử Quân nhìn chủ nhiệm Hà sắp bỏ đi. Vẻ mặt hắn chợt biến đổi, hắn cũng không đi mà vẫn thản nhiên ngồi nơi đó. Khi cửa phòng được nhân viên đóng lại, Khương Mộ Đông dùng giọng âm trầm nói. Bí thư Vương, anh không phải rất kiêu ngạo sao? Thế nào lại chạy đến đây? Hi hi, tôi nói cho anh biết, có Khương Mộ Đông tôi ngồi ở vị trí này, thành phố La Nam cũng đừng hòng nắm được thứ gì, đừng uổng công vô ích. Chương 636 4 cặp sóng cao 3.000 mét, tự tin đời người 200 năm. Thật không? Tôi cũng không tin như vậy. Cục trưởng Khương, đường sắt là của quốc gia, không phải là của anh. Vương Tử Quân nói đến đây thì đứng lên xoay người đi ra ngoài phòng. Khương Mộ Đông thấy Vương Tử Quân đi ra, hắn chợt xoay người chặn lại. Hi hi, tôi thấy anh thật sự có phái đoàn của bí thư thành phố, nhưng tôi muốn tặng anh một câu miễn phí, dù là của quốc gia nhưng là của cả quốc gia, cũng không phải là của thành phố La Nam các anh. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Khương Mộ Đông. Hắn thật sự cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn nhìn thoáng qua Khương Mộ Đông đang muốn áp chế mình, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Cục trưởng Khương, hình như mặt anh còn đau, nếu đau thì mua thêm chút thuốc ngọc long thủy, nó có tác dụng làm tan máu bầm rất nhanh. Anh! Trong mắt Khương Mộ Đông chợt bừng bừng lửa giận, hắn lập tức nghĩ đến một cái tát tối hôm qua, thật sự cảm thấy rất khuất nhục. Đây chỉ là chút kinh nghiệm mà thôi, anh cũng không cần cảm ơn. Vương Tử Quân nói rồi đẩy cửa nhanh chóng bước ra ngoài. Vương Tử Quân đi ra khỏi cổng bộ giao thông vận tải mà không khỏi thở dài một hơi,
hắn biết rõ Khương Mộ Đông sẽ là một chướng ngại cực kỳ trầm trọng, sẽ liên tục làm khó chính mình. Nếu so sánh với Khương Mộ Đông, Vương Tử Quân biết rõ hiện tại hạng mục đường sắt Mân Cô căn bản là rất khó thay đổi, chính mình chạy qua chạy lại cũng chỉ nhọc công, vì Khương Mộ Đông trong đây nhất định sẽ vung tay áp chế. Bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân trầm ngâm thì Kim Điền Lạc đi đến, hắn thấy gương mặt không chút biểu cảm của Vương Tử Quân, thế là khẽ mở miệng chào hỏi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn ngồi lên xe của khu thường trú, Kim Điền Lạc ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh hắn. Kim Điền Lạc phất phất tay với lái xe, sau đó do dự một chút rồi khẽ báo cáo. Bí thư Vương, vừa nhận được tin tức, sự việc hôm qua không biết ai mở miệng mà đã truyền về thành phố rồi. Thành phố trong lời nói của Kim Điền Lạc chính là La Nam, Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Kim Điền Lạc giống như đang làm kiểm điểm cho mình, hắn dùng giọng lạnh nhạt nói. Bọn họ nói thế nào? Điều này, Bí thư Vương, bây giờ có người nói vì ngài phát sinh xung đột với người của cục đường sắt, thế cho nên hạng mục đường sắt Mân Cô mới chuyển sang cho thành phố Đông Bộ. Kim Điền Lạc có chút do dự, lúc này mới khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn gương mặt có chút lo lắng của Kim Điền Lạc, thế nhưng trong lòng thầm tính toán được vị thư ký trưởng này có bao nhiêu phần trung thành với mình. Sau khi Kim Điền Lạc nói xong thì hắn khẽ nói. Có phải còn có người nói là tôi cố ý gây xung đột với người của cục đường sắt để hạng mục đường sắt Mân Cô chạy về tay của thành phố Đông Bộ, vì dù sao trước kia tôi cũng là chủ tịch thành phố Đông Bộ không? Khi Kim Điền Lạc nhận được tin tức này thì thật sự cảm thấy có chút khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn báo cáo cho Vương Tử Quân. Lúc này nghe thấy câu hỏi trào phúng của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ gật đầu. Vương Tử Quân không nói gì thêm, thế nhưng đầu óc hắn lúc này nhanh chóng vận chuyển. Hắn biết rất rõ những kẻ nào đang cho ra phương án chối bỏ trách nhiệm như vậy. Nếu những lời kia truyền ra ngoài, trong mắt nhân dân thành phố La Nam còn chưa hiểu rõ chân tướng, chính mình sẽ căn bản không đứng trên lập trường của bí thư thị ủy La Nam, thật sự là một tên phản đồ. Những kẻ làm tổn hại đến lợi ích của người dân La Nam, chắc chắn sẽ không có tương lai phát triển ở thành phố La Nam cho được. Còn đối phương sẽ biến thành anh hùng trong bi kịch, bọn họ khổ sở mới tìm về được hạng mục có lợi ích lớn cho địa phương. Thế nên lại bị một tên thượng cấp vô năng và thậm chí là vô sỉ đánh mất vào tay người khác. Kết quả chính là con đường xe lửa mà nhân dân La Nam rất trông mong đã biến thành bọt nước. Vương Tử Quân không nói lời nào, bầu không khí trong xe cực kỳ yên ắng. Trong xe ngoài tài xế còn có một nhân viên công tác của khu thường trú, người này đang mím chặt miệng không dám lên tiếng, chỉ sợ mình nói gì đó không hay sẽ làm cho lãnh đạo nổi giận. Tôi cho anh điều tra vài người, anh đã làm rõ ràng chưa? Vương Tử Quân khẽ gãi đầu rồi đột nhiên hỏi Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc chợt sững sờ, sau đó hắn nói. Bí thư Vương, những thứ này căn bản không cần điều tra, các lão anh hùng đều là niềm kiêu ngạo của thành phố La Nam, thế nên trong sách sử của thành phố đều có ghi lại rõ ràng. Vương Tử Quân cười cười khẽ nói. Nếu người ta không chơi trò nói đạo lý với chúng ta, như vậy chút nữa anh gọi điện thoại cho Nhan Sĩ Tắc, để anh ấy đưa thân thích của các lão anh hùng trong huyện về thủ đô. Kim Điền Lạc nhìn ánh mắt của Vương Tử Quân, hắn chợt hiểu lúc này Bí Thư Vương muốn làm gì, thế là trầm ngâm giây lát rồi mới lên tiếng. Bí Thư Vương, tôi sẽ thực hiện ngay. À, anh nói cho Nhan Sĩ Tắc, chiều nay phải đến, chúng ta cũng không ngại tiền vé máy bay. Chào đồng chí, tôi đến tìm người. Ba lão nông ăn mặc quần áo lạc hậu, trên vai còn cách theo một bao phân đựng vài thứ gì đó không rõ, trên mặt là nụ cười tươi rói. Bọn họ đang cung kính mở miệng với một binh sĩ đứng gác cổng. Tên lính lúc đầu có chút sững sờ, hắn không biết vì sao những người này lại xuất hiện nơi đây, nhưng khi nghĩ đến các lão nông miền quê của mình thì hắn vui cười nói. Các vị đồng hương, có phải các bác muốn hỏi đường không? Các bác muốn đi đâu, cháu biết rất rõ vùng này, cháu sẽ chỉ đường cho. Dẫn đầu nhóm ba người là một người đàn ông hơn 60 tuổi, lão cầm một cái tẩu thuốc nhìn qua có vẻ rất hiếm và cực kỳ bóng loáng. Đồng chí, tôi muốn hỏi đi đến nhị viện bằng đường nào? Ông lão khẽ cọ chiếc tẩu thuốc của mình lên thắt lưng, sau đó khẽ nói. Nhị viện, tên lính kia chợt sững sốt, hắn là cảnh vệ của khu nhà này, tất nhiên hắn biết rõ chỗ này chính là nhị viện. Nhưng hắn không ngờ ba lão nông chất phác kia lại đến đây, cũng không hiểu ba người này có quan hệ thế nào với vài vị lãnh đạo bên trong khu nhà này. À, đây là nhị viện, xin hỏi các bác tìm ai? Tên lính trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng thành thật hỏi. Tôi tìm nhị thúc. Ông lão bên kia vừa nghe thấy đây chính là nơi mình muốn tìm thì nụ cười trên mặt tươi sáng thêm vài phần. Ngài tìm nhị thúc,
nhưng nhị thúc của ngài là ai thì tôi thật sự không biết. Nhưng khi nhìn ông lão đáng tuổi bố mình đang đứng trước mắt thì tên lính vẫn dùng giọng ôn hòa nói. Bác trai à, xin hỏi nhị thúc của bác tên gì? Nhị thúc của tôi tên là Lỗ Thiết Trùy. Ông lão gãi gãi đầu rồi dùng giọng có chút nịnh nọt nói. Chương 636, năm, gặp sóng cao 3.000 mét, tự tin đời người 200 năm. Lỗ Thiết Trùy. Tên lính thật sự chưa từng nghe qua cái tên này, thế nhưng hắn nhìn bộ dạng chất phác của ba ông lão nông thôn, cảm thấy bọn họ căn bản sẽ không giả mạo đến đây lừa gạt, thế là hắn dùng giọng quan tâm hỏi. Bác xem có phải làm tìm lầm chỗ rồi không? Anh nói đây không phải là đường Xuân Thiên sao? Ông lão có chút chần chừ nhưng vẻ mặt lại nhanh chóng trở nên kiên định, dù sao thì lão biết chủ tịch huyện đưa mình đến đây, tuyệt đối sẽ không thể nào sai lệch đi đâu được. Đây là đường Xuân Thiên. Tên lính khẽ gật đầu dùng giọng khẳng định đáp lời. Nơi này có phải là nhị viện ở đường Xuân Thiên không? Người đàn ông hơn 40 tuổi ở bên cạnh ông lão 60 chợt lên tiếng nói. Đúng là khu nhà nhị viện trên đường Xuân Thiên. Tên lính dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ba người nông dân, hắn dùng giọng không dám khẳng định nói. Nhị thúc của anh còn có cái tên gì khác không? Hai người đàn ông trẻ tuổi đưa mắt nhìn ông lão 60. Thế là ông lão cầm tẩu hút hai hơi thuốc rồi đột nhiên vỗ đùi nói. À, tôi còn có một bức thư của nhị thúc, trên thư có tên của chú ấy. Ông lão vừa nói vừa run rẩy lấy từ trong chiếc túi làm bằng bao phân của mình ra một bức thư, tên lính đưa đầu sang nhìn, thấy trên bức thư có ghi vài chữ Lỗ Đại Lôi, thế là lập tức hỏi. Có phải chú của bác tên là Lỗ Đại Lôi không? Tiểu tử, tôi mới là Lỗ Đại Lôi. Ông lão chợt nở nụ cười nói, sau đó lật đến trang thư cuối cùng. Đây mới là tên của nhị thúc. Tên chiến sĩ trẻ tuổi chợt đỏ mặt, thầm nghĩ lần này mình làm sao vậy, thiếu chút nữa thì khinh thường một lão nông đáng tuổi bố mình. Nhưng khi hắn đỏ mặt thì ánh mắt cũng nhìn thấy cái tên đáng giật mình hoảng sợ. Lỗ Tiền Tiến. Lỗ Đại Lôi thấy tên chiến sĩ nhìn thấy cái tên mà tỏ ra giật mình hoảng sợ, thế là cảm thấy thả lỏng hơn một chút. Tuy lão chưa từng đến những nơi phồn hoa đô hội thế này, nhưng dù sao lão cũng có kinh nghiệm vài chục năm sống trên đời, tất cả cũng không uổng phí. Lão nhìn vào phản ứng của tên chiến sĩ canh gác, lão thấy người này nhất định biết nhị thúc của mình, mà mình cũng không tìm lầm người. Các bác thật sự là thân thích của thủ trưởng Lỗ sao? Tên chiến sĩ che miệng của mình, chỉ sợ không làm vậy thì mình sẽ nói ra tên riêng của thủ trưởng mất. Này đồng chí, tôi đã lớn tuổi như vậy rồi, những thứ khác có thể nói bậy được, nào có chuyện nhận nhị thúc bậy bạ chứ? Ông lão cầm bức thư giống như bảo bối, lão vừa bỏ nó vào trong chiếc túi của mình vừa đắc ý nói. Sau khi xác định thân phận của ba lão nông, tên chiến sĩ trực ban nhanh chóng báo cáo cho thượng cấp. 10 phút sau ba nông dân thôn quê được tên chiến sĩ đưa vào trong một khu nhà khá rộng rãi. Là ai vậy? Khi vừa mới tiến vào trong sân nhà, một ông lão mặc quân trang không có tiêu chí gì dùng giọng 10 phần khí phách hỏi tên chiến sĩ dẫn đầu. Nhị thúc, cháu là Đại Lôi. Ông lão cầm tẩu thuốc đi vào sân, khi thấy ông cụ trong sân thì kích động đi đến. Bộ dạng không thua kém gì tên chiến sĩ trẻ tuổi kia. Ông cụ trong sân thấy người đến là Lỗ Đại Lôi thì cười ha hả tiến lên nói. Đại Lôi, đứa cháu này cuối cùng cũng không quên nhị thúc, cuối cùng cũng đến thăm chú, mau vào nhà. Tên chiến sĩ lúc này mới tỉnh táo trở lại, thầm nghĩ nhiệm vụ của mình xem như hoàn thành, hắn lặng lẽ đi ra ngoài. Hai người nông dân đi theo Lỗ Đại Lôi cũng cất bước vào nhà. Bọn họ vừa đi vừa đưa mắt nhìn ông lão cấp bậc ông là một đại nhân vật trong truyền thuyết của thôn làng mình. Sau khi ba người đặt túi xuống, Lỗ Đại Lôi bắt đầu trò chuyện cùng Lỗ Tiền Tiến. Lão thận trọng ngồi xuống đối diện với Lỗ Tiền Tiến rồi khẽ nói. Nhị thúc, ngài vẫn khỏe chứ ạ? Rất khỏe, mỗi bữa có thể ăn hai chén cơm, còn tiểu tử cậu hình như có vẻ già đi rồi. Lỗ Tiền Tiến vừa nói vừa chỉ vào hai người đàn ông đi theo Lỗ Đại Lôi. Hai người bọn họ. Nhị thúc, đây là con lớn của anh Tài Đức, tên là Văn Biêu, bây giờ là trưởng thôn của chúng ta, còn đây là nhị tiểu tử nhà cháu. Lỗ Đại Lôi chỉ vào hai tên đàn ông rồi giới thiệu. Tốt tốt tốt, đến đây là tốt rồi, lần này đến ở lại hai ngày. Tôi cũng muốn về quê đi dạo vài vòng, lại sợ làm cho địa phương thêm phiền toái. Lỗ Tiền Tiến nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lỗ Đại Lôi xoa xoa hai bàn tay. Kinh nghiệm nói rõ với lão về tâm tình của nhị thúc của mình vào lúc này là như thế nào. Nhưng vị nhị thúc nhiều năm không gặp lại tỏ ra lạnh nhạt, điều này làm cho lão căn bản không thể biểu đạt được tâm tình của mình, thế cho nên chỉ biết xoa xoa tay mà thôi.
Lỗ Tiền Tiến cười cười, lão bắt đầu hỏi tình huống trong thôn, thu hoạch thế nào, những người cùng thế hệ với mình bây giờ đang sống ra sao. Lỗ Đại Lôi đều thuận miệng trả lời câu hỏi của Lỗ Tiền Tiến, căn bản không chút chần chừ. Nhưng dù nói thế nào thì lão cũng thấy mình thậm chí căn bản không thể nhắc đến lời nhắn nhủ của lãnh đạo huyện, thế cho nên sốt ruột đến mức liên tục trà sát bàn tay. Hai tên đàn ông bên cạnh thì lại càng biến thành kẻ câm điếc, hai người bọn họ chỉ biết ngồi đó thật sự quy củ, chỉ nghe hai ông lão nói với nhau, vì không được hỏi nên cũng không dám lên tiếng. Hai tên ngốc, trong thôn thì nói hay lắm, là cán bộ ăn to nói lớn, đến đây thì im thin thít không nói được gì, vẫn là ông đây phải lên tiếng. Chủ tịch huyện nói chỉ cần làm tốt chuyện lần này thì sẽ làm đường nhựa cho người trong thôn, Lỗ Đại Lôi nghĩ đến con đường mơ ước thế là cắn chặt răng chuẩn bị nói rõ ràng sự việc với nhị thúc Lỗ Tiền Tiến. Đại Lôi, cậu đến đây cũng không phải chỉ là thăm chú, cậu có chuyện gì thì cứ nói đi, để xem một ông lão như tôi có làm được không. Lỗ lão gia tử là một người đã xông pha thế sự nhiều hơn cháu mình không biết bao nhiêu lần, bây giờ thấy Lỗ Đại Lôi đưa hai đứa cháu nội đến, nhất định là có chuyện. Lỗ Đại Lôi đã thầm hạ quyết tâm, bây giờ thấy cơ hội đến thì lập tức không chút do dự, lão lên tiếng. Nhị thúc, là thế này, thành phố La Nam vốn mở đường sắt thông qua huyện chúng ta. Lỗ Đại Lôi tuy đã hạ quyết tâm, thế nhưng lão mở miệng thì vẫn có chút khó ăn nói, thật sự cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhưng Lỗ Đại Lôi vừa nói ra một câu thì cảm thấy dễ dàng hơn, lời nói cũng bắt đầu ăn khớp và lợi hại hơn. Người trong thôn trong huyện vừa nghe nói có đường sắt thì tỏ ra rất vui vẻ, đều nói đường được nối thông thì vào thủ đô thăm ngài cũng tiện hơn. Nhưng không biết vì sao con đường chưa mở thì phát sinh biến đổi, lại chuyển sang thành phố Đông Bộ. Nhị thúc ngài có biết không, thành phố Đông Bộ bên kia có vài nhánh đường sắt, bây giờ lại tiếp tục mở đường sắt ở thành phố bọn họ, không phải ức hiếp chúng ta sao? Lỗ Đại Lôi nói sắp xong mà cảm thấy toàn thân vã đầy mồ hôi, lão cảm thấy một phút mở miệng còn khổ sở hơn làm việc ngoài đồng một ngày. Nụ cười trên mặt Lỗ Tiền Tiến chậm rãi biến mất, ánh mắt có hơi đục của lão cũng dần sáng lên. Lỗ Đại Lôi vốn thở dài một hơi, lúc này bị nhị thúc nhìn chằm chằm mà đổ mồ hôi hột. Ai nói cậu đến tìm tôi? Có phải là lãnh đạo huyện không? Lỗ Tiền Tiến nói không quá lớn, thế nhưng khí thế dẫn binh năm xưa chợt bùng phát mạnh mẽ. Chương 637, một vết thương không chịu nổi. Những năm nay thân thích của Lỗ Tiền Tiến về thủ đô thăm non cũng không nhiều. Bọn họ lớn lên đầu là một hình dạng, tất cả đều là nông dân chân lấm tay bùn, quần áo màu đất, răng ố vàng, tay đen như than và đầy bùn đất. Mỗi lần đến ngày lễ Tết thì đám người này đưa đến cho lão vài món đặc sản thôn quê, những thứ này được bỏ vào bao phân, lại được ô tô vận chuyển đường dài, sau đó được đưa vào nhà kho chất chồng chất đống. Cách đây vài ngày thì Lỗ lão gia tử phân loại những món đặc sản trong kho của mình, sau đó đưa ra phơi nắng, lại yêu cầu đám người kia đưa về. Lão là người quen lao động là tính mạng của lão, thật sự thì lão giống như một nông gian, làm để sống, tình nguyện làm việc, chỉ cần sống một ngày thì phải làm sao cho toàn thân thoải mái. Thế nhưng mỗi lần nhìn những món đặc sản thôn quê của mình thì rất thích thú, tất cả đều không đáng tiền, có thể mua ngoài chợ, thế nhưng dù sao đó cũng là tình cảm của người ta dành cho mình. Lỗ Đại Lôi cũng là một người tùy tiện trong thôn, thế nhưng bây giờ đối mặt với một nhân vật như Lỗ Tiền Tiến thì chỉ có thể kính sợ theo bản năng. Sau khi nghe Lỗ lão gia tử hỏi thì chợt cảm thấy trong đầu trống rỗng, lão lắp bắp nói. Nhị thúc, bí thư Nhan trong huyện nói với cháu, chỉ cần cháu đến, khi quay về sẽ mở một con đường nhựa trong thôn, đồng thời còn cho già trẻ trong thôn một khoản kinh phí. Lỗ lão gia tử không nói gì, chợt rơi vào trầm ngâm. Sau khi trầm ngâm giây lát thì lão mới nói. Cậu nói rõ đầu đuôi chân tướng một lần cho tôi xem. Lỗ Đại Lôi nghe Lỗ lão gia tử nói như vậy thì chợt cảm thấy sự việc có hy vọng. Lão thật sự cảm thấy rất vui vì thành phố sẽ có đường xe lửa, còn những thứ khác thì lão không quan tâm, vì lão đã là người lớn tuổi rồi. Văn Biêu, cậu nói rõ ràng cho ông đi. Lỗ Văn Biêu cầm ly trà nhấp một ngụm, hắn nhuận giọng định lên tiếng, chợt nghe thấy chuông điện thoại vang lên. Nửa phút sau một tên thanh niên đi đến bên cạnh Lỗ lão gia tử rồi khẽ nói. Thủ trưởng, là điện thoại của Triệu lão. Lỗ Tiền Tiến nghe thấy như vậy thì tiếp nhận điện thoại trong tay của tên nhân viên phục vụ, sau đó cười ha hả nói. Anh Triệu, ông lão như anh hôm nay nghĩ thế nào lại gọi điện thoại cho tôi thế này? Đầu dây bên kia không biết nói gì đó mà Lỗ Tiền Tiến cười ha hả nói. Nhà tôi đang có khách, thật sự là trùng hợp, bên tôi cũng có người thân đến nhà, cũng nói đến chuyện đường sắt. Anh Triệu, bên phía anh nói thế nào?
ha ha ha, thì ra đều giống nhau, ý của anh thế nào? Lỗ lão gia tử nghe được câu trả lời của bên kia thì cười ha hả hỏi. Lúc này âm thanh của bên kia có hơi lớn, Lỗ Văn Bưu là cán bộ thôn, hắn là người tiếp nhận nhiệm vụ gian khổ từ bí thư Nhan Sĩ Tắc để tác động với ông của mình, thế nên vội vàng giỏng tai lắng nghe. Chúng ta đã về hưu nhiều năm, bây giờ vấn đề này, có thể không làm sao. Hơn nữa thành phố chúng ta chưa có đường sắt, làm đường sẽ giúp nhân dân vui sướng, nếu để người ta cướp đi mất, chỉ sợ rằng đám ông lão chúng ta sẽ không còn mặt mũi gặp đồng hương nữa rồi. Giọng nói đứa quảng rơi vào trong tai Lỗ Văn Bưu, điều này làm hắn chấn động tinh thần. Vấn đề xem như đã thành công, Lỗ Văn Bưu nghĩ đến câu nói của bí thư Nhan trước khi mình đến đây. Đó là yêu cầu mình làm tốt công tác, tiền không là vấn đề, cần xài thì cứ xài, anh không phải đại biểu cho chính mình, còn là đại biểu cho cả huyện. Thế là hắn cảm thấy máu nóng sôi trào, cảm thấy vận may của mình đang đến. Khi Lỗ Văn Bưu cảm thấy vui mừng như điên thì chợt nghe thấy bên kia nói. Anh nói xem đó là phương án của ai, thật sự là rất hay. Trái tim thả lỏng của Lỗ Văn Bưu chợt trở nên căng cứng, hắn thầm cầu nguyện để ông mình đừng trách bí thư Nhan, vì đây là một người tốt. Là ý của ai, còn có thể là ai nữa? Anh không phải đã nhìn thấy bí thư thị ủy của thành phố chúng ta ở nhà thủ trưởng sao? Bây giờ ngay cả bí thư thị ủy cũng về thủ đô, có lẽ chính là cậu ấy bày ra trò này, những người khác dám to gan vậy sao? Lỗ lão gia tử nói rồi cười ha hả, rõ ràng tỏ ra rất ưa thích vị bí thư thị ủy to gan lớn mật kia. Lỗ Tiền Tiến nói thêm vài câu thì cúp điện thoại, ánh mắt lại nhìn Lỗ Văn Bưu, tỏ ý cho hắn tiếp tục lên tiếng. Lỗ Văn Bưu nâng ly lên uống một ngụm, hắn cảm thấy có chút khát nước, sau khi uống xong chuẩn bị lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lỗ Tiền Tiến lần này không cần nhân viên đến phục vụ, lão trực tiếp bấm nút nghe. Lỗ lão gia tử cuối cùng cũng là một cựu chiến binh được đảng tài bồi nhiều năm, sau khi về hưu lại liên tục đọc báo chí, tai thính mắt tinh, chỉ cần suy xét một chút đã hiểu rõ vấn đề. Hơn nữa sự việc lần này lão có thể ra tay hoàn thành, thế cho nên cũng không đành lòng để cho người dân nghèo quê mình thất vọng. Lão nhận điện thoại, sau đó lại nhanh chóng gọi điện thoại cho những người khác. Lỗ Văn Bưu ngồi bên cạnh liên tục giỏng tai nghe ngóng, sau khi xác nhận thông tin từ trong điện thoại thì hắn xem như đã hoàn toàn yên tâm. Nhưng khi hắn chuẩn bị lên tiếng tác động, vô thức muốn uống nước, chợt phát hiện ly nước trống rỗng. Bệnh viện Nhân dân thành phố La Nam ở phía tây ủy ban thành phố, dù đây không phải là bệnh viện tốt nhất trong tỉnh Sơn Nam, thế nhưng đối với thành phố La Nam thì lại là bệnh viện tốt nhất, mỗi ngày đều có nhiều người ra vào chỗ này, cực kỳ náo nhiệt. Giám đốc bệnh viện Địch Điền Ngũ năm nay hơn 50 tuổi, gương mặt mập mạp giống như một ông Phật Di Lặc. Thế nhưng đừng vì vậy mà xem thường. Hắn cũng xem như là một nhân vật có tiếng ở thành phố La Nam. Chẳng những hắn là cán bộ cấp cục, hơn nữa còn có quan hệ rất tốt với đám cán bộ lãnh đạo trong thành phố. Khi Trình Tự Học làm bí thư thị ủy thì thế cục chính trị thành phố La Nam có chút nước sôi lửa bỏng, thế nhưng dù là bất kỳ phe phái nào giành phần thắng thì Địch Điền Ngũ đều không bị ảnh hưởng và vẫn phát triển tốt, hơn nữa quan hệ với lãnh đạo đều tốt đẹp. Lãnh đạo cũng là người, cũng ăn khói lửa nhân gian, cũng ăn ngũ cốc hoa màu, sinh lão bệnh tử. Nói chung không khác gì người bình thường. Làm lãnh đạo một đơn vị thì điểm tốt hạng nhất mà chính mình có được đó là thích đi làm lúc nào cũng được, căn bản không dám dòm ngó và kiểm tra. Địch Điền Ngũ tuổi đã lớn, cũng không muốn cố gắng, dưới tình huống bình thường thì 9 giờ sáng mới đến phòng làm việc ngồi chốc lát. Nhưng những ngày nay lại có chút khác thường, mỗi ngày hắn đều đi làm sớm, hầu như 7 giờ thì có mặt ở bệnh viện, hơn nữa trạm dừng chân thứ nhất cũng không phải là phòng làm việc của mình. Hắn lại đi dò xét một vòng qua các phòng bệnh. Chương 637, 2, vết thương không chịu nổi. Một giám đốc bệnh viện có lòng nhiệt tình công tác như vậy nếu cứ tiếp tục một thời gian dài thì hoàn toàn có tư cách tiến vào hàng ngũ những lãnh đạo bệnh viện có đạo đức của quốc gia. Nhưng Địch Điền Ngũ không phải là người kiên trì như vậy, lúc này hắn đã có tuổi, nếu hắn trẻ lại 20 tuổi thì sẽ có thể cố gắng như vậy, nhưng bây giờ thì không. Sở dĩ hắn có thái độ khác thường như vậy vì có một đại nhân vật tiến vào trong bệnh viện, không, phải là mẹ của đại nhân vật tiến vào trong bệnh viện. Chủ tịch Trình, ngài thức dậy thật sớm, bác đã đỡ hơn chưa ạ? Địch Điền Ngũ nhanh chóng đi đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, hắn dùng giọng tràn đầy quan tâm thăm hỏi Trình Tự Học đang đọc báo ở trong phòng khách. Phòng chăm sóc đặc biệt này là phòng bệnh tốt nhất trong bệnh viện thành phố La Nam, nhìn qua thì nó giống như không phải phòng bệnh, thật sự lại giống với một trại an dưỡng. Nó có 3 gian 2 phòng, ít nhất trên 100 mét vuông,
có đầy đủ nhà ăn phòng khách, rất có hương vị của một gia đình. Tuy thành phố La Nam bình thường luôn cháy phòng cho bệnh nhân, thế nhưng địch Điền Ngũ vẫn căn cứ vào nguyên tắc phục vụ lãnh đạo để dùng toàn lực kiến tạo phòng chăm sóc đặc biệt. Không những tạo ra hoàn cảnh phù hợp nhất, còn đề cao lắp đặt, các thiết bị đều là cao cấp, bác sĩ và y tá cũng là những nhân tài trong hệ thống y tế của thành phố. Dù rất nhiều người nói này nọ đối với căn phòng chăm sóc đặc biệt này, thế nhưng địch Điền Ngũ căn bản không sợ. Anh thử nghĩ mà xem, đám người tạo ra thành tích thì nào sợ người ta nhổ nước miếng dìm chết mình. Vì thế dù trong bệnh viện có nhiều ý kiến không đồng tình khi xây dựng phòng săn sóc đặc biệt, nhưng địch Điền Ngũ vẫn làm theo ý mình, xây dựng hoàn thiện. Tất nhiên điều làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là sau khi phòng chăm sóc đặc biệt được hoàn thiện và cho vào sử dụng, có nhiều đơn thư tố cáo hắn, thế nhưng lãnh đạo thành phố vẫn bình tĩnh tiếp nhận gian phòng này, nhìn vào điều này thì thấy rõ thái độ của lãnh đạo là như thế nào. Vẻ mặt Trình Tự Học hôm nay là rất tốt, lão đặt tờ báo trong tay xuống, sau đó khẽ nói. Điền Ngũ, tôi không phải đã nói với anh rồi sao? Anh nên cố gắng làm việc của mình, không nên vì tôi mà làm ảnh hưởng đến công tác của anh. Bí thư Trình, tôi cũng không phải cố ý đến đây, chỉ là đi kiểm tra phòng theo thông lệ mà thôi, thuận tiện đến chỗ ngài ngồi một chút. Địch Điền Ngũ tùy ý ngồi xuống đối diện với Trình Tự Học rồi dùng giọng nghiêm trang nói. Trình Tự Học nào không hiểu rõ cho kiểm tra phòng theo thông lệ của Địch Điền Ngũ có nghĩa là gì, lão chỉ nhìn Địch Điền Ngũ rồi nói. Anh Địch, những ngày nay anh khổ cực rồi, sức khỏe của mẹ tôi đã khá lên, cũng không cần anh quan tâm. Sức khỏe của bác đã tốt lên. Địch Điền Ngũ chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn dùng giọng nịnh nọt nói. Bác gái là người hồng phúc tề thiên, anh xem, anh cả ngày làm việc mệt mỏi còn có thể tự mình chăm sóc mẹ, thật sự là chí hiếu. Mẹ của Trình Tự Học bị bệnh, Địch Điền Ngũ là giám đốc bệnh viện thành phố còn hiểu rõ ràng hơn cả Trình Tự Học, mỗi ngày bác sĩ chủ trì đều đến phòng làm việc của hắn báo cáo vài lượt. Hai ngày trước bệnh tình của bác gái đã tốt hơn rất nhiều, thế nhưng dựa theo ý của bí thư Trình. Nếu ai có hỏi thì nói rằng bệnh không nhẹ. Dù sao là một cụ hơn 90 tuổi thì giống như máy móc sử dụng lâu năm, tất cả linh kiện và công năng trên người đã thái hóa, nói toàn thân đều có bệnh cũng không sai. Hai ngày qua người đến thăm rất nhiều, sức khỏe của bác gái không tốt, thế nhưng bí thư Trình lại nói đã đỡ hơn, tất nhiên ý nghĩa của nó có liên quan đến phương diện chính trị trong thành phố La Nam. Địch Điền Ngũ cảm thấy mình là một giám đốc bệnh viện hợp cách, có thể chữa bệnh hay không thì không quan trọng. Điều cần thiết nhất chính là nắm vững xu thế chính trị của thành phố, nhanh chóng đứng ra sau lưng một vị lãnh đạo nào đó. Địch Điền Ngũ nghĩ như vậy và cũng làm như vậy, vì thế hắn có thể ngồi trên vị trí giám đốc bệnh viện nhiều năm mà không có chút lay động. Bệnh viện trở thành một bảo địa đối với hắn, cho dù đổi lấy chức vụ trưởng phòng y tế thì hắn cũng không chịu. Địch Điền Ngũ vừa mở miệng nịnh nọt Trình Tự Học vừa nghĩ đến câu chuyện mà đêm qua cậu em vợ công tác ở văn phòng khối chính quyền thành phố đến nhà uống rượu nói ra. Xem ra sự kiện bác gái bị bệnh thật sự có liên quan đến chuyện này. Địch Điền Ngũ là giám đốc bệnh viện thành phố La Nam, hắn là người linh thông tin tức. Bí thư Vương vì hạng mục đường sắt Mân Cô mà phát sinh xung đột với lãnh đạo của cục đường sắt, hắn đã được nghe nói rất rõ ràng. Khi nghe tin tức này, Địch Điền Ngũ là một người có tư tưởng tự hào địa phương cảm thấy rất khoái trá. Địch Điền Ngũ là một người điển hình của thành phố La Nam, hắn rất có lòng trung thành với thành phố của mình. Thế cho nên cũng cực kỳ chờ mong hạng mục đường sắt Mân Cô sẽ quá cảnh ở La Nam. Nhưng cục đường sắt lại thay đổi tuyến đường khi mà nhân dân La Nam đang cực kỳ chờ mong, điều này không khỏi làm hắn mở miệng mắng chó má. Nhưng mắng thì mắng, Địch Điền Ngũ vẫn chú ý đến phương diện chính trị. Mẹ của Chủ tịch Trình bị bệnh, Chủ tịch Lý lại tự mình mắc bệnh, vì thế mà Bí thư Vương đưa Phó Chủ tịch Hà Khởi Duệ về thủ đô chạy hạng mục. Khi Địch Điền Ngũ nghe rõ phản ứng của ba vị lãnh đạo thành phố La Nam, hắn cảm thấy vị bí thư Vương lần này mới đến nhận chức sẽ phải ăn thiệt thòi. Trước mặt hai vị lãnh đạo cáo già là bí thư Trình và chủ tịch Lý, bí thư Vương là một thanh niên còn kém quá xa. Đây là một việc thật sự không hay chút nào, đáng lý ra bí thư Vương không nên sảng khoái tiếp nhận, bây giờ nhận vào thì khổ sở, giống như dẫm chân vào cứt chó, dù có vùng vẫy thế nào cũng không ra được. Nếu anh lên thủ đô và có phát sinh xích mích với người của cục đường sắt, vậy thì anh cứ đứng đó chờ người ta nắm lấy cán dao của mình. Bây giờ Bí Thư Vương còn chưa đứng vững gót chân ở thành phố La Nam lại phát sinh sự việc như vậy, xem ra sau này tương lai chính trị của Bí Thư Vương ở thành phố La Nam thật sự là không thể sáng được. Trình Tự Học nghe lời nịnh hót của Địch Điền Ngũ thì gương mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Lão bây giờ thật sự rất vui, không những vì vụ việc chó má kia đã có người tiếp nhận,
hơn nữa người đó lại là đối tượng mà lão cực kỳ kiêng kỵ. Vì vậy mà, hì hì, lực ảnh hưởng của lão ở thành phố La Nam vẫn không tiêu tán. Khi thấy con trai của Trình Tự Học đưa bữa sáng vào thì Địch Điền Ngũ đứng lên cáo từ, tuy Trình Tự Học đã đứng lên mời thế nhưng hắn vẫn cự tuyệt từ chối vinh hạnh này, hắn rất biết cách nắm giữ vị trí của mình sao cho cực kỳ đúng mực. Chương 637, 3, vết thương không chịu nổi. Khi Địch Điền Ngũ chuẩn bị đi ra khỏi cửa phòng bệnh, một người cao lớn chợt đi vào phòng, khi còn chưa đi vào trong thì đã lớn tiếng nói. Chủ tịch Trình, thành phố La Nam chúng ta cũng không thể cho anh ta làm như vậy được. Khi thấy người này thì Địch Điền Ngũ vội vàng nhường đường, Trình Tự Học là người hắn không thể đắc tội, mà bí thư Lục này cũng là đối tượng mà hắn phải tỏ ra cung kính. Ngọc Hùng, có gì cậu cứ từ từ nói, nhìn dáng vẻ của cậu kia. Trình Tự Học khoát tay chặn lời Lục Ngọc Hùng, sau đó dùng giọng có vài phần nghiêm khắc nói. Lục Ngọc Hùng lúc này cũng thấy Địch Điền Ngũ, hắn cũng xem như quen thuộc Địch Điền Ngũ, vì thế khẽ gật đầu với giám đốc Địch. Sau đó hắn dùng giọng không chút e dè nói. Bí thư Trình, ngài nói xem có việc gì xảy ra. Đi về thủ đô chạy quan hệ lại phát sinh xung đột với lãnh đạo cục đường sắt. Anh ấy rõ ràng không phải là chạy hạng mục cho thành phố La Nam chúng ta, mà rõ ràng là chạy tai họa cho chúng ta. Địch Điền Ngũ không dám tiếp tục ở lại nghe ngóng. Hắn hiểu anh ấy trong miệng Lục Ngọc Hùng là ai. Khi hắn bước ra khỏi cửa phòng thì cảm thấy trong lòng có chút sảng khoái, thầm nghĩ mặc kệ có trách nhiệm gì, chỉ cần phát sinh đủ mọi tin đồn này nọ cũng đủ chụp mũ đối phương rồi. Dù có chút bất bình nhưng Địch Điền Ngũ thật sự không dám nói ra, hắn đi lên lầu. Dù sao thì đây là chuyện lớn, không phải một vị giám đốc bệnh viện như hắn có thể tham dự vào, lựa chọn tốt nhất của hắn bây giờ chính là không liên quan đến mình thì đừng nên quan tâm. Ôi! Giám đốc Địch, anh đi kiểm tra phòng à? Địch Điền Ngũ vừa mới đi xuống lầu thì có người cười tủm tỉm chào hỏi, hắn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Cục trưởng Cục Công an Hà Tiến Trung. Địch Điền Ngũ gần đây luôn cung kính với những người lãnh đạo đơn vị có thực quyền như thế này, dù sao thì đây cũng là đơn vị quan trọng nhất, không những có thực quyền còn liên hệ rộng, không biết khi nào thì có gì đó liên quan đến mình. Chưa nói đến hoàn cảnh chính trị không tốt, bị phê bình không có vấn đề, thế nhưng chủ yếu là rất mất mặt. Cục trưởng Hà, anh xem tôi kìa, đúng là dạo này mắt kém hẳn đi, anh muốn lên lầu sao? Địch Điền Ngũ nhiệt tình bắt tay với Hà Tiến Trung, sau đó chỉ lên trên nói. Hà Tiến Trung vỗ vỗ vai của Địch Điền Ngũ rồi nói. Cũng không phải như vậy, tôi đây không phải gần ban công hưởng nhiều ánh trăng như anh Địch, sau này có chuyện gì kính mong anh Địch cho biết một chút. Chúng ta quan hệ như thế nào, sao lại nói như vậy? Cục trưởng Hà cứ yên tâm. Chỉ cần có tin tức gì tôi sẽ nói cho ngài đầu tiên. Địch Điền Ngũ dù không vỗ ngực lên tiếng nhưng lời nói của hắn lại coi Hà Tiến Trung là anh em sinh tử vậy. Đúng rồi, Cục trưởng Hà, ngài chờ một chút, bí thư Lục vừa mới đi vào phòng. Địch Điền Ngũ khẽ hạ thấp âm thanh nói với Hà Tiến Trung. Hà Tiến Trung vừa mới định đi lên thì lập tức dừng lại, rõ ràng ba chữ bí thư Lục cực kỳ có tác dụng. Bí thư Lục vừa mới đi vào sao? Vậy thì phải chờ một lát. Hà Tiến Trung sờ lên đầu giống như tự nói với chính mình. Địch Điền Ngũ nghĩ đến tình huống một người thân thích trong nhà sắp được đề bạt làm phó đồn trưởng, cảm thấy đây là thời điểm phù hợp, thế là hắn cười híp mắt nói. Nếu đã phải chờ một chút, như vậy mời anh đến phòng làm việc của tôi một lát, chỗ đó của tôi có trà ngon thuốc thơm hầu hạ anh. Tôi biết rõ anh không những có trà ngon, còn có những cô em xinh đẹp. Nhưng hôm nay thật sự không được, anh cũng không phải không biết chỗ này có nhiều người. Tôi nếu không chờ ở chỗ này, chỉ sợ sáng nay sẽ không được gặp mặt lãnh đạo. Hà Tiến Trung lắc đầu rồi dùng giọng điệu trêu chọc nói với Địch Điền Ngũ. Địch Điền Ngũ không giận câu nói trêu chọc của Hà Tiến Trung, hắn cười hì hì nói. Cục trưởng Hà cứ yên tâm, có tôi ở chỗ này, tôi sẽ cho người ta nhìn vào thật chặt, tuyệt đối sẽ sắp xếp thời gian thật tốt cho anh. Hơn hai người chúng ta cũng có thể uống vài ly trà, anh cũng được nếm thử tay nghề của căn tin bệnh viện. Hà Tiến Trung rất động lòng với lời đề nghị của Địch Điền Ngũ, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu nói. Anh Địch, hay là thôi đi, hôm nay tôi phải chờ, còn nhiều việc cần hoàn thành. Anh có biết không, Chủ tịch Lý đã xuất viện rồi. Chủ tịch Lý đã xuất viện. Địch Điền Ngũ tuy lần đầu tiên nghe được tin tức này thì cũng không cảm thấy bất ngờ, một tuần qua Chủ tịch Lý đã ở trong bệnh viện thành phố Sơn Viên, hắn có thể loáng thoáng thấy được lãnh đạo có bệnh nặng gì không. Lần này lãnh đạo xuất viện. Rõ ràng là sắp có động tác gì đó. Lý Quy Niên,
chữ quy này cũng không chỉ có nghĩa là có đầu rụt cổ như rùa, có đôi khi duỗi đầu ra sẽ mở miệng cắn người. Chủ tịch Lý bây giờ muốn mở miệng cắn ai thì hầu như không cần nói cũng biết. Địch Điền Ngũ nói thêm vài ba câu với cục trưởng Hà Tiến Trung, sau đó hắn vội vàng đi xuống lầu. Tuy hắn luôn ở bên cạnh ngắm bầu không khí quan trường ở La Nam, thế nhưng lúc này lão chợt cảm thấy một cơn lốc sắp cuốn lên, mục tiêu của nó chính là một người đang ở thủ đô. Đánh đòn cảnh cáo, không biết vì sao trong đầu Địch Điền Ngũ lại xuất hiện bốn chữ này. Hắn cảm thấy bốn chữ kia miêu tả rất thỏa đáng, những người kia cũng không phải đang đánh đòn cảnh cáo với vị bí thư trẻ tuổi này sao. Thủ đô vẫn nóng nực như trước nhưng Nhan Sĩ Tắc lại ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt Vương Tử Quân, hắn nhìn vị bí thư trẻ tuổi trước mặt, trên mặt là nụ cười nịnh nọt. So sánh với Nhan Sĩ Tắc thì hình tượng của Vương Tử Quân lúc này là rất kém, hắn đang ôm đứa con mập mạp của mình, một tay cầm lấy bình sữa cho con trai đang dùng ánh mắt trong sáng nhìn thế giới hỗn độn bên ngoài bú chùn chụt. Bí thư Vương, vừa rồi các vị hương thân đã gọi điện thoại đến nói các vị thủ trưởng đã đồng ý giúp chúng ta chạy hạng mục. Nhan Sĩ Tắc dù biết lúc này không hợp để bàn chuyện công tác, thế nhưng hắn biết rõ lúc này Bí thư Vương đang cần điều gì. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy những ông lão kia đã rời khỏi quê hương từ lâu, thế nhưng dù thế nào thì mọi người cũng có cảm tình với quê hương của mình. Bọn họ chắc chắn sẽ không mặc kệ đối với những hành động vi phạm nguyên tắc áp đặt lên quê hương mình, bây giờ quê hương lại bị người ta vô duyên vô cớ cướp đi một hạng mục quan trọng, bọn họ tất nhiên sẽ không thoải mái. Tình huống lúc này cũng giống như có một đứa con, mình nói nó không tốt thì không sao, ai nói nó không tốt thì có chuyện xảy ra. À, Sĩ Tắc, anh đã khổ cực rồi. Sau khi sự việc này được xử lý ổn thỏa, như vậy sẽ có nhiều chuyện tốt đến với thành phố La Nam chúng ta. Vương Tử Quân khẽ rút bình sữa lại, cái miệng nhỏ nhắn của đứa bé vốn đang bù chùn chụt chỉ còn lại khoảng không. Chương 637, 4, vết thương không chịu nổi. Đứa bé giống như gặp thứ gì đó uất ức rất lớn, nó lập tức khóc lớn. Vương Tử Quân nghe thấy con khóc thì giống như gặp phải chuyện gì đó đại sự, hắn vội vàng đặt thứ mà con thích vào trong miệng. Thế nhưng Bí thư Vương chỉ dựa vào một chiếc núm vú cao su cũng không giải quyết được vấn đề. Đứa bé vừa ra đời giống như mang theo hào quang sáng chói, căn bản không nể mặt bố mình, trực tiếp khóc càng lúc càng lớn. Tử Quân, đã nói cậu đừng giữ con, thế mà cậu vẫn cứ muốn chơi đùa với nó. Đưa cháu cho tôi, cậu cứ đi bàn công tác đi. Tuy vẫn nở nụ cười thế nhưng ánh mắt của mẹ vợ lại ẩn giấu ý nghĩ cảnh cáo, bà xuất hiện và không chờ Bí thư Vương trả lời, trực tiếp cướp đi quyền giữ con của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thầm đổ mồ hôi hột. Thế nhưng hắn lại không dám có lời dị nghị, dù sao thì đây cũng là mẹ vợ của hắn. Hắn vừa giao con cho mẹ vợ, chợt nghe thấy tiếng ho khan, khi âm thanh này vang lên thì Mạc Lão Gia Tử âm trầm đi đến. Tuy Mạc Lão Gia Tử không mở miệng, thế nhưng ánh mắt của ông lão nhìn về phía mình lại làm cho Vương Tử Quân hiểu ra vấn đề, đó là ông cụ đến không phải vì mình. Đứa bé được bà ngoại ôm vào lòng, nó khẽ dương nắm đấm giống như đắc ý với bố mình, sau đó dựa vào lòng bà, nở nụ cười khờ dại. Khi hai vị trưởng bối đưa cháu đi mất, Vương Tử Quân mới xem như thở dài một hơi. Nhan Sĩ Tắc khi nhìn thấy Mạc Lão Gia Tử thì ngậm miệng thật chặt, chỉ sợ mở miệng ra sẽ nói sai lời. Người có chỗ dựa thật sự không dễ trêu vào. Vương Tử Quân nhìn hai người cất bước đi rồi dùng giọng âm u nói. Những lời này nói ra khỏi miệng và Vương Tử Quân cam đoan mình không có ý nghĩ gì khác. Thế nhưng những lời này rơi vào trong tai Nhan Sĩ Tắc thì lại không còn giống như vậy nữa rồi. Nhan Sĩ Tắc nghĩ đến những ông lão chỉ tồn tại trong lịch sử, thế là hình tượng của Bí thư Vương trước mắt lại cao hơn vài phần. Bí thư Vương ngài nói rất đúng. Nhan Sĩ Tắc gật đầu chăm chú, hắn tỏ ra thật sự thừa nhận những lời của Vương Tử Quân. Lúc này các vị lão gia tử đã đồng ý ra mặt cho thành phố chúng ta, như vậy chúng ta sẽ biến thành người có hậu trường. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cười tủm tỉm nói. Nhan Sĩ Tắc đã chậm rãi thích ứng với ý nghĩ của Bí thư Vương, hắn nghĩ đến những ông lão kia, lại nghĩ đến hình bóng vừa rồi, thế là gật đầu thật mạnh nói. Bí thư Vương, chúng ta tuyệt đối là người có bối cảnh. Đáng tiếc là Nhan Sĩ Tắc không biết hình bóng của người vừa rồi vì nhiều nguyên nhân mà căn bản không ra tay ở phương diện này, thế cho nên Bí thư Vương thực tế cũng không phải là một chỗ dựa quá lớn như hắn tưởng. Bí thư Vương, ngài cứ chờ đó là được. Đợi ngày mai các bô lão của thành phố La Nam chúng ta đến tìm lãnh đạo cục đường sắt, như vậy hạng mục đường sắt Mân Cô sẽ không còn vấn đề gì nữa. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt tự tin của Nhan Sĩ Tắc, hắn cười cười nói.
Nếu đã như vậy thì cậu thu thập một chút, sáng mai chúng ta đến cục đường sắt. Bí thư Vương, điều này, chúng ta còn phải đi nữa sao? Nhan sĩ Tắc trước đó dù không đi theo thế nhưng cũng tìm hiểu được vài tin tức từ trong những người có quen biết. Hắn biết lần trước Bí thư Vương đến cục đường sắt và phát sinh xung đột không thoải mái với đối phương. Bây giờ tiếp tục đi qua, nếu không có chỗ dựa thì rõ ràng chỉ là tiếp tục phát sinh xung đột mà thôi. Vương Tử Quân gật đầu khẳng định nói. Không những đi qua, càng phải đi qua, anh không nghe nói người bị thương càng nặng thì bồi thường càng nhiều sao. Vương Tử Quân nói đến đây thì trừng mắt nhìn Nhan Sĩ Tắc. Nhan Sĩ Tắc nhìn bộ dạng có chút giống như trẻ con của Vương Tử Quân, hắn nghĩ về sự kiện cục đường sắt áp chế thay đổi tuyến đường ở thành phố La Nam, thầm nghĩ các anh sao lại chọc vào Bí thư Vương, bây giờ Bí thư Vương rõ ràng cũng không phải chỉ ăn vào một hạng mục đường sắt mân cô mà thôi. Bí thư Vương cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ cùng đi với anh. Nhan Sĩ Tắc siết chặt nắm đấm rồi dùng giọng khẳng định nói. Vương Tử Quân cười cười nhìn gương mặt của Nhan Sĩ Tắc, hắn cầm bình trà châm nước cho đối phương. Hắn đã có tính toán với tình huống người này dựa vào mình, không những đề bạt, còn đề bạt cho thật tốt. Đừng nói là bây giờ Nhan Sĩ Tắc ra tay trợ giúp rất tốt, dù đối phương không có năng lực thì cũng phải đề bạt cho tốt. Ngàn vàng mua xương ngựa, hắn là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, chỉ có thể ném cho người theo mình hy vọng thật tốt, như thế người đi theo hắn mới ngày càng nhiều hơn. Nhan Sĩ Tắc rất may mắn được Vương Tử Quân xem là đống xương ngựa cần bỏ ra nhiều tiền để mua về. Khương Mộ Đông từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài, hắn dùng nước lạnh rửa mặt, khi nước lạnh như băng tiếp xúc với mặt thì một cảm giác đau rát vẫn ngập tràn trong lòng. Tuy nó không quá rõ ràng thế nhưng cảm giác như vậy lại căn bản khó thể tiêu tán được. Vương Tử Quân, mày chờ đó cho ông, chỉ cần ông còn ngồi ở đây, thành phố La Nam chúng mày đừng hòng mơ có được đường sắt. Khương Mộ Đông thầm cho ra ý nghĩ ác độc, hắn dùng khăn mặt rửa mặt, sau đó đi đến phòng làm việc của mình. Khương Mộ Đông là cục trưởng cục đường sắt, hắn có một gian phòng làm việc của mình trong khu văn phòng uy nghiêm này. Sau khi khóa cửa phòng làm việc, hắn lấy một chiếc khăn nhỏ từ dưới ngăn kéo bàn làm việc ra, lại lấy ra một hộp thuốc mỡ bôi lên mặt mình. Cảm giác đau rát khi thoa thuốc mỡ liên tục kích thích thần kinh của Khương Mộ Đông, thế nhưng hắn lại cắn răng chịu đựng. Dù sao thì đây cũng là thuốc của nước ngoài, có thể nói là rất có tác dụng, chưa nói đến những thứ khác, khi thoa thuốc lên mặt thì cảm giác đau đớn cũng giảm đi hơn phân nửa. Khi cảm giác đau đớn chậm rãi tiêu tán thì Khương Mộ Đông cảm thấy mặt mình đã giảm sưng, trong gương xuất hiện một gương mặt uy nghiêm cũng làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Khương Mộ Đông bỏ chiếc gương vào trong ngăn kéo bàn làm việc, hắn lại trở thành một lãnh đạo uy nghiêm trong đơn vị của mình. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, sau đó dọn dẹp sạch sẽ và rời khỏi phòng làm việc. Khương Mộ Đông đi thang máy lên 2 tầng, hắn đi đến tầng 8. Thỉnh thoảng hắn gật đầu với vài vị đồng sự đi qua bên cạnh, cũng nói vài câu vui đùa không ảnh hưởng đến toàn cục với vài người có thân phận tương đồng với mình. Khương Mộ Đông đi đến một phòng làm việc có ghi tấm biển phó bộ trưởng, hắn chú ý sửa sang lại trang phục của mình rồi chuẩn bị vươn tay gõ cửa. Nhưng khi tay hắn chuẩn bị gõ lên cánh cửa phòng dày cộp nặng nề, hắn chợt thu tay lại. Khương Mộ Đông khẽ sờ tay lên mặt, sau đó mới bắt đầu gõ cửa. Hắn gõ 2 lần rồi dừng, sau đó chợt nghe thấy một âm thanh uy nghiêm. Vào đi. Chương 637, năm vết thương không chịu nổi. Khương Mộ Đông đi vào phòng làm việc rộng lớn, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, hắn nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc rồi nói. Bộ trưởng Lam. Người đàn ông kia đang xem xét văn kiện, hắn nghe thấy Khương Mộ Đông lên tiếng, thế là đặt văn kiện trong tay xuống, sau đó cười nói. Mộ Đông đấy à, ngồi đi. Khương Mộ Đông cũng không phải là lần đầu tiên đến phòng làm việc này, nhưng mỗi lần đến đều tỏ ra cực kỳ tôn kính vị lãnh đạo nơi đây. Dù sao hắn có thể đánh bại tất cả các đối thủ để tiến lên vị trí ngày hôm nay cũng là nhờ vào công lao của vị lãnh đạo này. Khương Mộ Đông ngồi xuống đối diện với bàn làm việc của lãnh đạo. Hắn hỏi han vài câu rồi khẽ nói. Bộ trưởng Lam, tuyến đường sắt Mân Cô đã được xác định, ngài có chỉ thị gì không? Bộ trưởng Lam trầm ngâm giây lát, sau đó dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Khương Mộ Đông rồi nói. Mộ Đông, cậu làm việc thì tôi yên tâm. Khương Mộ Đông nghe thấy lãnh đạo đánh giá như vậy thì giống như xương cốt của mình nhẹ đi khá nhiều, dù sao đây cũng là đánh giá cao nhất, những người được lãnh đạo tỏ ra yên tâm đều là tâm phúc cả. Cảm ơn bộ trưởng đã tín nhiệm tôi. Tôi sẽ nhất định càng thêm cố gắng, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Tuy người ngồi sau bàn làm việc kia không lớn tuổi hơn Khương Mộ Đông quá nhiều,
thế nhưng Khương Mộ Đông vẫn rất cung kính. Bộ trưởng Lam cười cười, hắn duỗi bàn tay khẽ vỗ lên vai Khương Mộ Đông, sau đó cười nói. Cậu làm rất tốt. Khi Khương Mộ Đông từ trong gian phòng đầy quyền lực kia đi ra, hắn vẫn nghĩ về lời nói của Bộ trưởng Lam, nghĩ đến ý nghĩa của câu nói làm rất tốt của lãnh đạo. Hắn càng nghĩ đến những tin đồn đang bùng phát trong đơn vị, đó chính là vị lãnh đạo này sắp được đề bạt. Cục trưởng Khương, người của thành phố La Nam lại đến nữa rồi. Khi Khương Mộ Đông đang bay bổng đi về phòng làm việc của mình, một tên cán bộ hơn 20 tuổi khẽ đi đến trước mặt hắn và mỉm cười nói. Sự kiện Khương Mộ Đông không nể mặt và đuổi vị bí thư thị ủy thành phố La Nam ra khỏi cổng đã truyền khắp đơn vị, tên thanh niên này lại chính là một cán bộ thuộc ban tiếp đãi. Khương Mộ Đông nhìn nụ cười nịnh nọt trên mặt đối phương, hắn chợt có một cảm giác thoải mái đến cực điểm. Lại đến nữa sao, người đến là ai, nếu như là những người khác thì gạt bọn họ ra một ngày, nếu bọn họ có thời gian thì cứ cho bọn họ chờ thoải mái. Khương Mộ Đông khẽ vung tay lên dùng giọng thản nhiên nói. Khi hắn mở miệng thì cảm thấy giọng điệu của mình rất giống như của Bộ trưởng Lam. Tên cán bộ thanh niên kia cười cười nói. Cục trưởng Khương, lúc này có khá nhiều người đi đến, dẫn đầu là tên bí thư họ Vương kia. Khương Mộ Đông nghe thấy Vương Tử Quân lại đến thì trong mắt lóe lên vài phần hưng phấn, hắn xoa xoa hai bàn tay nói. Nếu người ta đã đến đây thì tôi sẽ đi gặp mặt. Tuy nói là đi gặp mặt Vương Tử Quân, thế nhưng Khương Mộ Đông vẫn ngồi lì trong phòng làm việc cả giờ đồng hồ. Cuối cùng mới lảo đảo đi về phía phòng khách. Khi đẩy cửa phòng khách, Khương Mộ Đông thấy tên khốn mà mình chán ghét ngồi ở phía bên kia, nhưng đối phương lại đang bình thản uống trà, không chút nôn nóng. Bên cạnh Vương Tử Quân còn có một người đang cầm bút ghi chép chép. Người này đang làm gì vậy? Khương Mộ Đông vốn đang cảm thấy rất sảng khoái, lúc này hai mắt chợt híp lại. Chủ tịch Hà, cứ làm như vậy. Vương Tử Quân nói xong thì lơ đãng quay đầu. Hắn mới thấy Khương Mộ Đông đi đến, vậy là cười nói. Cục trưởng Khương, vì không biết anh khi nào mới đến nên chúng tôi tận dụng thời gian tổ chức họp ngay ở chỗ này. Hừ, chạy đến Bộ Giao thông Vận tải để họp, anh cho rằng đây là nơi nào? Tuy Khương Mộ Đông cảm thấy rất không thoải mái nhưng vẫn cố gắng áp chế cơn giận trong lòng, hắn tự nhủ mặc kệ tên khốn kia có làm gì thì hạng mục đường sắt Mân Cô cũng không bao giờ vào tay thành phố La Nam. Bí thư Vương, anh thật sự là chăm chỉ công tác. Sau khi nói một câu ôn hòa thì Khương Mộ Đông ngồi xuống cực kỳ tiêu sái trước mặt Vương Tử Quân, trên miệng là nụ cười nhạt. Không biết lần này Bí Thư Vương đến đây là có chuyện gì? Khương Mộ Đông nói xong thì khẽ dựa lưng lên ghế, một dạng ưu việt hơn người, tất cả đều thể hiện cực kỳ đẹp đẽ trên người hắn. Dù hắn và Vương Tử Quân cùng cấp với nhau, thế nhưng người ta đang cầu cạnh mình nên có ý nghĩa khác biệt. Cục trưởng Khương, hôm nay tôi đến là vì chuyện liên quan đến đường sắt Mân Cô. Đây là một vài tư liệu của thành phố La Nam chúng tôi cảm thấy nếu như vội vàng thay đổi phương án, như vậy sẽ có ảnh hưởng không hay đến đường sắt Mân Cô. Vương Tử Quân đưa phần tư liệu của mình cho Khương Mộ Đông rồi khẽ nói. Khương Mộ Đông tùy ý mở tư liệu ra xem, sau đó hắn chặn lời của Vương Tử Quân lại, dùng giọng nhàn nhạt nói. Bí thư Vương, ý của ngài là công tác của chúng tôi còn cần ngài đến chỉ đạo sao? Tất nhiên là không phải. Chúng tôi chỉ muốn đến nói ra ý kiến của mình cho quý đơn vị mà thôi. Gương mặt Vương Tử Quân rất bình tĩnh, hắn dùng giọng lạnh nhạt nói. Ý kiến sao, Bí Thư Vương, chỉ sợ anh còn chưa biết quá trình công tác của chúng tôi, anh cho rằng chúng tôi xác định phương án là nói đùa sao. Đây là chúng tôi đã thông qua rất nhiều luận chứng khoa học để cho ra quyết định. Tôi nói cho anh biết, tu kiến xây dựng đường sắt dựa trên tổng thể của cả nước. Anh không nên có tư tâm tranh thủ lợi ích về địa phương của mình, đó là tư tưởng không đúng. Anh là một cán bộ, anh cần phải có cái nhìn đại cục, càng phải có ý thức toàn cục. Anh không những là bí thư thành phố La Nam, anh còn là một cán bộ được đảng bồi dưỡng nhiều năm. Nếu anh vì chút ích lợi của thành phố La Nam mà cho ra những hành vi như vậy, rõ ràng làm cho người ta thất vọng. Khương Mộ Đông nói xong những lời như vậy thì cảm thấy rất sảng khoái tinh thần. Loại cảm giác này càng làm cho lỗ chân lông toàn thân hắn hưng phấn như ăn nhân sâm. Hắn mở miệng mắng một tên bí thư thị ủy, hơn nữa lại là người mà chính mình rất chán ghét, loại cảm giác này thật sự rất sướng. Bí thư Vương, tôi không có thời gian nghe những luận điện của anh, đồng thời tôi cũng nói rõ với anh, chúng tôi còn bận rộn công tác, cũng không có thời gian rảnh rỗi ngồi với anh có thể đi được rồi. Khương Mộ Đông nói rồi vung tay lên. Tiểu Trịnh, tiễn các đồng chí ra ngoài. Đồng thời thông báo cho bảo vệ cổng,
hai ngày này tôi không muốn tiếp kiến người của thành phố La Nam. Tên cán bộ trẻ tuổi Tiểu Trịnh đã nghe thấy lời nói của Khương Mộ Đông rất tức giận, hắn cũng chẳng phải chưa từng gặp qua tình huống này. Hắn là người muốn nịnh nọt Khương Mộ Đông, thế cho nên lúc này càng không khách khí nói với nhóm người Vương Tử Quân. Các vị, chúng tôi còn có khách cần tiếp đãi, xin mời. Tuy lời nói có hai chữ xin mời thế nhưng lại không khác gì đuổi đi. Vẻ mặt Hà Khởi Duệ và Kim Điền Lạc chợt biến đổi, khi bọn họ nhìn Bí Thư Vương Tử Quân, chợt thấy Bí Thư Vương nở nụ cười rất vui vẻ. Chương 638 một tôi là người thành phố La Nam, loạn rồi. Khương Mộ Đông đứng bên cạnh cửa sổ khu văn phòng, hắn nhìn Tiểu Trịnh đuổi nhóm người Vương Tử Quân ra ngoài giống như ôn thần, thế là thiếu chút nữa cười thành tiếng. Anh Khương, anh đang nhìn gì mà vui vẻ như vậy? Một người đàn ông trung niên đi qua bên cạnh chợt cười hỏi Khương Mộ Đông. Có vài con chó bị đuổi ra ngoài, nhìn bộ dạng khốn khổ khốn nạn của bọn họ mà cảm thấy thật sự rất sướng. Khương Mộ Đông khẽ vung tay lên cười ha hả nói. Là một nhóm người mà, nào có chó đâu chứ? Đúng là khó hiểu. Người nọ đưa mắt nhìn ra ngoài, thế nhưng lại không phát hiện được điều gì khác thường, không khỏi thầm nghĩ. Khi hai người Khương Mộ Đông đang nói chuyện với nhau, nhóm người Vương Tử Quân đã đi ra đến cổng. Tiểu Trịnh đi theo sau cũng lớn tiếng phân phó bảo vệ cổng. Các anh nhớ kỹ cho tôi, lãnh đạo nói gần đây nếu có người thành phố La Nam đến thì đừng cho bọn họ đi vào lãng phí thời gian. Nói những lời như vậy chẳng khác nào tát lên mặt mình. Hà Khởi Duệ dù biết rõ không còn gì để nói nhưng cũng xấu hổ đỏ mặt tía tai, hắn định mở miệng thì Vương Tử Quân vung tay giữ lại. Đi thôi, chúng ta cũng không phải đến để cãi nhau. Vương Tử Quân dùng giọng hời hợt nói rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Khi vào xe thì Hà Khởi Duệ định nói vài lời phàn nàn với Vương Tử Quân, nhưng hắn còn chưa lên tiếng thì thấy Bí Thư Vương bắt đầu gọi điện thoại, thế là chỉ có thể nuốt cơn tức này xuống bụng. Sĩ Tắc, thế nào rồi? Vương Tử Quân khẽ hỏi đầu dây bên kia. Nhàn Sĩ Tắc chờ điện thoại của Vương Tử Quân đã khá lâu, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân hỏi thì vội vàng trả lời. Bí Thư Vương, đã chuẩn bị xong, bây giờ nhóm Bác Lỗ đang lên xe đi về phía bên kia. Vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, tôi giao cho anh một nhiệm vụ, chút nữa các vị lão gia tử đến, nếu bảo vệ yêu cầu đăng ký, cứ nói là người thành phố La Nam, anh nghe rõ không? Vương Tử Quân khẽ nhìn về phía đám bảo vệ cổng đang đứng rất quy củ, thế là khẽ lên tiếng dặn dò. Nhàn Sĩ Tắc tuy không hiểu thế nhưng lại có một tín nhiệm khó hiểu với Vương Tử Quân, đừng nghĩ Vương Tử Quân còn trẻ mà xem thường, thế nhưng Bí Thư Vương không phải là người lỗ mãng trên quan trường, những gì đã bày mưu nghĩ kế căn bản luôn có đạo lý của mình. Thế là hắn cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng mở miệng nói sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mà Vương Tử Quân giao phó. Hà Khởi Duệ ngồi trong xe không biết Vương Tử Quân phân phó như vậy là có ý gì, hắn vẫn nhịn không hỏi mà chỉ khẽ xin chỉ thị. Bí Thư Vương, kế tiếp chúng ta đi đâu đây? Đi uống trà. Vương Tử Quân nhìn ánh mặt trời chói sáng rồi cười nói. Hôm nay có nửa ngày rảnh rỗi, chúng ta đi uống trà cho vui. Khi Vương Tử Quân kéo Hà Khởi Duệ và Kim Điền Lạc đi uống trà thì một chiếc xe Audi màu đen chạy đến dừng lại vị trí vừa rồi xe của nhóm Bí Thư Vương đã đậu. Lúc này Nhàn Sĩ Tắc đã gặp mặt Lỗ Lão Gia Tử, hắn ngồi trên một chiếc xe Santana đi theo phía sau các vị lãnh đạo lão thành. Khi xe đi vào cổng, bảo vệ đứng ra cản lại, hắn vênh mặt chỉ tấm bảng ở bên ngoài, trên đó có một dòng chữ lớn, xe từ bên ngoài đến không được chạy vào. Lái xe là người đi theo Lỗ Lão Gia Tử nhiều năm. Hắn định lên tiếng thì Lỗ Lão Gia Tử đã cản lại. Lão khẽ nhìn về phía ba ông lão ngồi phía sau nói. Người ta không cho chạy xe vào, như vậy chúng ta đi bộ vài bước cho đỡ mỏi chân. Lỗ Lão Gia Tử lên tiếng, bốn người xuống xe, mà Nhan Sĩ Tắc ngồi ở chiếc Santana phía sau cũng vội vàng đi xuống. Bảo vệ thấy bốn ông lão ăn mặc trang phục người già, hắn cũng không quá quan tâm, hắn hỏi theo đúng phép. Các vị đến từ đâu? Tìm ai ở đây? Nhàn Sĩ Tắc xuống xe vẫn nhớ lời dặn của Vương Tử Quân, lúc này nghe thấy tên bảo vệ hỏi thì tranh thủ thời gian đáp. Chúng tôi là người đến từ thành phố La Nam, đến để gặp Bộ trưởng Chu. Đám bảo vệ cổng vốn còn treo nụ cười máy móc, lúc này vừa nghe thấy là người đến từ thành phố La Nam, thế là vẻ mặt chợt trở nên lạnh lẽo. Bọn họ là bảo vệ của đơn vị, bọn họ biết rõ sự chênh lệch của mình và Cục trưởng Khương, đối với Sơn Bắc thì Cục trưởng Khương là người cao cao tại thượng, là người có thể đuổi việc bọn họ. Những người đến đơn vị chạy quan hệ thường phải nhìn vào vẻ mặt của Cục trưởng Khương. Vì thế mà tên bảo vệ cầm đầu cười lạnh một tiếng,
sau đó dùng giọng không thèm quan tâm nói. À, đến từ thành phố La Nam sao? Vậy thì xin lỗi, lãnh đạo không rảnh, các người cũng không cần phải đi vào. Nhan Sĩ Tắc vừa định lên tiếng thì Lỗ lão gia tử ở bên cạnh đã mở miệng. Đứa bé này nói kiểu gì vậy? Đây là đơn vị của quốc gia, cậu dựa vào cái gì mà không cho người của thành phố La Nam đi vào? Lỗ lão gia tử là người rời khỏi quê hương từ rất lâu, thế nhưng trong lòng vẫn lưu luyến tình cảm và vinh dự của con người thành phố La Nam, không thể không quan tâm cho được. Lúc này nghe thấy tiểu tử bảo vệ kia dùng giọng không quan tâm không sợ hãi không cho người thành phố La Nam đi vào, điều này không khỏi làm cho Lỗ lão gia tử chợt nổi giận. Người làm bảo vệ cũng có niềm kiêu ngạo của riêng mình, hơn nữa bây giờ đã xác định được thân phận của đối phương, bọn họ càng không xem ra gì. Vì không cho người của thành phố La Nam đi vào chính là chỉ thị của Cục trưởng Khương, thế cho nên bọn họ càng thực hiện chỉ thị này một cách thuần thục hơn. Không cho vào là không cho vào, nói nhiều làm gì. Đừng đứng đây cản đường, đây là trọng địa văn phòng, các người đi chỗ khác đi. Tên bảo vệ đứng đầu chợt vung tay lên muốn đuổi người. Đứa bé này đúng là không hiểu chuyện, tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không nói cho rõ ràng thì đám người chúng tôi sẽ đứng chắn ở cổng này. Lỗ Tiền Tiến cũng rất tức giận, lão cười hì hì trực tiếp đứng ngay ngoài cổng. Tên bảo vệ thấy Lỗ lão gia tử là người tóc bạc trắng, thế là thu hồi bàn tay đang định vươn ra giữ lấy người Lỗ lão gia tử. Nhưng hắn cũng không nhượng bộ, hắn dùng giọng chân thật đáng tin nói. Lão đồng chí, ngài cũng đừng cưỡng cầu làm gì, nếu ngài đứng chắn trước cổng đơn vị chúng tôi, như vậy tôi sẽ báo cảnh sát. Đến lúc đó các người bị xử phạt vì gây rối trật tự đơn vị xử lý công thì cũng đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Ông bạn già, hắn rõ ràng là uy hiếp anh, nếu anh không dám thì lui ra, để tôi tiến lên cho. Một ông lão đứng sau lưng Lỗ lão gia tử chợt dùng giọng tức giận trêu chọc. Có gì mà không dám, năm xưa ông đây còn đi dưới mưa bom lửa đạn. Có gì phải sợ mấy thằng oát con này? Chỉ sợ anh chịu mới không dám, anh đứng đó mà xem tôi có dám không? Lỗ lão gia tử bị Triệu lão ở phía sau kích thích, thế là nhanh chóng bộc lộ tính cách của mình. Lão vừa nói vừa đặt mông ngồi ngay giữa cổng, đúng lúc này có một chiếc xe từ phía trong đi ra. Chương 638-2, tôi là người thành phố La Nam, loạn rồi. Thấy có người cản ngay ngoài cổng thì xe nhanh chóng dừng lại. Một người đàn ông trung niên mặc chế phục thấy xe dừng lại thì nhanh chóng chạy ra khỏi phòng trực ban, hắn nhìn chiếc xe bị ngăn trở, lại nhìn Lỗ lão gia tử ngồi ngoài cổng, thế là vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đội trưởng Mã, những người này đến từ thành phố La Nam, vừa rồi lãnh đạo nói không cho người của thành phố La Nam vào đơn vị, bây giờ bọn họ không nghe, muốn chặn cổng của chúng ta. Tên bảo vệ vừa rồi nói chuyện với Lỗ lão gia tử chợt lớn tiếng báo cáo với người đàn ông trung niên. Lúc này tiếng còi xe hơi vang lên liên tục, tên đội trưởng đội bảo vệ nhìn thoáng qua chiếc xe, hắn trầm ngâm giây lát rồi nở nụ cười nói. Các người đưa các cụ đi vào ngồi nghỉ một lát rồi nói sau. Sau nhiều năm công tác với nhau thì đám bảo vệ rất hiểu ý của đội trưởng, bây giờ vừa nghe thấy đội trưởng ra lệnh thì hai tên bảo vệ thanh niên nhanh chóng đi về phía Lỗ lão gia tử. Nhan Sĩ Tắc thấy sự việc diễn ra như vậy thì chợt hiểu vì sao Bí Thư Vương nói mình khai báo là người của thành phố La Nam. Nhưng lúc này hắn cũng không có nhiều thời gian suy xét ý nghĩ của Bí Thư Vương, hắn tranh thủ chạy đến. Dù thế nào cũng không thể cho đám bảo vệ đụng vào các vị lão gia tử ở đây, vì bọn họ chính là những người được nhà nước bảo vệ đặc biệt, nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra thì hắn thật sự không gánh được trách nhiệm. Nhưng hắn còn chưa kịp chạy đến thì lái xe của Lỗ lão gia tử đã nhanh chóng đi đến bên cạnh, khi những tên bảo vệ kia còn chưa kịp phản ứng, tên lái xe đã vung tay giữ lấy bọn họ như bắt gà. Sau đó ném ra té lăn trên mặt đất. Có câu thế này, có người thì có giang hồ sẽ có anh em huynh đệ, dù đây chỉ là một đội cảnh sát nho nhỏ làm công tác bảo vệ đơn vị, thế nhưng giữa mọi người với nhau vẫn được bồi dưỡng ý nghĩ giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Tên đội trưởng đội bảo vệ thấy đồng bọn của mình bị đánh ngã lăn ra đất, vẻ mặt hắn chợt biến đổi, kinh nghiệm công tác nhiều năm làm hắn gào lên. Tên kia đánh người, anh em xông lên bắt lấy đưa đến đồn công an như... Thật ra tên đội trưởng hét lên như vậy chỉ là ngụy trang mà thôi, điều hắn thật sự muốn làm chính là ỷ mình người đông thế mạnh để chuẩn bị đánh cho tên lái xe kia một trận no đòn. Anh em của mình bị đánh mà không ra mặt, như vậy sau này sẽ bị đám thủ hạ coi thường, căn bản không thể nào sai bảo được nữa. Vì có anh em ngã xuống nên đám bảo vệ nhanh chóng chạy đến, bọn họ cũng nghe và hiểu rõ ý nghĩ của lãnh đạo, ngoài miệng nói bắt đối phương đưa đến đồn công an,
thế nhưng bàn tay của mỗi người đều siết chặt xông về phía tên khốn bên kia. Khốn nổi lần này bọn họ tìm nhầm đối tượng, lái xe là một quán quân của đội quan dã chiến, lúc này thật sự phát huy tác dụng của mình. Hắn liên tục vung vẫy nắm đấm, đám bảo vệ liên tục ngã xuống đất. Nhưng tên lái xe dùng sức rất hợp lý, sau khi từng tên bảo vệ bị đánh ngã cũng không để lại vết thương gì, chỉ là đau nhức khớp xương mà thôi. Thế nhưng tình huống như vậy làm cho ngoài cổng đơn vị chợt náo loạn, Lỗ lão gia tử chợt nhíu mày. Một lão gia tử không cao hơn Lỗ lão gia tử ở bên cạnh bao nhiêu chợt trầm giọng nói. Anh Lỗ, cũng đừng đùa nữa, lúc này đã loạn rồi, anh mau gọi điện thoại cho Tiểu Chu, để cậu ấy ra đón chúng ta. Lỗ lão gia tử nhếch miệng, trong lòng dù không muốn nhưng vẫn đi đến trước mặt Nhan Sĩ Tắc trầm giọng nói. Cậu gọi điện thoại cho tôi. Nhan Sĩ Tắc nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt, thật sự cảm thấy giống như mình đang nằm mơ. Thế nhưng dù sao hắn cũng là bí thư huyện ủy, cũng từng chèo chống nhiều sự việc lớn nhỏ, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bấm số điện thoại gọi đi. Chào anh, xin hỏi anh tìm ai? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng điệu rất lễ phép. Nhan Sĩ Tắc nghe thấy giọng nói như vậy thì khẽ chặn lại. Chào anh, tôi là lái xe của thủ trưởng Lỗ Tiền Tiến, thủ trưởng muốn lãnh đạo của anh tiếp điện thoại. Nhan Sĩ Tắc nói xong những lời này thì thấy Lỗ Tiền Tiến mỉm cười nhìn mình, thế là hắn nhanh chóng đưa điện thoại cho Lỗ lão gia tử. Hắn đưa điện thoại mà giống như vứt bỏ một củ khoai lang nóng ra khỏi tay vậy. Lỗ lão gia tử tiếp nhận điện thoại, sau đó lão thản nhiên nói. Alo, tôi là Lỗ Tiền Tiến, tôi đang ở chỗ nào sao? Ở trước cổng đơn vị của anh chứ chỗ nào? Cái gì, tôi nói đùa với anh sao? Tiểu Chu, tôi cũng đã lớn tuổi rồi, cũng không có tâm tư nói đùa nữa. Tôi nói cho anh biết, Tiểu Hàn đã ra tay với đám bảo vệ trước cổng đơn vị của anh rồi. Lỗ lão gia tử nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Tình huống bạo động ngoài cổng nhanh chóng kinh động khu văn phòng bên trong, Khương Mộ Đông cùng Bộ trưởng Lam đi xuống lầu, khi thấy ngoài cổng chợt rối loạn thì đưa mắt nhìn Bộ trưởng Lam. Khương Mộ Đông chợt thấy Bộ trưởng Lam khẽ nhíu mày một cái. Khương Mộ Đông cảm thấy mình là tâm phúc của lãnh đạo, hắn cần phải cẩn thận, chu đáo, kiên nhẫn, là người truyền lời, là người phát ngôn của lãnh đạo. Là một cấp dưới hợp cách thì phải làm cho tốt, hoàn nữa phải nắm giữ tốt ý đồ và tâm lý của lãnh đạo. Khương Mộ Đông rõ ràng là một người như vậy, đừng nói lúc này trời đang nóng, chỉ cần Bộ trưởng Lam nhảy mũi một cái, hắn sẽ nói là trời lạnh, sẽ khoác thêm vài lớp áo cho lãnh đạo. Bộ trưởng Lam, xem ra văn phòng cũng nên chỉnh đốn lại một chút, anh xem, bọn họ công tác không ra thể thống gì. Bộ trưởng Lam khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Thế nhưng Khương Mộ Đông nhìn vào ánh mắt của lãnh đạo, hắn biết mình nói những lời như vậy trúng vào tâm tư của Bộ trưởng Lam. Ai bảo chủ nhiệm văn phòng theo sát lãnh đạo đứng đầu đơn vị, có quan hệ không tốt với Bộ trưởng Lam, bây giờ nếu không tra thuốc nhỏ mắt cho đối phương, như vậy còn đợi đến khi nào nữa? Thật sự không ngờ, Mộ Đông, cậu đi giải quyết cho tôi. Bộ trưởng Lam khẽ vung tay lên với Khương Mộ Đông, sau đó thản nhiên nói. Tuy không phải là phạm vi chức quyền của mình, thế nhưng lãnh đạo có lệnh thì Khương Mộ Đông vẫn không chối từ. Có câu làm công tác không phân biệt trong ngoài. Chỉ cần lãnh đạo có chỉ thị, như vậy anh cứ đề cao tinh thần mà xử lý cho tốt là được. Khương Mộ Đông tiến nhanh về phía trước, hắn nghĩ mình chỉ cần mất vài phút để giải quyết vấn đề lần này. Hắn biết rõ Bộ trưởng Lam rất thích mình, nhưng lãnh đạo vẫn muốn rèn sắt khi còn nóng, rõ ràng là chú trọng tán thưởng những người có năng lực, mà lúc này chính là cơ hội để hắn biểu hiện trước mặt Bộ trưởng Lam. Khương Mộ Đông thầm có tính toán của riêng mình, hắn nhanh chóng đi ra cổng. Hắn đang định quá tháo đám bảo vệ dừng lại. Nhưng khi thấy bốn tên nhân viên bảo vệ toàn thân đầy đất, thế là lời nói vừa định phát ra khỏi miệng lại được nuốt vào bụng. Chương 638 ba tôi là người thành phố La Nam, loạn rồi. Súng là quá mất mặt, bốn năm người đánh không lại một người, lại bị người ta đánh cho lăn lộn, hơn nữa nhìn qua hình như người ta chỉ dùng có một tay mà thôi. Dừng tay lại, các người đang làm gì vậy? Tuy không muốn thế nhưng Khương Mộ Đông vẫn lớn tiếng nói, giọng điệu cực kỳ có khí thế. Bốn tên bảo vệ vốn đã không còn ý chí chiến đấu, bây giờ cần nhất là có người hạ bậc thang cho mình. Bọn họ nghe thấy có người hét lớn như vậy thì căn bản không cần nhìn xem người lên tiếng là ai, cả đám nhanh chóng lui lại. Cục trưởng Khương, bọn họ muốn xông qua cửa, còn đánh người. Tên đội trưởng đội bảo vệ giống như một người vừa bị lăn trên nền đất, thế nhưng toàn thân lại không bị thương, khốn nổi cơ thể đau nhức lại khó thể nào chịu đựng được.
Khi thấy bộ dạng của tên đội trưởng bảo vệ thì Khương Mộ Đông chợt cảm thấy mặt mũi sai lệch, hắn trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra, tại sao người ta xông vào, có phải thái đội của các anh có vấn đề không? Khương Mộ Đông nói ra những lời như vậy thật sự rất hay, có thể nói là một mũi tên trúng hai chim. Không những dựng lên hình tượng của mình trước mặt người ngoài, còn trực tiếp chụp mũ tên đội trưởng đội bảo vệ. Hắn không phải là lãnh đạo trực tiếp của đối phương, bây giờ hắn chụp mũ người này, vị chủ nhiệm văn phòng phụ trách hậu cần không xử lý nghiêm thì khó thể nào phục chúng được. Cục trưởng Khương, không phải thái độ của chúng tôi không tốt, nhưng là bọn họ. Đội trưởng đội bảo vệ cũng không ngốc, hắn chỉ về nhóm Lỗ lão gia tử, sau đó khẽ nói. Bọn họ đều là người thành phố La Nam. Nghe nói đám người kia đến từ thành phố La Nam thì Khương Mộ Đông chợt sững sờ. Hắn hiểu xung đột lần này có liên quan đến mình, tất nhiên phương diện xử lý chuyện này hắn phải nghiêng về phía đám bảo vệ đơn vị. Ai bảo chính hắn cũng là người trong cuộc. Chào đồng chí, chúng tôi đến làm việc với người của đơn vị các ngài. Nhan sĩ tắc thấy Khương Mộ Đông nói chuyện với tên đội trưởng bảo vệ, hắn cảm thấy lãnh đạo của đối phương đã đến, thế là lấy thuốc từ trong túi ra theo thói quen, chuẩn bị mời thuốc lãnh đạo và nói rõ sự việc. Nhưng khi nhan sĩ tắc móc thuốc ra thì Khương Mộ Đông đã lạnh lùng nói. Các người biết rõ đây là chỗ nào không? Dám đến đây gây hấn sao? Đội trưởng Mã, anh liên lạc với đồn công an, để cho bọn họ đến xử lý vụ này. Đồng chí, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhan sĩ tắc dù không đưa thuốc ra nhưng vẫn mở miệng nói. Hiểu lầm, anh cảm thấy đây là hiểu lầm sao? Nếu thật sự là như vậy thì các người đến mà nói với đồn công an ấy. Khương Mộ Đông nói đến đây thì nhìn nhan sĩ tắc. Nhìn dáng vẻ của anh thì rõ ràng là cán bộ nhà nước, chẳng lẽ cán bộ thành phố La Nam là như vậy sao? Thật sự quá mất mặt xấu hổ. Nhóm Lỗ lão gia tử vốn đang chờ người đến tiếp đón, bây giờ nghe được lời của Khương Mộ Đông thì vẻ mặt ai cũng trở nên khó chịu. Khương Mộ Đông rõ ràng đang dùng một cây gậy chọc lật thuyền, vì nhóm người bọn họ đều là cán bộ đi ra từ thành phố La Nam. Tiểu tử cậu nói gì vậy? Làm ơn ăn nói đàng hoàng một chút. Lỗ lão gia tử trừng mắt với Khương Mộ Đông, lão lớn tiếng trách mắng. Với độ tuổi hiện tại của Khương Mộ Đông, nếu có người gọi hắn là tiểu tử thì thật sự coi như là sỉ nhục. Nhưng với độ tuổi của Lỗ lão gia tử gọi như vậy cũng không là vấn đề, dù sao thì độ tuổi của hắn vẫn kém Lỗ lão gia tử rất nhiều. Nhưng Khương Mộ Đông đã coi mình là một nhân vật lớn, hắn nghe được hai chữ tiểu tử thì vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn nhìn thoáng qua Lỗ lão gia tử, hắn cũng không nói gì mà trầm giọng lên tiếng với tên đội trưởng bảo vệ. Tôi thấy vừa rồi ông lão kia cũng là phần tử gây rối, cho các đồng chí cảnh sát đưa luôn về đồn. Anh muốn đưa ai đi? Một âm thanh nhàn nhạt vang lên sau lưng Khương Mộ Đông. Tất nhiên là ông lão này. Khương Mộ Đông thuận miệng nói nửa câu, thế nhưng sau đó giống như có ai nhét rẻ vào miệng, thật sự nửa chữ không nên lời. Ánh mắt của hắn lúc này cực kỳ hoảng sợ nhìn một người đứng cách đó không xa. Bộ trưởng Chu, là lãnh đạo đứng đầu đơn vị. Lúc này bên trái bộ trưởng Chu là bộ trưởng Lam, bên phải chính là vị chủ nhiệm văn phòng mà Khương Mộ Đông vừa rồi muốn tra thuốc nhỏ mắt. Bộ trưởng Chu, có người gây rối trước cổng đơn vị, tôi phụng mệnh xử lý. Khương Mộ Đông là một cán bộ công tác lâu năm trong đơn vị, hắn là người có năng lực ứng biến rất mạnh mẽ. Vì vậy khi đưa mắt nhìn thấy bộ trưởng Chu thì hắn không những nhanh chóng giải thích, hắn còn nháy mắt với bộ trưởng Lam, tỏ ý nhờ bộ trưởng Lam giúp đỡ mình một chút. Nhưng những hành vi của hắn cuối cùng cũng bị chứng thực là làm không công, bộ trưởng Lam đứng bên cạnh bộ trưởng Chu giống như một pho tượng Phật, đứng yên ngay ngắn không nói một lời. Động tác sau đó của bộ trưởng Chu lại làm cho hy vọng trong lòng hắn nhanh chóng tan thành mây khói. Lão quân đoàn trưởng, trước khi đến ngài cũng không gọi điện thoại cho tôi, thế cho nên cũng không thể nhanh chóng đi ra đón ngài được. Bộ trưởng Chu căn bản không nghe lời giải thích của Khương Mộ Đông, hắn vừa nói vừa đi về phía trước nhiệt tình đón chào Lỗ Tiền Tiến. Đám người chung quanh nhìn thấy lãnh đạo đơn vị mình gần đây cực kỳ trầm ổn thế nhưng bây giờ lại tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, vậy là kẻ nào cũng trở nên trầm mặc. Ôi, tôi cũng không dám làm phiền cậu đến đón tiếp. Hi hi, Tiểu Chu, cậu có phải có ý gì với một ông lão như tôi không? Tôi hỏi cậu, chỗ này của cậu vì sao không cho người của thành phố La Nam chúng tôi tiến vào? Lỗ lão gia tử vừa nói vừa vung tay. Cổng đơn vị của cậu quá quý giá, chúng tôi về thôi. Tuy tiếp nhận ánh mắt và lời nói lạnh lẽo của Lỗ lão gia tử thế nhưng bộ trưởng Chu lại tuyệt đối không sốt ruột, hắn cười hì hì kéo tay Lỗ lão gia tử rồi nói. Lão thủ trưởng, đây tuyệt đối là một hiểu lầm,
cái gì mà không cho người của thành phố La Nam đi vào. Cho dù ngài có cho tôi ba lá gan, tôi cũng không dám nói ra những lời như vậy. Khi tham gia quân ngũ tôi đã thấy cậu không có gì tốt, cậu không dám nói nhưng lại dám làm sao? Nếu không thì trụ tử sao lại phát sinh xung đột với bọn họ? Cậu hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lỗ lão gia tử chỉ về phía viên lái xe đứng sau lưng mình rồi nói tiếp. Cậu hỏi bọn họ xem đám lão già chúng tôi có nói dối không? Vẻ mặt bộ trưởng Chu chợt trầm xuống, hắn biết rõ thủ trưởng của mình tuy thích nói đùa nhưng một số việc lại không dễ lừa gạt cho qua được. Bây giờ sự việc này xảy ra, không khỏi làm cho gương mặt vốn không bao giờ biểu hiện vui buồn của hắn nhanh chóng trở nên khó nhìn. Chuyện gì xảy ra? Bộ trưởng Chu cũng không hỏi Khương Mộ Đông, hắn hỏi viên đội trưởng đội bảo vệ. Chương 638 4 tôi là người thành phố La Nam, loạn rồi. Nếu so sánh với cục trưởng Khương thì vị đội trưởng đội bảo vệ thật sự thua kém quá xa, lúc này hắn đứng trước mắt bộ trưởng Chu, hắn biết mình gây ra họa lớn, thật sự hối hận muốn chết đi được. Hắn thầm trách hôm nay sao mình ngu ngốc như vậy, xảy ra xung đột với lão lãnh đạo của bộ trưởng, những chuyện thế này xảy ra thì đám tiểu nhân vật như bọn họ sao có thể gánh được. Tên đội trưởng bảo vệ đưa mắt nhìn Khương Mộ Đông, hắn giống như tìm được cỏ cây cứu mạng, thế là nói. Bộ trưởng Chu, đây không phải là tôi nói, là cục trưởng Khương ra chỉ thị không cho phép người thành phố La Nam đi vào đơn vị. Lúc này Khương Mộ Đông thật sự rất muốn tìm một lỗ hổng để nhảy vào, để không cho người nào thấy được mình. Sau khi nghe bộ trưởng Chu gọi Lỗ lão gia tử là lão quân đoàn trưởng thì hắn biết sự việc thật sự phát triển theo chiều hướng xấu, nhưng hắn cũng không ngờ sự việc phát triển đến tình trạng hiện tại. Khương Mộ Đông chẳng qua chỉ muốn làm nhục Vương Tử Quân mà thôi, sao lại trùng hợp như vậy, lại có vài vị lão gia tử đến đây, hơn nữa bọn họ còn là lãnh đạo của bộ trưởng. Chưa nói đến tình huống Lỗ lão gia tử bên kia mở miệng phản ánh, dù các lão gia tử bên kia không nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị phê bình cực kỳ nghiêm khắc. Khương Mộ Đông thấy từng ánh mắt nhìn về phía mình mà chợt cảm thấy phát run, hắn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía bộ trưởng Lam, chợt thấy bộ trưởng Lam đang cười ha hả an ủi Lỗ lão gia tử. Lão quân đoàn trưởng, các vị lãnh đạo, chỗ này không thích hợp nói chuyện, chúng ta vào trong nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Bộ trưởng Chu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nở nụ cười nịnh nọt tiến lên dìu Lỗ lão gia tử đi vào trong khu văn phòng Bộ Giao thông Vận tải. Khương Mộ Đông nhìn thấy từng người đi qua bên cạnh mình mà không khỏi cảm thấy trái tim lạnh lẽo, hắn biết rõ lần này mình xem như vấp ngã nặng nề. Vừa rồi hắn lên tiếng chỉ thị bảo vệ cổng không cho người của thành phố La Nam đi vào đơn vị, không ngờ còn chưa dứt lời thì nhóm lão gia tử kia đã đi đến, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nếu như không phải là trùng hợp thì rõ ràng có người đang tính toán Khương Mộ Đông, hắn nghĩ đến vị bí thư thị ủy với gương mặt tràn đầy nụ cười, dù mình châm chọc khiêu khích thế nào cũng không nổi giận. Hắn thật sự cảm thấy mình ngu như heo. Người ta sở dĩ không ra tay đánh trả mình, không mắng mình, đó không phải là đang đến cầu cạnh mình, rõ ràng là đang mong chờ mình làm nặng tay hơn. Này, huynh đệ! Khi Nhan Sĩ Tắc đi qua bên cạnh thì Khương Mộ Đông dùng giọng khô cứng nói. Nhan Sĩ Tắc nhìn Khương Mộ Đông, vừa rồi người này còn tỏ ra ngạo nghễ không xem ai ra gì, thế nhưng bây giờ lại mở miệng xưng anh em huynh đệ với mình. Hắn trầm ngâm giây lát rồi mới dùng giọng âm u nói. Hình như tuổi của tôi lớn hơn anh thì phải. Đúng vậy, đại ca, mong anh đại nhân đại lượng, chuyện này. Khương Mộ Đông giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, hắn lớn tiếng nói với Nhan Sĩ Tắc. Thế nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì phía sau có người nói. Cục trưởng Khương, Bộ trưởng Chu mời anh đến phòng làm việc một chuyến. Khương Mộ Đông xoay người thì thấy vị chủ nhiệm văn phòng đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo. Tuy không nhìn ra vấn đề gì trong mắt đối phương, thế nhưng Khương Mộ Đông biết rõ đối phương bây giờ đang rất hả hê. Khương Mộ Đông cảm thấy giống như mình đang dẫm chân lên đống bông, cũng không biết mình đã đi lên lầu như thế nào. Sau khi lên lầu thì hắn chợt nghe thấy một giọng cười hì hì của một người nổi tiếng nghiêm túc là Bộ trưởng Chu. Lão quân đoàn trưởng, ngài cứ trách mắng thoải mái, dù tôi đi đến đâu thì cũng là lính của ngài mà thôi. Lỗ Tiền Tiến còn chưa kịp nói gì thì Bộ trưởng Lam đã lên tiếng. Lão lãnh đạo, Bộ trưởng chúng tôi thật sự nói những lời tâm huyết, một tháng anh ấy cũng phải vài lần nói về kinh nghiệm quý giá của mình khi công tác bên cạnh ngài. Nếu so sánh với bầu không khí nhiệt liệt trong phòng thì Khương Mộ Đông cảm thấy mình giống như bước vào mùa đông. Khi hắn đang trần chờ chuẩn bị gõ cửa, chợt nghe thấy âm thanh giống như người ta dùng quải trượng đập vào vật cứng gì đó. Cậu Chu, cậu cũng đừng nói như vậy với tôi,
nếu cậu đã như vậy tôi cũng mở miệng cầu cậu một việc. Âm thanh của Lỗ Tiền Tiến vang lên trong phòng có vẻ cực kỳ vang dội. Lão quân đoàn trưởng, xem ngài nói kìa, chỉ cần nằm trong phạm vi cho phép, ngài nói thế nào tôi cũng sẽ chấp hành. Bộ trưởng Chu vừa nói vừa nâng ly trà đến đặt trước mặt Lỗ lão gia tử. Lỗ Tiền Tiến nâng ly trà nhấp một ngụm, sau đó trầm giọng nói. Bộ trưởng Chu, tôi hỏi cậu một việc, cậu có phải có ý kiến gì với thành phố La Nam chúng tôi không? Nếu không thì vì sao một hạng mục đường sắt Mân Cô được khảo sát hơn một năm đã quyết định đi qua thành phố La Nam, thế nhưng bây giờ lại cắt sang cho thành phố khác? Lỗ lão gia tử nói đến đây thì gõ quải trượng lên bàn nói. Trong sự việc này rốt cuộc có tình huống gì, cậu nói cho tôi hiểu rõ ràng xem. Vẻ mặt bộ trưởng Chu chợt trở nên ngưng trọng, hắn tuy rất tôn trọng lãnh đạo thế nhưng vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc trong lúc công tác. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Lão lãnh đạo, tôi sẽ tra xét nguyên nhân của sự việc này, nếu như là thay đổi theo bình thường thì thật sự không có biện pháp nào khác, nếu như có người động tay động chân, tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời rõ ràng. Bộ trưởng Chu nói những lời chém đinh chặt sắt, những lời này truyền vào tai làm hai chân Khương Mộ Đông chợt mềm nhũn. Nếu như không phải bàn tay luôn chống lên tường, chỉ sợ đã ngã lăn ra đất. Khương Mộ Đông chống tay lên tường nhìn thấy vài người trong phòng qua khe hở của cánh cửa, trong lòng càng thêm bi ai. Bộ trưởng Chu, nhóm ông lão chúng tôi đến chỗ cậu chủ yếu là để cho ra ý kiến nhắc nhở mà thôi, chúng tôi tuy đã về hưu, thế nhưng vẫn còn quyền lợi của đảng viên, cậu nói xem có đúng không? Triệu lão nghe thấy bộ trưởng Chu nói lời đảm bảo thì khẽ gõ quải trượng trong tay rồi nở nụ cười nói. Triệu lão nói như vậy thì những người khác cũng nở nụ cười, ông lão vừa rồi cản Lỗ lão gia tử chặn cổng bộ giao thông vận tải cũng lên tiếng. Chúng ta đến để cho ra ý kiến, dù sao thì chúng ta đều là người đến từ thành phố La Nam, ai cũng muốn ngồi xe lửa về nhà một chuyến, kế hoạch của các anh năm ngoái thật sự cho chúng tôi thấy được hy vọng, thế nhưng hạng mục được khảo sát một năm qua lại thay đổi, thật sự không còn gì. Ông lão nói đến đây thì cầm chặt lấy quải trượng dùng giọng kích động nói. Xem ra nguyện vọng cả đời tôi không thực hiện được, đúng là ôm hận cả đời. Chương 638 năm tôi là người thành phố La Nam, loạn rồi. Bộ trưởng Chu nghe vị lão gia tử kia nói như vậy thì thật sự rất lưu tâm, vì ông cụ này tuy đã về hưu thế nhưng bây giờ lại nói ra một câu ôm hận cả đời, tất cả đều rơi lên đầu mình. Nếu thứ này rơi lên người mình, sau này thanh danh khó thể cứu chữa được. Bộ trưởng Chu còn chưa kịp mở miệng thì có một ông lão khác dùng giọng ung dung nói. Này anh Tú Tài, không phải anh là người có học vấn cao sao, anh yên tâm, biết đâu đến ngày nào đó Bộ trưởng Chu sẽ dùng xe lửa đưa anh đi lần cuối. Những giọt mồ hôi vã trên mặt Bộ trưởng Chu, bây giờ hắn hận không thể bóp chết tên khốn đã cho ra phương án sửa đổi hạng mục đường sắt của thành phố La Nam. Hắn nhìn bốn ông lão cầm quải trượng trong tay, thế là da đầu chợt run lên. Các vị lãnh đạo cứ yên tâm, chút nữa sẽ nhanh chóng có kết quả điều tra. Bộ trưởng Chu lau mồ hôi. Sau đó trầm giọng nói với Bộ trưởng Lam ở bên cạnh. Anh Lam, anh xem có chuyện gì xảy ra vậy? Khương Mộ Đông kia sao còn chưa đến nữa? Khương Mộ Đông thật ra đã đến bên cửa thế nhưng bàn chân lại không nghe lời sai khiến. Lúc này hắn nghe thấy Bộ trưởng Chu nói đến mình thì trái tim chợt nhảy lên họng, nhưng trong lòng lại không khỏi sinh ra chút hy vọng. Còn có Bộ trưởng Lam, chỉ cần Bộ trưởng Lam nói tốt cho mình, như vậy dù bị lột một tầng da thì vẫn không có vấn đề gì. Đáng tiếc là Khương Mộ Đông không nghe thấy Bộ trưởng Lam biện hộ cho mình, chỉ nghe thấy một âm thanh làm trái tim nguội lạnh. Tôi cũng muốn xem đồng chí Khương Mộ Đông kia đang làm thế nào, anh ấy nắm giữ khối công tác này, vì sao lại thay đổi tuyến đường, sao lại không báo cáo cho tôi một tiếng. Khương Mộ Đông nghe được những lời như vậy mà nhanh chóng hiểu rõ tình huống mình sắp đối mặt. Khương Mộ Đông xem như bị ném bỏ, bị người ta vứt bỏ như đuôi thằn lằn. Lãnh đạo của hắn là người có lợi trong vụ này. Thế nhưng khi sự việc phát sinh vấn đề thì lại vứt bỏ chính mình như thằn lằn đứt đuôi. Làm sao bây giờ? Mình nên làm gì bây giờ? Ồn ào một trận với Bộ trưởng Lam, hay là... Trong đầu Khương Mộ Đông chợt hỗn loạn, lúc này giống như có hàng loạt ánh sao đang lóe sáng trong đầu hắn. Cục trưởng Khương, Bộ trưởng đang chờ anh, sao anh còn chưa đi vào? Khi Khương Mộ Đông đang cảm thấy cực kỳ không yên, đúng lúc này lại nghe được âm thanh của chủ nhiệm văn phòng. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương kéo vào phòng. Khương Mộ Đông đi vào trong phòng làm việc của Bộ trưởng, hắn nhìn về phía bàn làm việc của Bộ trưởng theo thói quen, thế nhưng lúc này hắn cũng không thấy Bộ trưởng ngồi trên ghế, hắn chỉ thấy vị trí đó trống trơn.
Khi Khương Mộ Đông đưa mắt nhìn sang dãy ghế salon, đầu tiên hắn không thấy ghế salon, hắn thấy bốn cây gậy gỗ, lại thấy những bàn tay cầm lấy gậy gỗ. Bốn bàn tay kia tuy thô ráp nhưng lại cực kỳ có lực. Khi ánh mắt Khương Mộ Đông rơi lên người bốn ông lão mặc quân trang, hắn hít vào một hơi thật sâu. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì có người trầm giọng quát. Cục trưởng Khương, anh nói rõ ràng cho bộ trưởng xem có chuyện gì xảy ra, phương án đường sắt Mân Cô đã được quyết định sẵn, bây giờ sao lại sửa đổi? Anh có quyền lợi gì? Sao lại không cho các đồng chí thành phố La Nam đi vào đơn vị? Âm thanh này rất quen thuộc, Khương Mộ Đông nghe âm thanh này mà không khỏi quay đầu, khi hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn xem như chứng thật suy đoán của mình. Khương Mộ Đông hắn xem như đã bị người ta từ bỏ, gương mặt bình thường thân thiết dễ gần của Bộ trưởng Lam đắc biến thành lạnh lẽo như băng, lúc này giống như đang cầm dao đâm vào người hắn. Khương Mộ Đông biết rõ ý nghĩ của Bộ trưởng Lam, đó chính là yêu cầu mình gánh vác trách nhiệm. Hắn thật sự có chút vùng vẫy, thế nhưng khi nhìn bộ dạng sáng giọng và vẻ mặt của Bộ trưởng Lam, cuối cùng hắn cũng cho ra quyết định. Bộ trưởng Chu, Bộ trưởng Lam, hạng mục đường sắt Mân Cô sở dĩ thay đổi tuyến đường cũng là vì suy xét đến phương diện thành phẩm. Thành phố La Nam là vùng núi, nếu như quá cảnh qua La Nam, như vậy sẽ tạo nên thành phẩm giá cao. Khương Mộ Đông giải thích, nhưng hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn hiểu lời giải thích của mình lúc này là mất hết sức lực như thế nào. Con đường đã được xác định, thành phẩm tất nhiên là quan trọng, thế nhưng hắn cũng hiểu có thứ gì quan trọng hơn cả thành phẩm. Anh nói rất hay, đồng chí Khương Mộ Đông, vậy ai cho anh quyền lợi, ai cho anh tùy ý làm bậy? Anh là cán bộ, là đảng viên lão thành của đơn vị, tính kỷ luật tổ chức của anh chạy đi đâu mất rồi. Bộ trưởng Lam nói bằng giọng điệu chém đinh chặt sắt, giọng điệu cực kỳ sắc bén, một câu nói giống như đâm dao vào lồng ngực Khương Mộ Đông. Khương Mộ Đông dùng ánh mắt trầm thấp nhìn Bộ trưởng Lam, hắn không nói lời nào, hắn giống như đã cho ra lựa chọn. Mộ Đông, anh là cán bộ lão thành, anh nên biết chúng ta xây dựng căn cứ vào tổng thể cả nước. Anh là cục trưởng cục đường sắt, anh đã công tác không ít năm, thế nhưng ý thức và ánh mắt đại cục của anh chạy đi đâu mất rồi. Bộ trưởng Chu khẽ gõ gõ lên bàn, giọng điệu có vài phần rét lạnh. Khương Mộ Đông không nói một lời thế nhưng cặp môi run rẩy đã biểu hiện tâm tình quá rõ ràng. Những câu nói của Bộ trưởng Chu thật sự làm hắn cảm thấy buồn cười, vừa rồi hắn còn ở trên lầu dùng giọng hung hăng dạy bảo cho tên bí thư trẻ tuổi kia một bài học, bây giờ lại chính là lãnh đạo trực tiếp của mình mở miệng trách mắng. Còn bà nó, đây không phải là báo ứng sao? Báo ứng xem ra cũng đến rất nhanh. Vì sao anh thông báo cho bảo vệ cổng cấm không cho đồng chí thành phố La Nam đi vào đơn vị? Bộ trưởng Lam tiến lên hai bước, giọng điệu càng thêm khó chịu. Bộ trưởng Lam, là người thành phố La Nam đến đây thật sự không lễ phép, thế cho nên tôi mới. Khương Mộ Đông cảm thấy phương diện này mình có thể biện hộ, thế là khẽ lên tiếng. Anh nói người ta không lễ phép, anh có nhìn vào bệnh tật trên người mình không? Tuy tôi không biết anh gặp mặt người ta như thế nào, thế nhưng tôi cũng đi lên từ vị trí của anh, các đồng chí tuyến dưới đến đây công tác nào có ai không tươi cười, có ai không chú ý. Anh đã kiểm điểm qua chính mình chưa? Đã xem xét lại thái độ của mình chưa? Tổ chức đã đưa anh lên vị trí này, chủ yếu là muốn anh phục vụ, không phải để anh làm quan gia, anh có hiểu không? Bộ trưởng Chu nói đến đây thì nhìn thoáng qua Bộ trưởng Lam, sau đó nhìn về phía Lỗ Tiền Thiến. Lão thủ trưởng, tác phong công tác của đơn vị chúng tôi cần phải được tăng cường, sau sự việc lần này tôi sẽ tiến hành tập trung học tập, sẽ tiến hành hoạt động chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Tiểu Chu, tôi mặc kệ chuyện của đơn vị các cậu, tôi thấy cậu nên xử lý vụ này, tôi thấy biết sai sửa đổi là hay nhất, bây giờ các cậu đã biết sai thì sửa lại cho xong. Lỗ Tiền Tiến cười cười, giọng điệu có vài phần trầm thấp. Lão lãnh đạo cứ yên tâm, hôm nay chúng tôi không những sửa đổi sai lầm, còn để cho đồng chí của mình xin lỗi cán bộ tỉnh Sơn Nam. Bộ trưởng Chu dù sao cũng là lãnh đạo cấp bộ, mở miệng là nói đến tỉnh Sơn Nam. Đừng nói đến đám người tỉnh Sơn Nam. Chuyện này vốn là bọn họ chạy đến đây, thế nhưng lại cho vài người thành phố La Nam đi đến công tác, cậu cứ trực tiếp làm việc với thành phố La Nam là được. Triệu lão gia tử nói đến đây thì khẽ giữ chặt lấy cây quải trượng trong tay. Chương 639, được rồi, cậu chính là người chịu tội thay của tôi. Bộ trưởng Chu nhìn những cây quải trượng của nhóm Lỗ lão gia tử, hắn vội vàng cười nói. Vâng, sẽ xin lỗi với các đồng chí thành phố La Nam. Sẽ lập tức sửa đổi quyết định về tuyến đường sắt Mân Cô. Bộ trưởng Chu nói đến đây thì nhìn về phía Thứ trưởng Lam. Anh Lam,
chuyện này anh phụ trách, phải hoàn thành trong hôm nay. Thứ trưởng Lam sảng khoái đồng ý một tiếng, sau đó trầm giọng nói. Bộ trưởng Chu cứ yên tâm, tôi sẽ nhất định xử lý tốt chuyện này, tuyệt đối sẽ làm cho các đồng chí thành phố La Nam được thỏa mãn. À, đường sắt Mân Cô nhất định phải đẩy nhanh tiến độ, sẽ nhanh chóng khởi công theo đúng phương án trước đó. Đồng thời các anh cũng phải làm tốt công tác trấn an tâm tình của các đồng chí thành phố La Nam. Bộ trưởng Chu nói đến đây thì quay sang Khương Mộ Đông. Cục trưởng Khương, trước tiên anh giao tiếp công tác cho anh Tiền, bây giờ nhiệm vụ cấp bách của anh chính là xử lý hạng mục đường sắt Mân Cô. Giao tiếp công tác nói thì cực kỳ đơn giản nhưng nghe vào trong tai lại làm cho Khương Mộ Đông sinh ra cảm giác khó chịu giống như ăn phải ruồi, tâm tình chợt rơi xuống đáy cốc. Khương Mộ Đông hiểu rất rõ trên quan trường là nói nửa câu hiểu nửa câu, sẽ không bao giờ biểu đạt thẳng thắn ý nghĩ của mình. Rời thuyền thì dễ, lên thuyền thì khó, giao tiếp thì dễ, nếu muốn lấy lại lãnh địa của mình thì chỉ sợ không dễ như hai chữ giao tiếp mà thôi. Từ khi Khương Mộ Đông tiến vào công tác trong cục đường sắt thì đã được 3 năm, dù hắn luôn tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của mình, làm thật tốt công tác nhưng lại không được bất kỳ vị lãnh đạo nào tán thưởng. Sau này vô tình cùng Thứ trưởng Lam đến cơ sở nghiên cứu, được Thứ trưởng Lam nhìn chúng và nâng đỡ đến vị trí hiện tại. Hắn thật sự cảm thấy Thứ trưởng Lam có ơn tri ngộ với mình, hắn luôn đi bên cạnh Thứ trưởng Lam, luôn trung thành và tận tâm với lãnh đạo của mình. Nhưng một điều làm cho Khương Mộ Đông cảm thấy bất an chính là mặc dù Thứ trưởng Lam luôn nói tốt về mình, hơn nữa bình thường Bộ trưởng Chu cũng không đối xử tệ với mình, thế nhưng hắn luôn cảm thấy mình và Bộ trưởng Chu có cảm giác cách xa. Hắn mãi không thể trở thành tâm phúc của Bộ trưởng Chu, điều này làm hắn cảm thấy rất uể oải. Khương Mộ Đông cảm thấy mình còn thiếu trình độ, vẫn chưa đến thời điểm có thể tiến lên. Nếu hắn muốn tiến được một bước nữa, ngoài việc chiếm được hảo cảm của Bộ trưởng Chu, còn phải liên tục cố gắng và phấn đấu. Thế cho nên hắn không dám qua loa công tác, cố gắng tận chức tận trách. Không ngờ Khương Mộ Đông cho ra một hành vi nịnh bợ Thứ trưởng Lam lại chọc giận Bộ trưởng Chu. Khi nghe thấy Bộ trưởng Chu nói mình chuẩn bị làm tốt công tác giao tiếp, hắn cảm thấy trong lòng khó chịu như mèo cào nhưng căn bản là không thể phát tiết. Không giao tiếp công tác được sao? Hắn có quyền lợi phản đối sao? Trong đầu hắn lóe lên những ý nghĩ như vậy, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ mà thôi. Lão lãnh đạo, đã đến giữa trưa rồi, ngài xem, chúng ta có nên đi dùng bữa cơm rau dưa không? Căn tin của đơn vị chúng tôi thật sự không tồi. Bộ trưởng Chu đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nói với bốn người Lỗ lão gia tử. Lỗ Tiền Tiến nhìn đồng hồ, sau đó lão khoát tay áo nói. Chờ chút nữa rồi hãy dùng cơm, khi nào nghe được các cậu sắp xếp ổn thỏa vụ này, chúng tôi mới có thể an tâm nuốt cơm được. Lỗ Tiền Tiến nói một câu như vậy làm cho Thứ trưởng Lam và Cục trưởng Khương thật sự ngồi không yên. Dưới ánh mắt của Bộ trưởng Chu, hai người bọn họ nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Bộ trưởng Chu. Khương Mộ Đông đi trên hành lang nhìn bước chân vẫn ổn định của Thứ trưởng Lam mà càng cảm thấy thêm uất ức. Thế nhưng hắn dù có uất ức cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ khẽ hô một câu Thứ trưởng Lam. Thứ trưởng Lam chợt dừng bước, sau đó hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lại dùng giọng từ trên cao nhìn xuống để chất vấn. Mộ Đông, cậu làm thế nào vậy? Cậu không phải nói hạng mục đường sắt Mân Cô không có chuyện gì sao? Bây giờ sao lại biến thành thế này? Khương Mộ Đông nhìn ánh mắt đầy ý nghĩa sâu xa của Thứ trưởng Lam, hắn biết rõ Thứ trưởng Lam đang biểu đạt sự bất mãn mãnh liệt với chính mình. Nhưng sự việc này sao có thể trách Khương Mộ Đông hắn được? Chẳng qua lúc này hắn đối diện với người có tác dụng lớn với tình huống Đông Sơn tái khởi của mình, hắn vẫn cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, sau đó khẽ nói. Thứ trưởng Lam, tôi cũng không ngờ sự việc như thế này. Không ngờ sao, cậu cảm thấy nói một câu không ngờ là được à? Cậu có biết việc này vừa được khui ra thì xuất hiện bao nhiêu bị động không? Thứ trưởng Lam vung tay lên, giọng điệu tuy không quá lớn nhưng khí thế lại cực kỳ mãnh liệt. Khương Mộ Đông đưa hạng mục đường sắt Mân Cô từ La Nam sang Đông Bộ chủ yếu là vì Thứ trưởng Lam muốn tặng cho một đại nhân vật một phần nhân tình, kết quả thì chuyện tốt không thành, ngược lại còn biến hay thành dở, như vậy Thứ trưởng Lam còn thể diện nào nữa? Nhưng con bà nó nếu không có chỉ thị của anh, tôi sẽ làm chuyện ngu xuẩn này sao? Bây giờ sự việc phát sinh vấn đề, anh không có việc gì lại còn quay lại cắn ngược tôi, thậm chí lúc này vị trí của tôi còn khó thể giữ lại được. Tuy Khương Mộ Đông oán giận không thôi, thế nhưng hắn biết rõ mình ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, dù sao thì có một số việc sau này hắn còn nhờ cậy vào Thứ trưởng Lam. Thứ trưởng Lam, tôi sai rồi, tôi công tác không chuyên chú, thế cho nên mang đến phiền phức cho anh.
Khương Mộ Đông mở miệng nói mà lửa giận trong lòng bùng cháy rất mạnh, thế nhưng lúc này dù thế nào thì hắn cũng phải nói ra những lời như vậy. Thứ trưởng Lam khẽ gật đầu, hắn tiến lên một bước vỗ lên vai của Khương Mộ Đông, sau đó dùng giọng ý nghĩa sâu xa nói. Mộ Đông, tôi biết rõ trong sự kiện này cậu cũng không phải cố ý. Cậu cứ yên tâm, còn nhiều thời gian, tất cả sẽ khá hơn thôi. Tuy chỉ là hai câu nói nhưng lại làm cho Khương Mộ Đông sinh ra cảm giác an ủi. Nếu Thứ trưởng Lam đã nói khá hơn, như vậy sau này mình sẽ tuyệt đối không có vấn đề gì. Hắn nghĩ tới những điều này, thế là trong lòng buông lỏng hơn rất nhiều. Thứ trưởng Lam, trước mắt chúng ta nên làm gì bây giờ? Khương Mộ Đông hít vào một hơi thật sâu, sau đó hắn cố gắng bày tỏ lòng trung thành và dùng giọng tận tâm nói. Có thể làm thế nào nữa? Chúng ta tìm đám cán bộ thành phố La Nam, nên xin lỗi thì nói lời xin lỗi. Nói rằng hạng mục đường sắt Mân Cô sẽ tiếp tục kế hoạch ban đầu, để bọn họ quay về chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ chuẩn bị khởi công. Thứ trưởng Lam thở dài một hơi rồi khẽ nói. Xin lỗi. Hai chữ này thật sự làm cho Khương Mộ Đông giống như ăn phải ruồi bọ, dù hai từ xin lỗi nói ra từ miệng Thứ trưởng Lam, thế nhưng hắn biết rõ Thứ trưởng Lam tuyệt đối không phải là người nói ra hai chữ này. Thứ trưởng Lam không thể nói, như vậy người cần mở miệng nói chính là bản thân hắn. Khương Mộ Đông nghĩ đến lời nói trước khi đi ra khỏi phòng của viên bí thư thị ủy trẻ tuổi kia, hắn chợt cảm thấy hai môi của mình khô rát khó chịu. Hắn bây giờ phải đi xin lỗi tên khốn trẻ tuổi ngang ngược kia, hắn còn thể diện nữa không? Thứ trưởng Lam giống như không nhìn thấy vẻ mặt của Khương Mộ Đông biến đổi, hắn nhìn thoáng qua bầu không khí khô nóng bên ngoài, sau đó khẽ nói. Người của thành phố La Nam ở chỗ nào, chúng ta cùng đi đến đó một chuyến. Đi đến sao, Thứ trưởng Lam? Không bằng chúng ta gọi điện thoại cho bọn họ chạy đến. Khương Mộ Đông chợt sững sờ rồi dùng giọng đề nghị nói. Thứ trưởng Lam dùng ánh mắt không vui nhìn Khương Mộ Đông, lúc này hắn thật sự cảm thấy thuộc hạ của mình là một con heo. Những chuyện thế này nếu người ta đã sắp xếp được tốt đẹp như vậy, nếu anh còn cố gắng chống đỡ không chịu cúi đầu, như vậy bọn họ sẽ bỏ qua cho sao? Thế nhưng Khương Mộ Đông là người chịu tội thay cho hắn, dù hắn thật sự phê bình ý nghĩ của Khương Mộ Đông. Thế nhưng biểu hiện vẫn là ẩn nhẫn không phát tác. Đi thôi. Thứ trưởng Lam không muốn giải thích với Khương Mộ Đông, hắn nhanh chóng đi ra bên ngoài. Khương Mộ Đông nhìn hình bóng của Thứ trưởng Lam, hắn trầm ngâm giây lát rồi nhanh chóng đi theo. Xe đã đợi sẵn bên ngoài, sau khi lên xe thì Thứ trưởng Lam nhìn thoáng qua Khương Mộ Đông. Tiểu Lý lái xe, cậu chỉ rõ vị trí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.